chương 721, trùng biển. Tiêu phàm tay vừa nhấc một cực kỳ thật nhỏ, cơ hồ mắt thường khó gặp nho nhỏ phi trùng, liền di động hiện ra, tại tiêu phàm trước mặt cấp tốc phe phẩy nho nhỏ cánh, phát ra chi chi tiếng kêu to, tương đối hắn nhỏ như vậy hình thể mà nói, có thể phát ra như thế, vang dội thanh âm, thật sự cũng đủ kinh người. Lanh lợi trùng, đây là tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng làm cho, này trùng trồng côn trùng mệnh danh tự. Trên thực tế, loại này tiểu phi trùng là cơ lụa mỏng tại Nam Dương mang về đến đích, hàng đầu sư trong lúc đó dùng để lẫn nhau báo động côn trùng, tại Nam Dương ngữ hệ bên trong, khác có tên, tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng căn cứ cái này tiểu phi trùng đặc điểm, đem mệnh danh là lanh lợi trùng. Lanh lợi trùng đều là từng đôi từng đôi đích, tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng tất cả dẫn một mặc kẻ cách vạn thủy thiên núi, chỉ cần trong đó một chỉ phát ra báo động, mặt khác một tựu nhất định có thể thu được. Đây cũng là lanh lợi trùng duy nhất công dụng, Hiện tại, tiêu phàm cái này lanh lợi trùng phát ra như thế nóng nảy âm thanh cảnh báo, có thể thấy được cơ lụa mỏng gặp rất lớn nguy hiểm. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền hướng mật thất bên ngoài bay đi. Hắc lân ghé vào đầu vai của hắn phía trên, hít mắt hai mắt, lóng lánh lấy lạnh điện loại hàn quang, khí thế khinh người. Rất nhanh, một đạo độn quang thẳng lên mây xanh, trong khoảnh khắc liền chui vào tầng mây bên trong, nhìn không thấy liễu tương đương vạn trường trên không trung, tiêu phàm toàn thân ngân quang lóng lánh, hướng tây nam phương hướng bay nhanh mà đi. Cơ lụa mỏng đoạn thời gian trước một mình đi khánh nam miêu trại, tìm kiếm miêu cương ở chỗ sâu trong dưỡng cổ công pháp, vừa đi chính là nhiều cái nguyệt, không có cùng tiêu phàm liên lạc. Tại loại này rừng sâu núi thẳm bên trong, hiện đại hóa thông tin thủ đoạn không lớn có tác dụng. Bất quá lanh lợi trùng một mực im lặng đích, tiêu phàm cũng cũng không phải là rất lo lắng. Hôm nay lanh lợi trùng bỗng nhiên báo động, tiêu phàm tự nhiên không dám chỉ hoãn, lập tức tự hướng tây nam phương hướng tiến đến. Bởi vì là tại ban ngày, tiêu phàm tận lực phi đắc rất cao, thẳng lên mây xanh, mượn dày đặc tầng mây vật che chắn, phía dưới người là nhìn không tới hắn đích, miễn cho khiến cho khủng hoảng. Về phần có thể hay không bị phi cơ dân sự phát hiện, tiêu phàm thì càng không thèm để ý rồi, thần niệm thả ra, phạm vi hơn 10 dặm đều có thể cảm ứng được thanh thanh sở sở, có thể sớm tránh lái phi cơ. Hơn nữa, Tiêu Phàm độn nhanh chóng nhanh vô cùng, cho dù cùng phi cơ dân sự mặt đối mặt phi hành, đối phương cũng chỉ có thể chứng kiến một đạo màu ngà sữa độn quang. lóe lên tức thì, ở đâu có thể biết rõ cái này độn quang bên trong, rõ ràng có một người cùng một con mèo. Hắc Lân vững vàng ngồi xổm đầu vai của hắn, tựa hồ rất hưởng thụ chính mình lần đầu tiên phi hành, hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút hưng phấn. Tiêu Phàm tốc độ cao nhất phi độn, tốc độ cực nhanh. Nếu như bị mặt khác Kim Đan kỳ tu sĩ nhìn thấy hắn như vậy độn nhanh chóng, nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Tương đối bình thường Kim Đan tu sĩ khống chế pháp bảo phi hành, lĩnh ngộ tướng ngân dược lôi bằng phong độn thuật, tự nhiên không thể so sánh nổi. Tuy nhiên tại thượng cổ thánh linh bên trong, ngân dược lôi bằng cũng không phải là dùng độn nhanh chóng cực nhanh mà nổi tiếng, nhưng cùng nhân loại tu sĩ bình thường pháp bảo so sánh với. Hoàn toàn, từ đầu luôn luôn không tại một cái cấp bậc phía trên. Ước chừng gần nửa canh giờ đi qua tiêu phàm dưới chân, liền xuất hiện kéo dài phập phồng cụm núi trùng điệp. Đã đến Khánh Nam khu vực. Audio điện tử võ tấn bền. Tiêu phàm lập tức đem độn nhanh chóng chậm dần, thần niệm chi lực toàn bộ triển khai, bắt đầu tìm tòi phía dưới rừng sâu núi thẳm. Lanh lợi trùng có thể báo động, có thể chỉ thị một cái khác lanh lợi trùng đại khái phương hướng, đến khoảng cách nhất định trong, còn có thể lẫn nhau chính xác định vị bất quá tiêu phàm thần niệm chi lực cường đại, có thể bao trùm phạm vi hơn 10 dặm trong phạm vi, đã tới rồi Khánh Nam, trên cơ bản tựu không cần lanh lợi trùng chỉ thị phương vị rồi, hắn dùng thần niệm tìm tòi, tốc độ nhanh hơn. Khánh Nam dừng già ở chỗ sâu trong, có một tòa ngồi không nhỏ sơn trại, ngọn núi này trại xây tại một chỗ trong sơn cốc, bằng nước mà xây, bốn chu toàn là cao vút trong mây ngọn núi. Một đầu uốn lượn đường sông, tại cụm núi trùng điệp bên trong ghé qua bởi vì thế núi quan hệ, ở chỗ này tạo thành một chỗ đại khái qua loa trở lại vịnh, trầm tích ra một ít tấm bằng phẳng mà phì nhiêu đồng bằng phù sa. Ngọn núi này trải, tự xây tại đồng bằng phù sa thượng chi âm chi kỷ, gà gáy chó sủa, sơn trải bên ngoài, bờ ruộng dọc ngang tương vọng, tốt nhất phái thanh tịnh nông thôn cảnh tượng. Nhưng là, tiêu phàm thần niệm chi lực lại tìm tòi không đến núi này trải, khắp sơn cốc, đều tản ra một cổ lực lượng thần bí, cấm thần niệm chi lực điều tra. Hơn nữa trên đỉnh núi, quanh năm mây mù lượn lờ, tung tính toán tiêu phàm tu luyện có thiên nhãn thần thông, cũng nhìn không tới trong sơn cốc tình hình. Theo ý nào đó mà nói, sơn cốc này là không tồn tại đích. Tại không có tìm được núi này chạy trước kia, cơ lụa mỏng cũng cho rằng hắn không tồn tại, tại cụm núi trùng điệp bên trong, đau khổ tìm nhiều cái nguyệt, thiếu một ít liền buông tha liễu tương đương. Cuối cùng nếu không phải tại yến tây lâu kiên chỉ cùng chỉ dẫn phía dưới, cơ duyên xảo hợp tìm được rồi tiến vào sơn cốc con đường, cơ lụa mỏng muốn vô công mà trở về. Nhưng là hiện tại, cơ lụa mỏng sắc mặt lại thật không tốt xem. Sắc mặt của mọi người rất khó coi, tràn đầy khó nói lên lời sợ hãi, thậm chí là ý tuyệt vọng. Cái này tựa như tiên cảnh giống nhau sơn trại, giờ phút này đang bị một đoàn phi trùng bao quanh. Vô cùng vô tận trùng biển, liếc trông không đến cuối cùng, đem sơn trại bốn phương tám hướng đều vây đắc chật như nêm cối. Bọn này phi trùng Nguyên một đám dáng người dài nhọn, đầu thành hình tam giác, toàn thân màu xanh biếc, sơ lên cao hai bả, đại đao, chính là là một đám hiếm thấy đại bọ ngựa, chiều cao chừng 7-8 thốn. Ngoại trừ cái đầu rất lớn bên ngoài, bọn này bọ ngựa còn một điều không giống người thường, thì phải là phục trong mắt, lóng lánh một chút điểm hồng mang, tựa như tại nhau nhỏ tam giác trên đầu, hai bên tất cả chọn một điểm chu sa, lộ ra khó nói lên lời sát khí, có vẻ táo bạo vô cùng. Cơ lụa mỏng Yến Tây Lâu cùng một gã hơn 50 tuổi lão giả, một gã hai mươi mấy tuổi xinh đẹp cô nương, sóng vai đứng ở trong sơn trại một chỗ nhìn qua trên lầu, mắt nhìn lấy mãnh liệt trùng biển, đều đều mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Theo lý thuyết, như vậy đơn sơ sơn trại, nếu như thấp hơn hổ báo đợi mãnh thú, còn có chút tác dụng, dù sao mãnh thú thân hình đại, không thể tập kích mà vào, nhưng đối mặt như thế số lượng phần đông bọ ngựa, vậy thì một chút tác dụng cũng không có. Mộc chế hàng rào ở giữa khe hở, chừng vài thốn rộng hẹp, tiểu hai tử có thể tùy ý ra vào, làm sao có thể đủ ngăn được chiều cao chỉ có 7-8 thốn, hình thể dài nhọn bọ ngựa. Chính thức đem trùng biển ngăn cản tại bên ngoài đích, là tầng một giày đặc màu hồng phấn màn hào quang, đem chọn cái sơn trại che đậy trong đó. Trong sơn trại, đầu người bắt đầu khởi động, cơ hồ toàn bộ trại nam nữ lão ấu, đều xuất động, mọi người trong tay đều dơ cao lên bó đuốc, top 5 top 3 mà tụ tập cùng một chỗ, lưng tựa lưng, mặt hướng bên ngoài, Nguyên một đám nhanh trương vô so. Đối phó những này bọ ngựa, cái gì đao thương kiếm kích đều là vô dụng đích, duy chỉ có bó đuốc có lẽ có tác dụng. Trên cơ bản, không có không sợ hỏa côn trùng, đương nhiên, những này bọ ngựa như thế giải rộng, không giống người thường, có lẽ chúng không sợ hỏa. Tình hình như thế quỷ dị, há có thể theo lẽ thường đo lường được. Nói như vậy, thiên nhiên chỉ có con kiến cùng châu chấu mới có thể hình thành đại quy mô nạn sâu bệnh như vậy có thể đồ sộ bọ ngựa trùng biển không chỉ nói chưa từng có người bái kiến chỉ sợ ngay nghe đều không người nghe nói qua lúc nào ngày bọ ngựa đều cả đàn cả lũ tập đoàn tác chiến rồi ngoại trừ những này bên ngoài những này bọ ngựa còn có một rất lớn không giống người thường chỗ thì phải là chúng không nhao nhao không náo thậm chí ngay bình thường côn trùng đều phát ra vỗ cánh thanh âm đều không có im lặng gục ở chỗ này ngẩng đầu sơ lên chân trước gắt gao nhìn thẳng sơn trại bên ngoài bao phủ tầng kia màu hồng phấn màn hào quang, nguyên một đám lộ ra vận sức chờ phát động thần sắc, tựa hồ đang chờ đợi cái gì chỉ lệnh. Cơ tiểu thư, người nói vị kia tiêu tiên sinh, hắn thật sự hội kịp thời đuổi tới sao? Người phải biết rằng, cái này hoa đào đại trận, kiên trì không được bao lâu, chúng ta linh thạch, lập tức muốn dùng hết rồi. Mắt nhìn lấy mênh mông trùng biển, vị kia hơn 50 tuổi lão giả, nhịn không được đối với cơ lụa mỏng nói ra. Cơ lụa mỏng khẽ gật đầu một cái, nói ra, yên tâm đi, thủ lĩnh, hắn nhất định sẽ đến đích. Cứ việc cơ lụa mỏng ngữ khí thập phần chắc chắn, lão giả có lẽ hay là nhìn không được nhẹ khẽ lắc đầu. Cho dù cơ lụa mỏng nói cái vị kia tiêu tiên sinh, có thể kịp thời đuổi tới, cái kia lại có thể như thế nào lại dạng nhì. Chẳng lẽ hắn còn thật có thể đối phó được cái này phô thiên cái địa bọ ngừa. Trừ phi hắn là trong truyền thuyết trùng vương. Nếu không, ngay hoa đào trại cũng không có cách nào đối phó trùng biển, những người khác càng thêm chỉ có chạy chối chết phần. Chỉ là trong lúc này, hoa đào trại trên thực tế đã muốn ở vào tuyệt cảnh, lão giả cũng đem hy vọng đều ký thác vào vì kia chưa bao giờ gặp mặt tiêu tiên sinh trên người. Trừ lần đó ra, thật sự đã muốn không có bất kỳ biện pháp nào, có thể cho hoa đào trại tránh thoát lần này tai họa ngập đầu liễu tương đương. A à cha, thật không có biện pháp mở ra trùng vương động sao đứng ở lão giả bên người tuổi trẻ nữ lang, thấp giọng hỏi. Cô gái này lang tuổi chừng 27-28 tuổi, tướng mạo ngọt ngào, dáng người đầy đặn, ăn mặc dân tộc phục sức, trên đầu đeo nặng nề ngân quan, lỏa lồ bên ngoài củ sen loại trên tay ngọc, ung tùm đeo 7-8 cái ngân thủ vòng tay, tuy nhiên nhìn về phía trên hơi mệt chút chuế, lại phụ trợ đắc cái này đầy đặn nữ lang bộ dạng thùy mị càng thêm mê người. Mà nàng một tay, lại cùng một bên yến tây lâu tay phải nắm cùng một chỗ, 10 ngón giao nhau, nắm đắc rất nhanh. Lão giả lắc đầu, thở thật dài một tiếng, nói ra, nhà đầu, nếu là có thể mở ra trùng vương động, chúng ta còn dùng sợ những này côn trùng sao? Đáng tiếc, có thể mở ra trùng vương động bảo vật, cũng sớm đã không thấy. Ngọt ngào nữ lang thần sắc tựu trở nên rất huệ hoài. Có lẽ, tiêu tiên sinh hội có biện pháp. Một mực giữ im lặng yến tây lâu, bỗng nhiên mở miệng nói ra, lời nói nhanh chóng rất chậm, cơ hồ là từng chữ từng chữ nói ra được, rất hiển nhiên, hắn đối với mở miệng nói chuyện chuyện này, tựa hồ còn có chút không lớn thích ứng. Chỉ là mắt thấy ngọt ngào nữ lang thật sâu thất vọng, liền nhịn không được an ủi nàng một câu. Thật vậy chăng, Tiêu tiên sinh thật sự có bản lãnh lớn như vậy? Ngọt ngào nữ lang không khỏi mừng rỡ, lập tức quay đầu nhìn về phía Yến Tây lâu, một điệp thanh âm mà hỏi thăm. Ừm. Um, yến Tây lâu trọng trọng gật đầu. Nếu như trên thế giới này còn có một người có thể đối phó những này côn trùng, cái kia khẳng định chính là tiêu tiên sinh liễu tương đương. Thấy ngọt ngào nữ lang tựa hồ có chút không tin tưởng lắm, Yến Tây Lâu lại từng chữ từng chữ mà nhiều lời một câu như vậy. Cơ lụa mỏng không khỏi hé miệng cười một tiếng. Yến Tây Lâu đối với yêu yêu thật đúng là mối tình thắm thiết đắc sắt, vì an ủi nàng, lần nữa như vậy, nghiến răng nghiến lợi, nói lời nói, cũng không ngại phiền toái. Bất quá đối với yến Tây lâu cho Tiêu Phàm, đánh giá cơ lụa mỏng có lẽ hay là rất nhận đồng đích. Mấy tháng không thấy, tu vi của hắn nên vậy lại tinh tiến đi à nha. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm chi điền. Chương 722, Hắc Lân phát triển uy. Bên này lời còn chưa dứt, một tiếng bén nhọn vô cùng côn trùng kêu vang thanh âm, bỗng nhiên vang lên, chấn người màng nhĩ. Tất cả hàng rào ở phía trong người đều đều biến sắc. Một côn trùng, rõ ràng có thể phát ra như vậy bén nhọn cao vút kêu to thanh âm, chân đắc núi minh cốc ứng, thật sự là nghe giận cả người. Nhưng giờ phút này, hàng rào ở phía trong người đi không rảnh đi tìm cái này, nghịch thiên, côn trùng, bởi vì, tại một tiếng này côn trùng kêu vang về sau, tự ý nghĩa một vòng mới trùng tộc đại quân bắt đầu tiến công. Quả nhiên, ngay sau đó, côn trùng kêu vang thanh âm nổi lên, bốn phía khắp nơi đều là ong ong vỗ cánh thanh âm, tất cả bọ ngựa giống như tiếp nhận được nào đó chỉ lệnh, đồng loạt động tác bắt đầu đứng dậy, chen chúc về phía trước. Trong nháy mắt, những ngày chen chúc tới bọ ngựa đại quân, liền một đầu đâm vào màu hồng phấn màn hào quang phía trên. Lập tức, bis bis, không ngừng bên tai, cái này nhìn về phía trên Mỹ lệ vô cùng màu hồng phấn màn hào quang, lại phảng phất là độ ấm cực cao ngọn lửa giống nhau, bọ ngựa đám bọn họ va chạm đến màn hào quang phía trên, liền lập tức bạo liệt ra đến, trong khoảnh khắc liền biến thành một cổ khói xanh, tiêu tán ở vô hình. Bất quá côn trùng chính là côn trùng, hung hãn không sợ chết, đối với đồng bạn tan thành mây khói chút nào cũng không để vào mắt, làm theo người trước ngã xuống, người sau tiến lên về phía lấy màu hồng phấn màn hào quang gấp sông mà đến, tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Cái này màu hồng phấn màn hào quang, thì ra là lão giả trong miệng nói, hoa đào đại trận, không biết là loại nào cấm chế, lợi hại phi thường, mà kể có bao nhiêu bọ ngựa vọt mạnh mà đến, đều là thoáng qua liền hóa thành khói xanh, màn hào quang như trước giày đặc rắn chắc, lóng lánh lấy màu hồng phấn nhàn nhạt sáng bóng, một bộ gặp không sợ hãi bộ dạng. Bọ ngựa đại quân công kích người trước ngã xuống, người sau tiến lên, sóng sau cao hơn sóng trước, hoa đảo đại trận hà sáng nóng lánh, sừng sững bất động. Bất quá một lát trong lúc đó, sơn trải quanh thân hơn 10 trượng trong, tự biến thành một mảnh đất trống, tất cả bọ ngựa vì không còn một mống chỉ thấy vốn là bị trùng biển bao trùm địa phương, lỏa lồ ra thành từng mảnh núi đá cùng từng khối đất vàng, dõi mắt chỗ đến, vậy mà nhìn không tới nửa điểm màu xanh biếc, tất cả thực vật đều đều bị bọ ngựa quét qua quét sạch, ăn được sạch sẽ. đây cũng là một loại kỳ quái tình hình. tại thiên nhiên, bọ ngựa chính là thịt để ăn tính côn trùng, không ăn thảo, chỉ ăn mặt khác côn trùng cùng tiểu động vật. mà hiện tại, những ngày bọ ngựa vậy mà đem thực vật đều ăn hết sạch rồi không biết là đã xảy ra loại nào dị biến. hội tiếp nhận chỉ lệnh, hiểu được. tập đoàn tác chiến, bạo ngựa vốn là không giống người thường. cứ việc trong chốc lát thì có hàng hà bạo ngựa xám phi yên không có, phía sau bạo ngựa như trước chi đứng người dậy, dựng lên vừa thô vừa to chân trước, chuẩn bị tiếp tục tiến công. lại một tiếng bén nhọn côn trùng kêu vang vang lên, những này chuẩn bị tiếp tục tiến công bạo ngựa. bỗng nhiên đình chỉ động tác, suốt đủ về điện nằm sấp xuống, hắn tính kỷ luật mạnh thậm chí so nhất nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội còn muốn nghiêm minh. Chuyện gì xảy ra? Cơ lụa mỏng, Yến Tây lâu cùng lão giả cùng với ngọt ngào nữ lang, hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trùng biển như thế nào đình chỉ tiến công? Cái này giống như cùng trước mấy lần tiến công có chỗ bất đồng A-H. Trước vài lần tiến công, ít nhất rằng có một phút đồng hồ đã ngoài, từ tổn thương bọ ngựa là hiện tại mấy lần nhiều. Nhưng bốn phía sơn lĩnh trong rừng rậm, tựa hồ cất giấu vô cùng vô tận bạo ngựa, vĩnh viễn đều giết vô cùng. Lúc này đây, chẳng lẽ là sửa chiêu số rồi? Không có đợi mọi người nghĩ đến sẵn sàng, siêu siêu, thanh âm nổi lên, từng chiếc cực lớn phi trùng, theo bên ngoài hơn 10 trượng trong rừng rậm bắn ra. Chỉ thấy những này phi trùng, theo ngoại hình thượng xem, như trước có lẽ hay là bọ ngựa, nhưng hình thể so với vừa rồi những kia bọ ngựa muốn lớn, chừng hơn một thước trường, nhan sắc cũng chuyển thành màu nâu xanh, thậm chí ngay cánh nhan sắc đều là màu nâu xanh đích, duy chỉ có sâu sắc mắt kép. Đồng dạng đỏ tươi ướt át, tượng bị máu tươi nhuộm đỏ giống nhau. Những này màu nâu xanh bọ ngựa, cùng màu xanh biếc bọ ngựa tương đối mà nói, ngoại trừ hình thể nhan sắc bên ngoài. Bắt mắt nhất bất đồng, chính là chúng chân trước, dựa theo tỷ lệ, xa xa muốn dài tại màu xanh biếc bọ ngựa, cũng là màu nâu xanh đích, chợt nhìn đi lên, thật giống như hai thanh phong duệ đại đao khổng lồ màu nâu xanh bọ ngựa vừa xông ra rừng rậm, liền không chút do so dự hướng về màu hồng phấn màn hào quang đánh tới, cứ việc chúng số lượng so sánh với xanh biếc bọ ngựa muốn thiếu nhiều lắm, ước chừng thì ra là mấy trăm không đến một ngàn bộ dạng, nhưng cổ khí thế kia so với phô thiên cái địa màu xanh biếc bọ ngựa còn muốn bức nhân. Tất cả người miền núi đều khẩn trương vạn phần mà chừng mắt những này mới xuất hiện màu nâu xanh cự bọ ngựa, trong nội tâm dâng lên một cổ dự cảm bất tường. Lé lên trong lúc đó, những này màu nâu xanh cự bọ ngựa liền nhào tới màu hồng phấn màn hào quang phía trên. Một cổ khói xanh mạo bắt đầu đứng dậy, cự bọ ngựa một hồi, chi chi, gọi bậy, tựa hồ hết sức thống khổ, cũng không có muốn những kia màu xanh biết bọ ngựa đồng dạng, vừa tiếp xúc với hoa đào đại trận cấm chế chi lực, không hề chống cự chi lực liền biến thành cho bụi, ngược lại một mực dính tại màn hào quang phía trên, dựng thẳng lên cực lớn chân trước, hướng phía màn hào quang hung hăng trước dưới đi màu hồng phấn màn hào quang bỗng nhiên hào quang đại thịnh phốc một màu nâu xanh cự bọ ngựa mãnh liệt bạo liệt ra đến thân hình hóa thành từng đoàn từng đoàn chất lỏng vẩy ra đến màn hào quang phía trên lập tức bốc lên một cổ khói xanh liền biến thành hư ảo nhưng ở chất lỏng biến mất chỗ màn hào quang thượng lại bày biện ra một cái nho nhỏ màu nâu xanh điểm lấm tấm tựa hồ cự bọ ngựa chất lỏng có chứa nào đó tính ăn mòn có thể ăn mòn màn hào quang bất quá màn hào quang phía trên lập tức hồng mang lóe lên Màu nâu xanh điểm lấm tấm liền biến mất không thấy gì nữa Ngay sau đó, phốc phốc chi tiếng nổ lớn Một tiếp một chỉ là cự bọ ngựa bạo liệt ra đến Chất lỏng vẩy ra, màn hào quang phía trên không ít địa phương đều bị ăn mòn ra nguyên một đám màu nâu xanh điểm lấm tấm Cứ việc màn hào quang vẫn còn lóng lánh lấy hồng quang Phi tốc trừ khử lấy những kia điểm lấm tấm Nhưng điểm lấm tấm thật sự quá nhiều Màn hào quang tiêu hao linh lực, bỗng nhiên nhanh hơn vốn là nhìn về phía trên giày đặc vô cùng màu hồng phấn màn hào quang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu biến mỏng hơn nữa lúc sáng lúc tối mà lóe lên không tốt hoa đào đại trận uy lực muốn đã tiêu hao hết a à cha làm sao bây giờ ngọt ngào nữ lang la hoảng lên hàng rào ở phía trong cũng vang lên một mảnh hoảng sợ tiếng thét chói tai màn hào quang loại biến hóa này người miền núi đám bọn họ tự nhiên đều thấy được lập tức cả đám đều cảm thấy một loại tai vạ đến nơi cực độ sợ hãi. Chỉ cần hoa đào đại trận mỗi lần bị công phá, tính bằng đơn vị hàng nghìn bọ ngựa xông đem tiến đến, hàng rào ở phía trong tất cả mọi người, trong khoảnh khắc cũng sẽ bị trở thành đồ ăn, gặm thức ăn hầu như không còn. Mà hiện tại xem ra, loại này vận mệnh giống như có lẽ đã không thể nghịch chuyển. Lão giả cũng là sắc mặt tái nhợt. Hàng rào ở phía trong cuối cùng một khối linh thạch, đã ở trước đó không lâu bị đổi đến đại trận trận trên mắt, giờ này khắc này, hắn cũng không có biện pháp. "Cơ tiểu thư, người vị bằng hữu kia, như thế nào còn chưa tới?" Mắt thấy hoa đào đại trận màn hào quang càng ngày càng mỏng, hào quang cũng càng ngày càng là ảm đạm, lão giả lại nhịn không được đối với cơ lụa mỏng nói ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ tuyệt vọng. Cơ lụa mỏng hai hàng lông mày nhíu chặt, âm thầm nắm chặt nắm tay quả đấm. Trong mắt của nàng những ngày màu nâu xanh cự bọ ngựa tu vi cũng không đáng sợ. Đơn đả độc đấu, nàng cho dù không có nắm chắc đem mấy trăm cự bọ ngựa toàn bộ tiêu diệt, diệt sát trong đó một bộ phận, lại bình yên bỏ chạy, độ khó không lớn. Nhưng vấn đề lớn nhất ở chỗ, nàng muốn đối phó những kia phi trùng, phải rời đi hoa đào đại trận cấm chế, trong lúc này, nàng tuyệt đối không dám lại để cho lão giả đóng cửa đại trận. Bốn chu vô tính ra phi trùng nhìn chằm chằm còn có bất minh chi tiết người điều khiển trốn ở phía sau màn, lúc này đóng cửa đại trận, thuần túy tựu là muốn chết, chỉ sợ đại trận vừa mới đóng cửa, ngàn vạn phi trùng tựu phô thiên cái địa mà xông tới liễu tương đương. Đại trận màn hào quang bắt đầu phát ra ong ong thanh âm, một bộ tùy thời sụp đổ bộ dạng. Tất cả mọi người mắt trung đô tràn đầy ý tuyệt vọng. Lúc này, cơ lụa mỏng trong ngực lanh lợi trùng đột nhiên bay ra, nóng nảy mà gọi không ngừng. Cơ lụa mỏng thoảng qua khẽ giật mình, lập tức vui mừng quá đỗi kêu lên hắn đến liễu tương đương cái gì lão giả đã hoàn toàn tuyệt vọng chỉ còn chờ màn hào quang bị đột phá thời khắc cuối cùng tiến đến đối với cơ lụa mỏng thoại ngữ đều phản ứng không kịp liền vào lúc này không chung một tiếng cao vút trong mây tiếng chim hót chấn vang lên tốc hành trời xanh phía trên ngay sau đó một đạo nhân ảnh tại nồng đậm trong sương mù hiển lộ ra đến tiếng sấm vang rền vô số đạo ngân lập lòe hồ quang điện oanh kích mà hạ, chuẩn xác vô cùng mà đánh chúng còn lại những kia màu nâu xanh cự bọ ngựa. Trong chốc lát sấm sét vang dội, bị tia chớp đánh chúng màu nâu xanh cự bọ ngựa trong khoảnh khắc hóa thành khói xanh, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cái loại này hội ăn mòn đại trận chất lỏng, cũng không có bốn phía phun ra. Giờ phút này dính tại màn hào quang phía trên màu nâu xanh cự bọ ngựa, còn có 100 bộ dạng, tại lôi điện oanh kích phía dưới, một lần diệt sát rơi hơn 20, tiêu phàm không chút do dự, mười ngón ngay dương, từng đạo lôi điện liên tiếp không ngừng mà đánh ra, khói xanh đại bốc lên, lại có rất nhiều màu nâu xanh cự bọ ngựa tan thành mây khói. Những này màu nâu xanh cự bọ ngựa trên người lóng lánh lấy yêu khí, không sai biệt lắm tương đương với luyện khí kỳ 5-6 tầng tu sĩ tu vi như vậy, đối với người bình thường mà nói, cố nhiên là khó có thể ngăn cản, tại tiêu phàm trong mắt, lại không hề uy hiếp đáng nói. Mắt thấy tiêu phàm tựa như lôi thần đến thế gian giống nhau, hồ quang điện lòe lòe, không thể ngăn cản, còn lại cái kia vài chục trích màu nâu xanh cự bọ ngựa một tiếng gào thét, ào ào phi thân lên, rời đi màu hồng phấn màn hào quang, tứ tán hướng quanh thân trong rừng rậm bỏ chạy. Trong khoảng khắc, bỏ chạy đắt sạch sẽ. Xem ra những này màu nâu xanh cự bọ ngựa chẳng những hình thể so màu xanh biết bọ ngựa muốn đại, tu vi cao hơn, thậm chí còn có nhất định chỉ số thông minh, cảm giác được tiêu phàm khó có thể địch nổi, biết rõ bỏ trốn mất dạng. Ảm đạm vô cùng màu hồng phấn màn hào quang, rốt cục ổn định lại. Bỗng nhiên trong rừng rậm lại là kêu lên một tiếng bén nhọn vang lên, xen lẫn vô cùng phẫn nội ý. Những kia một mực im ắng nằm ở bốn phía màu xanh biếc bọ ngựa vừa nghe cái này thanh âm tiêm minh, lập tức ảo ảo chấn động cánh, một nhảy dựng lên, hướng tiêu phàm chen chúc mà đi. Tiêu phàm thủ đoạn một phen, màu đỏ sậm viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra. Không đợi tiêu phàm thúc dục hỏa diễm đao diệt sát những này phi trùng, một mực ghé vào hắn đầu vai nhắm mắt dưỡng thần hắc lân bỗng nhiên vượt lên trước độc giống như một đạo hắc sắc như thiểm điện bắn tới giữa không trung toàn thân bộ lông run lên một cây màu đen gai sắc hướng bốn phương tám hướng bắn ra tiêu phàm thấy rõ ràng những này màu đen gai sắc kỳ thật chỉ là hư ảnh do hắc lân bộ lông ngưng kết mà thành nhưng là hắc lân dưới mắt đã là kim đan kỳ tu vi những này màu xanh biếc bọ ngựa thậm chí ngay đê đẳng nhất yêu thú đều không tính là lại có thể nào ngăn cản hắc lân bộ lông biến hóa một kích. Hắc mang hiện lên chỗ, vô số phi trùng ào ào bị xuyên thủng, chất lỏng vẩy ra, trùng thi giống như trời mưa giống nhau, hướng mặt đất rơi xuống. Trong khoảng khắc, màu xanh biếc bọ ngựa liền tử thương vô số. Trong rừng rậm, lại kêu lên một tiếng bén nhọn chấn vang lên, còn lại bọ ngựa thật giống như nghe được cái gì chỉ lệnh tựa như, lập tức đình chỉ người trước ngã xuống, người sau tiến lên tiến công, như thủy triều lui xuống, thoáng qua đã không thấy tăm hơi tung tích. Cả cái sơn cốc thoáng cái trở nên yên tĩnh vô cùng. Tốt một hồi đi qua, trong sơn trại mới bỗng nhiên vang lên kinh thiên động địa hoan hô thanh âm. Nếu như ngài ưa thích cái này bộ tác phẩm, chào mừng ngài đến khởi điểm chi điền. Chương 723, 10 năm chờ đợi. Cái này, đây là Tiêu Tiên Sinh. Thật lâu, lão giả mới hồi phục tinh thần lại, mắt nhìn không chung một người một con mèo. Ăn ăn nói, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kính sợ. Từ trên trời giáng xuống, lôi điện hiện lên uy, bên người còn đi theo một đầu đồng dạng uy phong lẫm lẫm thần thú, cái này là trong truyền thuyết lôi thần, ngoại trừ tướng mạo anh tuấn xuất khí, không có như vậy hung thần ác sát bên ngoài, không có những thứ khác khác nhau. Cơ Lụa mỏng mỉm cười nói, đúng vậy. Nhanh, yêu yêu, mau mau đem bả đại trận mở ra, Thỉnh Tiêu tiên sinh. A h không, Thỉnh Tiêu, Tiêu thần tiên tiến đến. Nghe đến đó, cơ lụa mỏng nhịn không được tự nhiên cười nói, nói ra, thủ lĩnh, người có lẽ hay là xương hô hắn tiêu tiên sinh tốt rồi, thần tiên xương hô thế này. Hi hi, thật không biết tiêu thần tiên, chính mình nghe được về sau, sẽ là như thế nào cảm thụ. Yêu yêu chính là cùng yến tây lâu tay nắm cái vị kia ngọt ngào nữ lang, nghe được phụ thân phân phó, đáp ứng một tiếng. Muốn theo vọng lâu cao thấp đi, cơ lụa mỏng khoát tay chặn lại, ngăn cản nàng, nhẹ nói nói, yêu yêu, không cần vội và mở ra cấm chế, những kia bọ ngựa, khả năng cũng không có đi xa, tự giấu ở phụ cận. Dưới mắt cái này cấm chế còn có thể kiên trì một hồi, nếu tắt đi về sau lại muốn mở ra, vậy thì khó khăn. Trên cơ bản, cuối cùng một khỏa linh thạch cũng tiêu hao đắc không sai biệt lắm, dựa vào quán tính còn có thể duy trì đại trận một đoạn thời gian ngắn, tắt đi đại trận trọng khải, linh lực vô luận như thế nào cũng không đủ trèo trống. Cái kia, tiêu tiên sinh như thế nào tiến đến đâu này? Cơ lụa mỏng vừa cười vừa nói, cái này khó không được hắn. Cái này cấm chế đối với những kia côn trùng, có lẽ có lấy dựng xào thấy bóng hiệu quả, nhưng muốn nói tiêu phàm cũng chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp, thì phải là chê cười. Tiêu phàm từ từ đè xuống độn quang, thủ đoạn một phen, một tờ linh phù bắn ra, tại không trung hóa làm một người xanh biết hỗn độn đồ, chậm rãi dán tại dĩ nhiên ảm đạm dị thường màn hào quang phía trên, một hồi hào quang loạn tránh, màu hồng phấn màn hào quang hướng bốn phía vòng lại mà đi. Tiêu phàm mang theo hắc lân, chậm rãi từ hỗn độn đồ ở phía trong xuyên qua, đi tới màn hào quang trong. Cái kia một cái xanh biếc hỗn độn đồ, lập tức thu nhỏ lại, màu hồng phấn màn hào quang lắp đầy như lúc ban đầu. Tiêu phàm sớm đã dụng thần niệm điều tra qua, cái này phấn hồng màn hào quang tản ra cực kỳ tinh thuần mộc linh khí, cho nên sử dụng cũng là một thuộc tính linh phù, quả nhiên thập phần có hiệu quả đương nhiên cái này cũng là bởi vì hoa đào đại trận cấm chế đã muốn suy yếu vô cùng nguyên nhân nếu tại cấm chế chi lực toàn thịnh thời kỳ tung xem như tiêu phàm cũng không thể nhẹ nhàng như vậy mà xuyên qua màn hào quang tiêu phàm chậm rãi đứng ở nhìn qua trên lầu cơ lụa mỏng yên nhiên cười khẽ tiến lên kéo hắn lại tay ánh mắt đều đã rơi vào hắc lân trên người vừa cười vừa nói hắc lân không ngủ nướng thoáng cái trở nên lợi hại như vậy không thể nghi ngờ cơ lụa mỏng đã muốn cảm thấy hắc lân trên người khủng bố khí tức. Cái này đại hắc miêu, đơn thuần tu vi lời mà nói, đã muốn thành chỉ thủy quan trừ tiêu phàm bên ngoài người mạnh nhất. Cơ lụa mỏng xem chừng, hẳn là đã kinh trải qua, đem cái kia khỏa dị thú nội đan luyện hóa liễu tương đương. Nếu không, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, sẽ không phát sinh như vậy kinh thiên động địa biến hóa. Cơ lụa mỏng thậm chí theo hắc lân trên người cảm thấy một tia hoang dã khí tức, hoàn toàn không thuộc về mèo loại xứng đáng đích. Hắc Lân, meo, một tiếng, ngóc lên lông xù đầu, mặt mũi tràn đầy ngạo khí. Đại Hắc Miêu trước sau như một đều rất kiêu ngạo đích, tại Tân Lâm trước mặt đều là như thế này. Cơ lụa mỏng cười cười, không thèm để ý chút nào, lại cũng không có thân thủ đi văn về Đại Hắc Miêu đầu. Một chỉ có lấy kim đan kỳ tu vi mèo, tuyệt đối không thể trở thành bình thường linh sủng mà đối đãi. Đương nhiên, nếu là thay uyển thiên thiên, mới không biết quản nhiều như vậy, muốn sờ cứ sờ. Đúng vậy a, à, ta cũng vậy không nghĩ tới, Hắc Lân Phi châm tuyệt kỹ như vậy rất cao minh. Nếu không, ta cũng chỉ có thể vận dụng hỏa diễm đao liễu tương đương. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, mặc dù chỉ là hư ảnh, luận uy lực, xác thực không kém hơn Phi châm pháp bảo. Theo ý nào đó mà nói, linh sủng kỳ thật cũng là yêu thú một loại. Yêu thú cùng nhân loại tu sĩ tương đối mà nói, ưu thế lớn nhất chính là thân thể của bọn nó, chẳng những thập phần cường hoành, còn có được lấy rất nhiều không thể tưởng tượng nổi thiên phú. Lão giả một mực chờ Tiêu Phàm cùng cơ lụa mỏng đều ngừng lại, mới bước nhanh tiến lên, cung kính về phía Tiêu Phàm cúi người chào, kính cẩn vô cùng nói: "Tiêu tiên sinh, ngài khỏe." Cơ lụa mỏng liền hướng Tiêu Phàm giới thiệu nói: "Đây là hoa đào trại thủ lĩnh Đào Tuyết Phong thổ ti." Tiêu Phàm mỉm cười vuốt cằm thăm hỏi, nói ra: "Thủ lĩnh, người hảo." "Không dám, không dám." Đào Tuyết Phong một điệp thanh âm nói, kinh sợ Tuy nhiên cơ lụa mỏng kiên chỉ muốn hắn sưng hô tiêu tiên sinh, nhưng ở hướng tuyết phong ở sâu trong nội tâm, lại mạnh mẽ đem tiêu phàm trở thành tiêu thần tiên, tại thần tiên trước mặt, vị này thủ lĩnh quả thực khẩn trương đắc ngay không ai dám thở mạnh một ngụm, tiểu tâm cẩn thận về phần cực điểm. Ngay sau đó, Yến Tây Lâu cùng ngọt ngào nữ lang cũng tiến lên cùng tiêu phàm trào. Nhìn về phía trên, Yến Tây Lâu chỗ bên trong độc trướng đã hoàn toàn bài xuất bên ngoài cơ thể, lại không có nửa điểm tai họa ngầm. Cơ lụa mỏng tự nhiên cười nói, giới thiệu nói, vị này chính là đạo yểu, tuyết phong thủ lĩnh ái nữ, cũng là yến đại ca vị hôn thê. Yến đại ca vị hôn thê, dù là tiêu chân nhân cơ trí hơn người, nghe xong lời này, cũng có chút phạm chố mắt. Yến Tây lâu như thế nào bỗng nhiên trong lúc đó, là hơn đi ra một vị vị hôn thê rồi. Việc này nói rất dài dòng, chúng ta về sau lại trò chuyện, trước mắt phán này mặt, muốn trước xử trí thoáng một tí mới được những kia bọ ngựa tạm thời lui, nhưng cái khó bảo vệ chúng không ngóc đầu trở lại. Rốt cuộc sau lưng cất giấu cái gì đó, nhất định phải tra rõ ràng mới được. Cơ lụa mỏng cũng là sát phạt quyết đoán nhân vật, lập tức nghiêm mặt nói ra. Tiêu phàm gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn thoáng qua càng thêm ảm đạm vô quang phấn hồng màn hào quang, nói ra ta vừa mới nhìn đến rồi, cái này cấm chế đại trận uy năng không nhỏ, bất quá bây giờ nhìn lại, kiên trì không được bao lâu. Cơ lụa mỏng lợi ít mà ý nhiều mà giải thích nói, đây là hoa đào trải hoa đào đại trận, lão tổ tông lưu lại đích, đối phó côn trùng có hiệu quả. Dựa vào linh thạch khu động, đây đã là cuối cùng một khối linh thạch liễu tương đương. Cơ lụa mỏng cũng là đến hoa đào trải về sau, mới lần đầu tiên kiến thức đến cái gì là linh thạch, trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Tại dưới mắt trung thổ giới, nhất thời bán hội, lại muốn đi đâu? Tìm linh thạch, cái này dễ thôi, không đợi cơ lụa mỏng lông mày giãn ra, tiêu phàm thủ đoạn một phen, lòng bàn tay đã muốn nhiều ra đến một khối màu xanh biếc tiểu tinh thạch, quang mang chấp thước, linh khí giạt rào, chính là một khối trung dai mộc linh thạch. Cái này, đây là linh thạch. Đào tuyết phong tuy nhiên không phải tu chân giả, lại nhận được linh thạch, vừa thấy phía dưới, lập tức kinh hỉ vạn phần mà kêu to lên. Hơn nữa rất rõ ràng, cái này khối linh thạch so với bọn hắn sử dụng mảnh, phẩm chất muốn cao hơn nhiều rồi, ẩn chứa linh lực cũng muốn sung túc nhiều lắm, có như vậy một khối linh thạch, hoa đào đại trận lập tức lại có thể khôi phục như lúc ban đầu, hàng rào tựu an toàn. Ít nhất, tại mấy ngày trong là an toàn đích. Về phần xa hơn hậu, đào tuyết phong hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đi thi lo. Cái này không, tiêu thần tiên đã tại tại đây sao? Hết thầy đều thỉnh hắn làm chủ chính là. Theo tiêu phàm cùng hắc Lân vừa rồi bày ra đại thần thông đến xem, cho dù ngạnh xanh xanh đem tất cả bọ ngựa diệt sát nên vậy cũng sẽ không rất khó khăn a à. tiêu phàm phân phó nói thủ lĩnh trước tiên đem cái này khỏa linh thạch thay đi những thứ khác chúng ta áp sau lại đàm là cảm ơn tiêu tiên sinh cảm ơn đào tuyết phong hai tay bưng lấy linh thạch giống như bay rơi xuống vọng lâu bởi vì quá mức kích động lúc xuống lầu một cước đạp không thiếu chút nữa ngã một dao đoàn người cái này mới phát hiện vọng lâu phía dưới người tất cả đều quỳ trên mặt đất, thật sâu nằm sấp xuống dưới, ai cũng không dám ngẩng đầu nhìn loạn. Không chỉ nói tại đây xa xôi đích, ngăn cách sơn trại, coi như là tại hiện đại hóa đại đô thị, tiêu phàm như thế khốc huyến mà hiện thân, thi triển nhà đại thần thông, đánh tan trùng biển, chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ phải chịu quỳ bái. Tiêu phàm mỉm cười, ôn hòa nói, tất cả mọi người đứng lên đi, không cần khẩn trương. Ngữ khí nhu hòa, lại trực tiếp đưa đến mỗi người bên tai, mặc cho ai đều nghe được thanh thanh sở sở. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng lại ai cũng không dám dẫn đầu đứng dậy. rất nhanh, ảm đạm màu hồng phấn màn hào quang trọng lại trở nên ngưng trọng dày đặc, hào quang bắn ra bốn phía, hàng rào ở phía trong lại vang lên rung trời giá tiếng hoan hô. ào ào hỗn loạn tốt một hồi, tiêu phàm rốt cục tại đào tuyết phong ra trong nhà gỗ ngồi xuống. cái này nhà gỗ tuy nhiên cũ kỹ, lại thắng tại thông gió thông khí, tự nhiên mát mẻ rất hợp tiêu phàm tâm ý. Cơ lụa mỏng ngồi ở tiêu phàm bên người, đơn giản đem mấy tháng này phát sinh tình huống hướng tiêu phàm làm cái giải thích. Đi vào Khánh Nam về sau, cơ lụa mỏng trực tiếp tìm được Yến Tây Lâu, nói rõ chính mình ý đổ đến. Nghe nói cơ lụa mỏng là tiêu phàm bằng hiếu, chuyên đến nơi đây tìm miêu cương dưỡng của vu sư đích, Yến Tây Lâu hai lời chưa nói, tự cõng lên bọc hành lý cùng cơ lụa mỏng cùng một chỗ vào núi. Nhiều lần chắc trở, tại núi lớn ở chỗ sâu trong, tìm được rồi hoa đào trại. Theo cơ lụa mỏng nói, hoa đào trại chỗ trên mặt đất, chính là mấy trăm dặm núi lớn nhất trung tâm, quanh năm mây mù lượn lờ, chưa từng có người xâm nhập qua tại đây. Mà Yến Tây Lâu, cũng là 10 năm trước lên núi hái thuốc, dưới cơ duyên xảo hợp, đánh bậy đánh bạ đi tới cách hoa đào trại không xa địa phương. Vừa vặn gặp cúng trong núi hái thuốc, cũng không may mắn gặp một đầu đại báo đạo yểu, Yến Tây Lâu lúc ấy đã trúng độc trướng, nhưng vẫn là thi triển ngũ lôi trường, nỗ lực cùng con báo đã đấu, cuối cùng nhất cùng con báo cùng một chỗ rơi trong sông, bị vò tới hạ du. đợi Yến Tây lâu thật vất vả dẫy dụa lấy về đến trong nhà, độc trướng phát tác, cả người trở nên điên điên khủng khủng. thẳng đến gặp phải Tiêu Phàm, chị hắn bệnh trầm kha. lần này nếu như không phải cơ lụa mỏng có yêu cầu như vậy, Yến Tây lâu cũng sẽ không lại trở lại trướng khí hoành hành núi lớn ở chỗ sâu trong. 10 năm trước. Yến Tây Lâu là đánh bậy đánh bạ đến cách hoa đào trại không xa địa phương, thập năm qua đi, Yến Tây Lâu trí nhớ đã muốn mơ hồ. Hai người tại trong núi lớn tìm kiếm khắp nơi, có phần mất một phen chắc trở, mới rốt cuộc cơ duyên xảo hợp mà tìm được rồi hoa đào trại. Năm đó 17-18 tuổi đào yểu, sớm đã trưởng thành thành thục sinh đẹp thanh xuân nữ lang, lại để cho Yến Tây Lâu không tưởng được chính là đào yểu một mực không có lập gia đình lập gia đình, một mực đau khổ chờ của hắn trở về. Theo đào yểu nói, nàng sớm đã tại trùng vương trước động lập nhiều lời thề, không phải ân nhân cứu mạng không lấy chồng. Nếu như Yến Tây Lâu không trở lại, nàng muốn cô độc trung thân liễu tương đương. Quay mắt về phía như vậy si tình cô nương, tung xem như Yến Tây Lâu như vậy trầm mặc ít nói hán tử, cũng sắc mặt thay đổi. Yến Đại ca, chúc mừng. Tiêu phàm mỉm cười, tự đáy lòng về phía Yến Tây Lâu chúc phúc. Rốt cuộc không nghĩ tới, Yến Tây Lâu trên người còn có khúc chiết như vậy ly kỳ câu chuyện có lẽ, cái này kêu là người có tình sẽ thành thân thuộc. chương 724, Trùng Vương Động. Những kia bọ ngựa là chuyện gì xảy ra? Hương Yến Tây Lâu đạo qua chúc mừng về sau, tiêu phàm lập tức đã hỏi tới trọng điểm. Cơ lụa mỏng hai hàng lông mày có chút nhân lại, nói ra, bây giờ còn không thể xác định là chuyện gì xảy ra, bất quá thủ lĩnh nói, có khả năng là từ trùng vương trong động chạy ra đi đại bọ ngựa, hiện tại không biết nguyên nhân gì, bỗng nhiên bắt đầu vây công hàng rào. Trùng vương động, cơ lụa mỏng liền cho tiêu phàm giải thích nói, cái này hoa đào trại, xác thực chính là nàng vẫn muốn phải tìm miêu cương dưỡng cổ người tụ cư hàng rào, truyền thừa phi thường cổ xưa. Nghe nói đã có hơn một nghìn năm lịch sử liễu tương đương. Bởi vì hàng rào đứng ở mây mù lượn lờ núi lớn ở chỗ sâu trong, lại có cổ xưa cấm chế che đậy, qua nhiều năm như vậy, bên ngoài người rất khó tìm tới nơi này đến. Mà hàng rào ở phía trong người, cũng rất ít đi ra ngoài, cơ bản bất hòa, không cùng ngoại giới câu thông. Chỉ có đầu người mới sẽ ngẫu nhiên ra ngoài một chuyến, hiểu rõ bên ngoài thế giới phát sinh các loại biến hóa. Lần này, nếu như không phải có Yến Tây Lâu dẫn đường, tung tính toán dùng cơ lụa mỏng chi năng, cũng là tuyệt đối khó có thể tìm được hoa đào trại đích. Nàng am hiểu thuật bói toán, cũng không thể cho nàng cung cấp quá nhiều cụ thể trợ giúp. Mà trùng vương động, thì là hoa đào trại thần bí nhất chỗ, nghe nói bên trong thờ phụng hoa đào trại một vị dùng khu trùng thuật nổi tiếng hậu thế tổ tiên đã nhiều năm như vậy cho tới bây giờ đều không ai có thể tiến vào trùng vương động cho nên hiện tại cũng chỉ có thể phỏng đoán nói cái kia bọ ngựa có khả năng là từ trùng vương động chạy ra đi đích dù sao không người tận mắt nhìn đến ai cũng không thể khẳng định trùng vương động vào không được tiêu phàm có chút kinh ngạc ừm cơ lụa mỏng gật gật đầu ta đi xem qua nho nhỏ một sơn động rất cạn đứng ở ngoài động đi đến bên trong quét qua, cơ hồ vừa xem hiểu ngay. Ta cẩn thận nghiên cứu qua, tựa hồ là nào đó không gian cấm chế, tìm không thấy cửa vào. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, trầm ngâm, hơi khoảnh, mới lên tiếng, ta vừa rồi tại bên ngoài thời điểm, đã muốn cảm nhận được chỗ rừng sâu linh lực chấn động, tựa hồ có so với cái kia màu nâu xanh bọ ngựa càng cường đại hơn mấy cái gì đó, trốn ở nơi này. Cơ lụa mỏng hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, nói ra, nói như vậy, thật sự có trùng vương tồn tại. Từ nơi này chút ít bọ ngựa kỳ lạ hành vi đến xem, hẳn là như vậy. Có người chỉ huy trốn ở phía sau màn điều khiển, về phần là trùng vương có lẽ hay là vật gì đó khác, bây giờ còn không có thể xác định. Có lẽ là mặt khác hiểu được khu trùng tu sĩ. Cơ lụa mỏng nghĩ nghĩ, nói ra, nếu thật là nói như vậy, vì cái gì cái này trùng vương không tự mình tiến công sơn trại đâu này những kia màu nâu xanh bọ ngựa thiếu một ít có thể công phá hoa đào đại trận liễu tương đương. Trùng vương liệu so màu nâu xanh bọ ngựa còn muốn lợi hại hơn vài phần, tự mình xuất động lời mà nói, khả năng còn đợi không được tiêu phàm đuổi tới, hoa đào trại đã bị công phá. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra cái này ta cũng không phải là rõ ràng như vậy rồi, có lẽ cái này hoa đào đại trận cấm chế chi lực, đối với trùng vương đặc biệt có hiệu, hắn không dám đơn giản mạo hiểm. Xem ra cũng chỉ có cái này giải thích. Tiêu Phàm nói ra, bất kể như thế nào, cái này phía sau màn người điều khiển nhất định phải tìm ra mới được, nếu không hoa đào trại thủy trung hội không an toàn. Cơ lụa mỏng nhẹ khẽ cắn cắn bờ môi. Cái này là Tiêu Phàm không giống người thường chỗ, tại suy nghĩ của hắn bên trong, hoa đào trại mọi người an nguy, thủy trung là sắp xếp tại vị trí thứ nhất. Hắn chỉ sợ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có nghĩ qua, việc không liên quan đến mình cao cao treo lên. Đổi một người, chỉ sợ không biết dùng hoa đào trải an nguy vì nhiệm vụ của mình. Gần kề đơn giản là Yến Tây Lâu là đào yểu vị hôn phu, tiêu phàm liền cam nguyện đi đối mặt không biết nguy hiểm, hơn nữa tại tiêu phàm ở sâu trong nội tâm, cũng cho rằng đây là đương nhiên, thiên kinh địa nghĩa đích. Lại để cho hắn cứ như vậy mang theo cơ lụa mỏng rời đi, vứt xuống dưới hoa đào trải tính ra bách sơn dân ở chỗ này chờ tử, tiêu phàm tuyệt đối làm không được. Khó trách vô cực môn năm đó sẽ bị chính đạo liên minh tôn sùng là đứng đầu lãnh tụ đi thôi đi trước trùng vương động nhìn xem tiêu phàm đứng dậy Bỏ ngựa đại quân bỗng nhiên hung hãn không sợ chết mà vây công hoa đào trại khẳng định có lấy nào đó đặc biệt lý do khác đã đào tuyết phong phỏng đoán cái này trùng tử hòa trùng vương động có quan hệ vậy thì không ngại đi trùng vương động tìm kiếm đáp án mọi người tự nhiên không nói hai lời liền đi theo hắn đi trùng vương động ngay tại hoa đào trại vị trí trung ương một chỗ sườn dốc chậm rãi xuống phía dưới xâm nhập lòng đất hoa đào trại kiến tạo tại trong sơn cốc, địa thế bằng phẳng chỗ chúng. Mà nơi sườn dốc, nên vậy tựu là cả sơn trại địa thế thấp nhất chỗ liếu tương đương. Rất nhiều côn trùng đều ưa thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh. Vừa mới đi xuống sườn dốc, tiêu phàm tựu thấy được một sơn động, tại sườn dốc đối diện đất vàng trên vách đá dựng đứng. Nhìn về phía trên, này sơn động tựa hồ cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là nhân công mở ra tới. Cơ lụa mỏng nói được rất chính xác, này sơn động quy mô rất nhỏ, hơn nữa cực mỏng. Một mắt nhìn đi, thì có thể song song dung nạp hai người, tiến sâu không quá hai trượng sẽ chấm dứt, nhìn một cái không sót gì, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Nói trắng ra là, cái này kỳ thật không thể tính toán là một cái sơn động, mà là trên vách đá dựng đứng một cái tương đối sâu nhập lõm chỗ mà thôi. Trên sơn động hai bên trái phải, cỏ dại mọc thành bụi, không có bất kỳ thân phận, tiêu chí. Bất quá tiêu phàm có lẽ hay là liếc mắt liền thấy được cái sơn động này không giống người thường chỗ, thì phải là diều đục dấu vết hết sức rõ ràng. Rất rõ ràng là lợi khí bổ gọt mà hình thành đích, trên vách động, còn lưu lại lấy từng đạo gọt ngấn. Cơ lụa mỏng ở một bên nhẹ nói nói, có một loại để cho ta nhớ tới phi kiếm cảm giác. Tiêu phàm không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bởi vì cái gọi là anh hùng chứng kiến lược đồng, hắn cũng có cảm giác như vậy, tựa hồ này sơn động không phải dùng cái cuốc cái sẻng các loại chuyên dụng công cụ móc ra đích, mà là dùng phi kiếm cự phủ lính như thế lưỡi kiếm chém gọt ra. Hạng người gì, mở sơn động mới có thể không cần cái quốc mà dùng phi kiếm. Không thể nghi ngờ, đáp án chỉ có thể là cổ đại tu chân giả. Không có một người nào, không có một cái nào tu chân giả hội đem cái sẻng cái quốc tùy thân mang theo, mở động phủ, tự nhiên chỉ có thể dùng phi kiếm các loại. Pháp bảo pháp khí liễu tương đương, chỉ có điều, càng không có một gã cổ tu hội dùng pháp bảo pháp khí ở chỗ này mở như vậy một cái tiến sâu không quá hai trượng sơn động. Quá không hiểu thấu liễu tương đương. Người không có nhìn lầm, nơi này là có rảnh gian cấm chế. Tiêu phàm chậm rãi nói ra. Hắn vừa mới vừa đi tới tại đây, cách sơn động còn có nhiều trượng chừng trong cơ thể, đỉnh càn khôn, tự đã có cảm ứng, hơn nữa cảm ứng vẫn còn tương đối mãnh liệt, từ đó có thể biết, tại đây không gian cấm chế, không giống bình thường tiêu phàm bất tử bất tật về phía lấy sơn động đi đến. Vốn là lười biếng nằm sấp tại trong lòng ngực của hắn hắc lân, bỗng nhiên đứng lên, nhảy lên lên đầu vai của hắn, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng cái sơn động kia, cái chán cái kia một nắm màu ngân bạch bộ lông, ẩn ẩn có tia sáng trắng đang lóe lên không thôi, tựa hồ cái sơn động này có đồ vật gì đó khiến nó trở nên cực kỳ hưng phấn. Cơ lụa mỏng không khỏi nhìn hắc lân liếc, cũng đi theo tiêu phàm bên người, đi về hướng sơn động đứng ở bên ngoài sơn động bên cạnh, tiêu phàm đã muốn nhưng để xác định, cái sơn động này tuyệt không dừng lại trước mắt như vậy quy mô, đỉnh càn khôn cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, có thể thấy được nơi này không gian cấm chế, thật sự không giống bình thường. Tiêu phàm thần niệm chi lực thò ra, trong sơn động quét một vòng, lại không có bất kỳ khác thường, cảm giác, bốn phía đều là dày đặc vách núi. Hô, mà một tiếng, tiêu phàm một trường đánh ra, kinh phong gào thét, hạo nhiên chính khí cổ lay động ra, nặng nề đụng vào chính diện trên vách núi đá, lại mãnh liệt bắn ngược trở về. Cơ lụa mỏng thấp giọng nói ra, ta suy nghĩ không ít phương pháp xử lý, thậm chí ngay hỏa công đều đem ra hết, không có một chút hiệu quả có. Bất quá tại đây cấm chế cũng rất có ý tứ, phòng ngừa người khác nhìn trộm, cũng không phản kích đả thương người. Xem ra lúc trước thiết trí cấm chế này người, coi như là chỗ ở tâm nhân hậu đích. Tiêu phàm cười cười, nói ra cũng có khả năng là chúng ta công kích huy lực quá thấp, không có kích phát cấm chế phản chế thủ đoạn. Cơ lụa mỏng tự nhiên cười nói, nói ra cái kia cũng là. Xa xa đứng ở bên cạnh sau đào tuyết phong bỗng nhiên nói ra, tiêu tiên sinh, cố lão tương truyền, nơi này là chúng ta hàng rào ở phía trong trùng vương động, nhưng không dối gạt tiêu tiên sinh nói, cho tới bây giờ sẽ không người đi vào. Động này tử, động này tử, thật sự không chỉ như vậy đại sao. Trong lời nói, tràn đầy ý tò mò. Thoạt nhìn, ngay vị này hoa đào trại thủ lĩnh đều không tin tưởng lắm, cái này trùng vương động thật sự bên trong có cản khôn. Có lẽ chính là chỉ có như vậy một cái tìn đồn mà thôi, chính thức trùng vương động đã sớm chôn vùi, tại đây chỉ còn lại có một cái phế tích hài cốt. Điểm này, theo cửa động lưu lại lấy tế bái dấu vết có thể nhìn ra được. Cái này trùng vương động, trên thực tế đã muốn trở thành hoa đào trại ngàn năm đồ đằng, cũng không ai dám tại nếm thử dùng cậy mạnh đi phá hư trong động hết thảy. Vô luận như thế nào, viễn cổ lưu truyền tới nay tổ tiên khuyên bảo, những này thuần phát người miền núi là không dám đi làm trái đích, nếu không, đám tổ tiên bọn họ sẽ đánh xuống tai họa. Thủ lĩnh, ta cũng không thể khẳng định, thử xem rồi nói sau. Tiêu phàm mỉm cười đáp, trong hai mắt, lục mang lập lè, thiên nhãn thần thông, vận chuyển lại. Bỗng nhiên, tiêu phàm một tiếng buồn bực, hừ, trong mắt lục mang thoáng cái biến mất vô tung, sắc mặt trở nên có vài phần khó coi, tựa hồ ăn thiệt thòi nhỏ. Làm sao vậy? Cơ lụa mỏng bề bộn tức lo lắng mà hỏi thăm. Tiêu phàm nhắm lại hai mắt, rồi mới lên tiếng, không có gì, giống như có đồ vật gì đó, không muốn bị người nhìn xem. Đây chỉ là một trùng trồng cảm giác, nhưng loại cảm giác này rồi lại rất thật sự, lại để cho tiêu phàm hai mắt đều tốt một hồi đau đớn, nếu không phải hắn xem thời cơ đắc nhanh, chỉ sợ còn không dừng lại ăn một chút như vậy thiệt thòi nhỏ. Bất quá ngay sau đó, tiêu phàm lại trở nên có chút hưng phấn, đây là giải thích, trùng vương trong động, thật sự cất giấu không biết thứ tốt. Tiêu phàm không nói hai lời, trừ màu đỏ, đỉnh càn khôn, bắn ra, tại hắn trước ngực từ từ xoay tròn lấy, đỉnh trên người trừ màu đỏ hỗn độn đồ án, chậm rãi lưu truyền. Tiêu phàm tay trái niết quyết, tay phải năm ngón tay như luân, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, đỉnh càn khôn, trong, bảo đỉnh lập tức quang hoa đại phóng, đỉnh trên người hỗn độn đồ án rất nhanh lưu chuyển bắt đầu đứng dậy, một cái đồng dạng trừ màu đỏ hỗn độn đồ, tại đỉnh trên miệng phương di động hiện ra, đường kính hai thước khoảng chừng gì đó, hồng mang chói mắt. Vốn là bình tĩnh sơn động, bỗng nhiên nhẹ nhàng rung động động, bốn phía không khí, bắt đầu xuất hiện văn nước loại chấn động, tầng một tầng đích, rõ ràng có thể thấy được. Không gian chấn động, cơ lụa mỏng cái miệng nhỏ nhắn khẻ nhếch trên má thơm lộ ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên đoán được cái này trùng vương động bố trí có rảnh gian cấm chế, nhưng tận mắt nhìn đến không gian chấn động, có lẽ hay là làm nàng cảm thấy kinh ngạc, cũng thật là hiếu kỳ. liền ở phía sau, một cái màu xanh biết quang điểm, tại sơn động chính diện trên vách đá dựng đứng ngưng tụ ra đến, dùng tốc độ cực nhanh trở nên thập phần chói mắt đẹp mắt, không đợi mọi người phân biệt ra được đây là vật gì. Một đạo xanh biết quang mang, kích xạ ra, mãnh liệt đánh tại đỉnh càn khôn, đỉnh khẩu trừ màu đỏ hỗn độn đồ phía trên. Suy, mà một tiếng vang nhỏ, hỗn độn đồ lập tức từ đó vỡ ra, hóa thành điểm một chút hồng quang, tiêu tán ở vô hình. chương 725, Hắc Lân Phát Huy. Đây là một mang theo không gian cấm chế chi lực pháp trận. Tiêu phàm tỉnh táo mà nhìn xem hỗn độn đồ bị từng chùm tia sáng màu xanh biếc phá hủy, rốt cuộc xác định nói. Cái này pháp trận đối với, đỉnh càn khôn, công kích, xa không chỉ như vậy một điểm uy lực, chỉ là đại bộ phận uy năng đều bị, đỉnh càn khôn, hấp thu đắc không sai biệt lắm, cuối cùng nhất mới biểu hiện đắc như vậy, ôn hòa, có thể phá sao? Cơ lụa mỏng không khỏi có chút hưng phấn. Xem ra chính mình cái này một chuyến, còn thật không có đến không? Tại Tân Lâm cùng Uyển Thiên Thiên Trần Dương bọn người vùi đầu khổ tu thời điểm, cơ lụa mỏng buông tu luyện, xa phó miêu cương, chính là vì tìm kiếm trong truyền thuyết dưỡng cổ thần thuật. Tại Đại Tuyết Sơn ở chỗ sâu trong, phong ngây thơ từng từng nói qua, bạo liệt trùng là Nam Dương nhất mạch đại sát khí, ngay Đại Thiên Vương kéo đâm đắc ở phía trong đều phi thường coi trọng. Chỉ có điều, lại phó Nam Dương tìm kiếm bạo liệt trùng chính thức bồi dưỡng phương pháp, cơ lụa mỏng cho rằng đã có điểm không lớn hiện thực sự thật. Trước mắt Nam Dương hàng đầu sư truyền thừa, Tô Nam Đại Quốc Sư Chỗ, Nagi Phái, là nổi danh nhất đích, Tô Nam đối với bạo liệt trùng nghiên cứu, thậm chí so đã muốn vẫn lạc ma cưu Đại Quốc Sư còn muốn xâm nhập. Có quan hệ bạo liệt trùng bồi dưỡng phương pháp, Tô Nam đã muốn từ đầu chí cuối mà truyền thụ cho cơ lụa mỏng. Nam Dương chi địa, không có khả năng còn có mặt khác hàng đầu sư so Tô Nam dưỡng trùng trình độ rất cao. Hết lần này tới lần khác Tô Nam truyền thụ cho bạo liệt trùng bồi dưỡng phương pháp, cơ lụa mỏng học không được. Thứ nhất, nàng không có khả năng thực dùng người sống làm ký chủ đến bồi dưỡng bạo liệt trùng. Thứ hai, phương pháp này tốn thời gian thật sự quá lâu, bồi dưỡng một thành thục bạo liệt trùng, ít nhất cần vài chục năm. Đương nhiên, vài chục năm tại tu chân giới, cũng không coi là nhiều sao dài rằng giặc, mấu chốt là dùng loại phương pháp này bồi dưỡng được đến bạo liệt trùng chỉ là bình thường trên ý nghĩa thành thuộc thể, dùng cho giống nhau hàng đầu sư ở giữa tranh đấu có thể tiến hành, dùng để đối phó tu chân giả vậy thì xa xa không đủ nhìn. Dùng người sống làm ký chủ, tốn hao vài chục năm thời gian đào tạo ra một bạo liệt chung, kết quả uy lực yếu như vậy, cơ lụa mỏng tự nhiên muốn cách khác lối tắt mới được. Hiện tại xem ra, cái này trùng vương trong động thật đúng là hơi có chút cổ quái chỗ một cái hơn nghìn năm trước tựu lưu lại huyệt động, dùng bổ sung không gian cấm chế pháp trận đến phòng hộ, có thể thấy được hắn không giống bình thường. Tiêu phàm cười cười, nói ra, thử xem xem đi. Tựu là có chút lo lắng, cái này pháp trận có phải là cùng hộ trải hoa đào đại trận tương liên đích? Nếu thật là như vậy, còn đắc cẩn thận một chút mới được. Cơ lụa mỏng thoảng qua cả kinh, nói ra, người nhìn không ra sao. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra, lụa mỏng, người rất cao đánh giá ta trận pháp tạo nghệ liếu tương đương tại trước kia mặt pháp thế giới vô cực môn trưởng giáo chân nhân trận pháp tạo nghệ tự nhiên cực cao đương thời hãn hữu hắn thất nhưng đối mặt như vậy cổ đại pháp trận thậm chí còn bổ sung lấy không gian cấm chế vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước tiêu phàm cũng không nhận ra mình ở trên trận pháp tạo nghệ có thể vượt qua những kia tinh nhiên pháp trận cổ tu cái kia làm sao bây giờ vạn nhất tác động hoa đào đại trận đã có thể tương đối phiền toái. Đám kia bạo ngựa vẫn còn nhìn chăm chăm đi. Tận lực cẩn thận một chút ra, động này ở phía trong muốn thực có bí mật gì lời mà nói, có lẽ chính là đối phó đám kia bạo ngựa mấu chốt. Tiêu phàm nói ra, cứ việc vừa rồi tại bên ngoài thời điểm, hắn tế lên triệu lôi thuật, tăng thêm có hắc lân tương trợ, tựa hồ rất dễ dàng tự đánh tan này phê bạo ngựa. Nhưng mà tiêu phàm cũng biết, đó là đánh cho trở tay không kịp, hơn nữa diệt sát bạo ngựa, số lượng cũng không nhiều lắm chủ yếu có lẽ hay là hoa đào đại trận cấm chế chi lực tại có tác dụng, nếu thật là tải giã ngoại tao ngộ bọn này bọ ngựa, một hồi đại chiến xuống, rốt cuộc chẳng biết hưu chết về tay ai, thật đúng là khó có thể dự đoán. Không phải vạn bất đắc dĩ, có lẽ hay là không cần phải đơn giản như thế mạo hiểm tốt. Thuộc về, tiêu phàm không là một cái ưa thích đầu cơ trục lợi người, càng ưa thích ổn đánh ổn đâm. Lụa mỏng, thỉnh tất cả mọi người rời khỏi tại đây. Tiêu phàm lập tức phân phó nói. Bài trừ như vậy thượng cổ pháp trận, tiêu phàm chính mình cũng không có cái gì nắm chắc. Nếu thật là dẫn phát quá lớn động tính, đến lúc đó tự cố thượng lại không hạ, nói đó có dư lực đến bảo vệ những người khác không bị thương tổn. Tốt! Ngoại trừ cơ lụa mỏng bên ngoài, những người khác rất tự giác mà rời khỏi rất xa. Tiêu phàm trước ngực, đỉnh càn khôn, lần nữa quay tròn mà xoay tròn, trừ hồng sắc quang mang nóng lánh mà dậy, một cái hỗn độn đồ lại lộ ra hiện ra. Tiêu phàm tăng lớn pháp lực rót vào, lúc này đây hỗn độn đồ án, nhìn về phía trên vừa rồi muốn dày đặc rất nhiều, tựa như thật thể giống nhau. Âm âm, thanh âm vang lên, chính diện thành động tại văn nước loại chấn động ở bên trong, bỗng nhiên không thấy bóng dáng, hiển lộ tại tiêu phàm trước mặt đích, là tầng một tựa như sữa bỏ loại xương mù dày đặc, sền sệt đắc cơ hồ hóa không mở. Nhưng là trong nháy, lại lần nữa hóa thành vách núi, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy, gần kề chỉ là ảo giác mà thôi. Trên vách núi đá cái kia màu xanh biếc quang điểm, lần nữa lộ ra hiện ra, lục mang bắt đầu ngưng tụ thành hình. Tiêu Phàm sắc mặt trầm xuống, hít một hơi thật dài khí, tay phải liên vẽ mấy cái quyển vòng, năm cái màu sắc bất đồng quang quầng sáng hiện ra đến, đoạt trước một bước, hướng về kia đạo đang tại ngưng tụ thành hình lục mang vọt tới. Đứng ở hơi nhưng cơ lụa mỏng rõ ràng cảm nhận được một cổ ngũ hành cấm chế chi lực, trên mặt đẹp hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc đây là tiêu phàm tại nghiên cứu định thân phù thời điểm thuận tiện nghiên cứu ra đến ngũ hành cấm chế pháp quyết tuy nhiên xa không bằng định thân phù thân mình như vậy thần diệu thực sự có được lấy một chút không gian cấm chế chi lực dùng để đối phó cùng giai đối thủ tự nhiên không có quá lớn hiệu quả nhưng dùng để đối phó cấp thấp tu sĩ thoáng cái tự trở nên thần diệu vạn phần có lẽ không cần phải sử dụng định thân phù gần kề chỉ là sử xuất cái này ngũ hành cấm chế có thể đem đối thủ bắt sống cùng Sarutobi y xương một trận chiến, được chứng kiến định thân phù uy lực về sau, tiêu phàm sao có thể có thể tùy tiện tại cấp thấp tu sĩ trên người lãng phí chân quý như thế bùa, cho dù dùng hắn hiện tại chế phù thủy chuẩn, luyện chế định thân phù xác suất thành công cũng thật sự không cao, đa số thời điểm còn muốn xem vận khí, thật sao lãng phí không dậy nổi. Năm cái màu sắc bất đồng quang quầng sáng lóe lên qua đi, liền chuẩn xác vô cùng mà bọc tại vừa mới bắt đầu ngưng tụ thành hình lục mang phía trên, không chút do dự hướng chính giữa co lại một cái. Lục mang vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, thật giống như một đầu độc xà bị ngũ hành hoàn ghim chặt bầy tắc vị trí. Bất quá loại này vặn vẹo cũng chỉ là lập tức sự tình, sau một khắc, lục mang tự khôi phục ổn định, rất nhanh lớn mạnh bắt đầu đứng dậy, ngũ hành hoàn áp chế không nổi, lại bị một chút mà chướng đại. Nhanh! Tiêu phàm tự nhiên không biết ngồi đợi lục mang đem ngũ hành hoàn hoàn toàn nứt vỡ, dương một tay lên, sớm đã dày đặc dị thường trừ màu đỏ hỗn độn đồ, xoay tròn lấy, hướng về thành động chân áp mà đi. Suy, trừ màu đỏ hỗn độn đồ hòa thượng chưa xong toàn bộ thành hình lục mang đụng vào nhau. Lúc này đây, thắng bại số lượng nghịch chuyển. Lục mang gào thét một tiếng, lập tức bắt đầu tán loạn, trừ màu đỏ hỗn độn đồ độ dày, cũng biến mỏng vài phần, chân áp lấy lục mang, chậm rãi đặt ở trên vách động. Lại là một hồi vần nước loại chấn động, thành động biến mất không thấy gì nữa, sền sệt sữa bỏ loại xương mù lộ ra hiện ra. Chữ màu đỏ hỗn độn đồ dính sát tại xương mù dày đặc trong lúc đó, thật giống như màu ngà sữa đại trong xương mù gian, đánh lên một khối chữ màu đỏ miếng vá, trói mắt đến cực điểm. Hỗn độn đồ hào quang tỏa sáng, bắt đầu một chút mà chướng đại, chỉ cần tạo ra đến nhất định trình độ, cái này pháp trận không nói đã bị công phá, tối thiểu nhất tiêu phàm có thể thừa cơ tiến vào trong đó liễu tương đương. Bất quá, Thượng Cổ Pháp trận hiển nhiên cũng không cam lòng cứ như vậy đầu hàng, sau một khắc, sương mù dày đặc phảng phất nấu phí nước sôi, kịch liệt quay cuồng bắt đầu đứng dậy, hùng hổ về phía lấy hỗn độn đồ vòng lại tới, muốn đem cái này bỗng nhiên khảm nhập dị vật triệt để bao dung, cắn nuốt sạch. Cùng lúc đó, thành động bốn phía cũng hiện ra từng đạo màu xanh biếc từng chùm tia sáng màu xanh biếc, giống như từng đạo màu xanh biếc tia chớp, lóng lánh lấy hướng về hỗn độn đồ oanh kích mà đến. Đang tại cùng xương mù dày đặc nhiều lần rằng có hỗn độn đồ, lập tức liền hồng mang loạn tránh, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu trở nên mỏng manh bắt đầu đứng dậy, bị rất nhanh áp súc xuống dưới, vốn là hai thước vuông, bị ép tới chỉ còn lại có một xích 0,33m không đến, hơn nữa vẫn còn tiến thêm một bước thu nhỏ lại. Tiêu phàm một tiếng buồn bực, hừ hai tay ngay dương, liên tục vài đạo mạnh mẽ pháp lực đánh vào, đỉnh càn khôn, trừ màu đỏ hỗn độn đồ rốt cục đã ngừng lại xu hướng suy tàn lại bắt đầu một chút mà lớn mạnh dày đặc bắt đầu đứng dậy, nhưng xương mù dày đặc cùng từng chùm tia sáng màu xanh biếc phản kích chi lực, cũng tùy theo tăng mạnh. Tiêu phàm trên trán có chút chảy ra một chút mồ hôi, toàn thân bảo quang lưu chuyển, cho thấy đắc đã đem pháp lực thôi vận đến 8-9 thành tình trạng. Hỗn độn đồ cũng không có rõ ràng khởi sắc, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Bởi như vậy, tự đánh thành tiêu hao chiến rồi, sau đấu chính là song phương ai có thể đủ kiên trì đắc càng lâu chút ít dùng lực lượng một người cùng cả pháp trận đối kháng, thật sự không thể lạc quan. Cũng may bao phủ tại cả hoa đào trại trên không màu hồng phấn màn hào quang, như chiếc lóe sáng chói mắt, cũng không đã bị bên này phá trận ảnh hưởng. Cơ lụa mỏng liếc qua lòe lòe sáng lên hoa đào vòng bảo hộ, thân thể thoảng qua đi phía trước một nghiêng, bổn mạng pháp khí lạc giáp theo đầy đặn giữa hai vú lấy đi ra, tay trái nhất quyết, miệng lẩm bẩm muốn trợ tiêu phàm giúp một tay. Cái này pháp trận, mang theo thập phần nồng đậm mộc linh khí, rất rõ ràng này đây một thuộc tính làm căn cơ đại trận. Cơ lụa mỏng cũng là một thổ thuộc tính song linh căn linh thể, dùng một thuộc tính làm chủ. Chắc hẳn do nàng tương trợ, phá trận nên vậy lại hội nhiều một phần lực lượng. Không ngờ cơ lụa mỏng cách làm chưa xong, một mực nằm sấp tại tiêu phàm trên vai hắc lân bỗng nhiên trở nên rất không kiên nhẫn, trong miệng, mèo ô, một tiếng, cái cổ gian lông màu đen chuẩn bị dựng thẳng lên, ở giữa chán cái kia một nắm màu ngân bạch bộ lông lè lè tỏa sáng, một đạo ngân bạch sắc quang mang, bỗng nhiên bắn đi ra, mãnh liệt oanh kích tại đại lượng từng chùm tia sáng màu xanh biếc phía trên. Xoẹt A, à, một hồi giòn vang, vốn là chính liều mạng áp chế hỗn độn đồ từng chùm tia sáng màu xanh biếc, phảng phất bỗng nhiên đụng phải nào đó chí mạng công kích, bỗng nhiên vặn vẹo bắt đầu đứng dậy, tại giòn vang trong tiếng, điểm một chút phá toái, hóa thành vô hình. Ngân cột sáng màu trắng giống như đúng vậy cấm chế này pháp trận khắc tinh, nhất cử đánh tan từng chùm tia sáng màu xanh biếc về sau, hào không ngừng lại, lại nặng nặng oanh kích ở đằng kia màu ngà sữa sương mù dày đặc phía trên. Oanh! Cả vách núi đều chấn động lên, sương mù dày đặc gặp trọng kích, quay cuồng không thôi, tựa hồ thoáng cái trở nên cực kỳ không ổn định bắt đầu đứng dậy, đối với hỗn độn đồ áp lực, lập tức giảm bớt không ít. Nhanh! Mắt thấy cơ hội khó được, tiêu phàm hét lớn một tiếng, tay phải vừa nhấc chống đỡ tại, đỉnh càn khôn, phía trên, bảo đỉnh lần nữa hào quang tỏa sáng, một đạo hồng mang bắn vào đến hỗn độn đồ ở bên trong, hỗn độn đồ rung động, cấp tốc trướng đại bắt đầu đứng dậy, rất nhanh liền đem xương mù dày đặc che đậy ở một bên, một cái cao tới hai trượng chữ màu đỏ hỗn độn đại môn, tại trước kia thành động vị trí, chậm rãi lộ ra hiện ra. Audio điện tử võ tấn bền chương 726, Trùng Vương Thành rồi Cơ lụa mỏng vui mừng quá đỗi, loại này trừ màu đỏ hỗn độn đại môn nàng không ngừng bái kiến một lần đại tuyết sơn ở chỗ sâu trong cũng từng xuất hiện qua một cổ tinh thuần đến cực điểm mộc linh khí theo hỗn độn trong cửa lớn bừng lên cơ lụa mỏng sâu hít thật sâu một hơi mặt mũi tràn đầy say mê thần sắc tiêu phàm lại nhìn về phía hắc lân trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc tựa hồ đối với hắc lân vừa rồi bày ra thần thông cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rõ ràng có thể xé rách không gian trực tiếp bài trừ cái này pháp trận cấm chế. Hắc lân lại ngóc lên đầu, mèo ô, một tiếng, thập phần cao quý lãnh diễm bộ dạng. Tiêu phàm không khỏi lắc đầu, từ Hắc lân tiến dài về sau, nhiều ra đến rất nhiều ngay hắn cũng khó khăn dùng làm minh bạch quỷ dị thần thông. Bất quá bổn mạng của mình linh sủng thần thông càng lớn, tiêu phàm tự nhiên càng cao hứng. Lập tức nghiêng đầu đi, thần niệm chi lực thả ra, hướng hỗn độn trong cửa lớn rất nhanh quét qua, tựa hồ không có phát hiện đặc biệt gì nguy hiểm lúc này mới cất bước đi vào hỗn độn đại môn. Hiện lên hiện tại tiêu phàm trước mặt đích, có lẽ hay là từng đợt màu ngà sữa sương mù dày đặc, bất quá so sánh với lúc trước sữa bò loại sền sệt, tự nhiên muốn hy mỏng hơn nhiều lắm rồi, vận khởi thiên nhãn thần thông, miễn cưỡng cũng có thể chứng kiến 3 năm trượng bên ngoài. Cơ lụa mỏng đi theo đi vào trong động, thấp giọng nói ra, giống như pháp trận cũng chưa xong toàn bộ phá vỡ. Dùng cơ lụa mỏng trận pháp tạo nghệ, cũng có thể nhìn ra được, Cả tòa pháp trận như trước hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là lại để cho Tiêu Phàm tại pháp trận một góc, ngạnh xanh xanh mà khai ra đến một cái lối đi, cái này thông đạo có thể kiên trì bao lâu, đây chính là ai cũng nói không chính xác sự tình. Tiêu Phàm mỉm cười, nói ra, không có sao, có thể tạo ra như vậy một cánh cửa như vậy đủ rồi, không sao đích. Cái này pháp trận tuy nhiên bổ sung lấy không gian cấm chế, đỉnh càn khôn, nhưng lại mạnh mẽ không gian bảo vật, hai người không tại một cái cấp bậc phía trên như là đã mở ra một cái lỗ hồng, có hỗn độn quang môn trống, nhất thời bán hội, suy sụp không được. Càng đi vào trong, màu ngà sữa sương mù dày đặc liền càng ngày càng hư nhạt, bất quá hơn 10 trượng về sau, sương mù rốt cục trở nên cực kỳ mỏng manh, tiêu phàm thủ đoạn một phen, nhiều ra đến một khối màu ngà sữa nguyệt quang thạch. Cái này nguyệt quang thạch là hắn tại lạng yên tư bảo dưới mặt đất động rộng rãi đỉnh mang tới đích, có thể phát ra nhu hòa sáng bóng, trong sơn động chiếu sáng, không thành vấn đề một cái không tính quá lớn động phủ hiện lên hiện tại tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng trước mắt cả động phủ diều đục dấu vết cực kỳ rõ ràng dùng đao kiếm bố diều loại pháp khí ra tới động phủ quy mô tự nhiên không biết lớn đến không hợp thói thường tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng rất nhanh tựu nhìn rõ ràng động phủ đại khái tình hình ngoại trừ cái kia bổ sung không gian cấm chế phòng hộ pháp trận trong động phủ không hề có mặt khác cấm chế hai người cách đó không xa chính là một bệ đá trên bệ đá có một chiếc cụ hài cốt, theo phục sức xem, rõ ràng cùng hoa đào trại người miền núi đám bọn họ phi thường tương tự. Bởi vì niên đại quá mức đã lâu, đã muốn rất khó phân biệt ra được cỗ hài cốt này khi còn sống là nam hay là nữ. Tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng tự nhiên mà vậy về phía lấy cỗ hài cốt này có chút không người tử. Xem ra người này chính là chỗ này tòa, ngồi động phủ chủ nhân. Cơ lụa mỏng thấp giọng nói ra. Tiêu phàm có chút vuốt cằm, cẩn thận đánh giá hài cốt chỉ thấy hài cốt trên cổ tay, mang theo một cái màu xanh biếc vòng ngọc, bên hông tắc chính là treo một cái đồng dạng màu xanh biếc ngọc hoàn vật trang sức, nhìn về phía trên so trên cổ tay đeo màu xanh biếc vòng ngọc yếu lược lớn một chút. Tiêu phàm cơ hồ lập tức tự kết luận, đây là hài cốt khi còn sống chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn, tại, đỉnh càn khôn, trong hắn mở chính là cái kia nho nhỏ chữ vật trong không gian, còn cất chứa lấy theo Sarutobi y xương chỗ đó lấy được cái này hai dạng đồ vật, bất quá Sarutobi y xương chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn đều là màu đen đích. Hai cốt hơi nghiêng một cây cột đá thượng, tác chính là bày đặt một cái màu vàng nhạt mộc chế bình bát chén ăn của sư, nhìn về phía trên rất bình thường, không có có chỗ đặc biệt gì. Tiêu phàm lần nữa hướng hài cốt hạ thấp người làm lễ, cử động tay khẽ vẫy, hài cốt trên cổ tay màu xanh biếc chữ vật vòng tay cùng bên hông màu xanh biếc linh thú hoàn, liền từ từ bay lên, rơi xuống trong tay của hắn tiêu phàm thần niệm vốn là hướng linh thú hoàn ở phía trong tìm tòi, xác định bên trong là không đích, lúc này mới thoảng qua thở phào một cái. Nơi này bị hoa đào trại người miền núi đám bọn họ tôn sùng là trùng vương động, lại có mạnh như thế hung hãn pháp trận phòng hộ, có thể thấy được cái này hài cốt khi còn sống thân phận cùng tu vi đều không giống bình thường, làm không tốt tựu là năm đó trùng vương, tại trùng vương linh thú hoàn bên trong, vạn nhất nếu cất giấu cái gì lợi hại côn trùng, không nghĩ qua là cho phóng ra, đã có thể phiền toái đại liếu tương đương. Hôm nay linh thú hoàn là không đích, nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tiêu phàm trong nội tâm tự nhiên cũng lược hơi có chút thất vọng. Thần niệm chi lực tùy theo hướng chữ vật vòng tay bên trong tìm kiếm, sau đó, một mảnh màu vàng kim nhà thẻ che bay ra, tiêu phàm thân thủ bắt lấy, thoảng qua giò xét một phen, xác định không có có gì thường hậu, liền đem thẻ che dán tại trên chán. Rất nhanh, cơ lụa mỏng liền tại tiêu phàm trên mặt thấy được kinh ngạc biểu lộ. Sau một lát, tiêu phàm đem thẻ che tự trên chán rời, không nói một lời, đưa cho cơ lụa mỏng. Cơ lụa mỏng liền tranh thủ thẻ che dán lên chán của mình, hơi khoảnh, nhẹ, ô, một tiếng, lộ ra kinh hỉ nảy ra thần sắc đến. Vị tiền bối này thật là trùng vương. Thật lâu, cơ lụa mỏng buông thẻ che, nói ra, trên mặt thần sắc mừng rỡ như trước chưa từng hoàn toàn nhạt nhòa. Tiêu phàm mỉm cười vuốt cằm. Cái gọi là trùng vương, nhưng thật ra là một cái độc hữu chính là danh hiệu là miêu cương linh trùng tông lịch đại tông chủ tôn sưng tiêu phàm bọn hắn trước mắt cố hài cốt này tên hoán đào thiên thu chính là ngàn năm trước kia linh trùng tông tông chủ bất quá đào thiên thu tại thẻ tre bên trong cũng thừa nhận nói cái gọi là linh trùng tông kỳ thật không thể tính toán là một cái tu chân tông phái mà là cùng loại với tu chân gia tộc mỗi một thời đại tuyển nhận môn nhân đệ tử đô phi thường rất thưa thớt hơn nữa khu trùng thuật thủy chung cũng không bị tu tiên hàng loạt thừa nhận, cho nên đa số thời điểm, linh trùng tông, truyền nhân đều chỉ tại trong phạm vi nhỏ hoạt động, thì càng gia tăng tên không nổi danh liễu tương đương. Nhưng mà cái này lại cũng không tỏ vẻ, linh trùng tông, tu sĩ tu vi thấp kém. Sự khác biệt, linh trùng tông, truyền thừa công pháp rất có độc đáo chi hay, mỗi một thời đại trùng vương, ít nhất đều có thể ngưng kết kim đan thành công, thậm chí còn xảy ra vài vị nguyên anh tu sĩ trước mắt vị này Đào Thiên Thu, tự là một vị kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ, đã muốn tiến vào giả anh cảnh giới, chỉ kém một bước cuối cùng, có thể bước vào nguyên anh kỳ. Cũng là Đào Thiên Thu vận khí không tốt, ngay tại hắn bế quan tu luyện, trùng kích nguyên anh cảnh giới thời điểm, thiên địa dị biến phát sinh, không gian thông đạo sụp đổ, tu luyện hoàn cảnh sụp đổ, linh khí thoáng cái trở nên mỏng manh bắt đầu đứng dậy, tại dưới tình hình như thế. Đào Thiên Thu tự nhiên không có khả năng trùng kích nguyên anh cảnh giới thành công chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thọ nguyên hao hết, ở chỗ này tỏa hóa mất. Cũng không phải mỗi một tên cổ tu đều có biện pháp đem chính mình phong ấn đích. Không nghĩ tới ngũ lôi trưởng rõ ràng cũng là linh trùng tông truyền thừa. Xem ra, Yến Tây lâu cùng đạo yểu, thật đúng là duyên phận thiên định. Cơ lụa mỏng lại cảm thán nói. Cho tới nay, tại miêu cương truyền lưu ngũ lôi trưởng tuyệt học, kỳ thật đứng đắn là tu chân công pháp, linh trùng tông truyền thừa. Tự nhiên, Người bình thường tu tập Ngũ Lôi trưởng, là chân chính Ngũ Lôi trưởng trụ cột nhất công pháp, càng thêm cao thâm công pháp, bởi vì tu luyện hoàn cảnh sụp đổ, cho dù có người lĩnh ngộ đến, vô pháp thu nạp đến cũng đủ thiên địa linh khí, tu luyện cũng là làm nhiều công ít, tốc độ vô cùng chậm rãi. Làm cho là như thế, tu luyện Ngũ Lôi trưởng yến tây lâu, ở thế tục võ thuật giới, đã muốn có thể nói là tuyệt đỉnh cao thủ. Hôm nay tu luyện hoàn cảnh dần dần khôi phục, Tiêu Phàm chỉ cần đem ngũ lôi trưởng phía sau tính ra trọng công pháp truyền thụ cho Yến Tây Lâu, lại truyền thụ cho hắn một cái đem chân khí nội lực chuyển hóa làm linh lực chân nguyên bí quyết, Yến Tây Lâu cũng có thể bước trên tu chân chi đồ. Vốn là có thể đem ngũ lôi trưởng tu luyện tới cao như vậy sâu cảnh giới, Yến Tây Lâu vốn là có thể nói nhất đẳng thiên tài. Tu luyện qua ngũ lôi trưởng Yến Tây Lâu, cùng đào thiên thu hậu nhân đào yểu kết làm vợ chồng, quả nhiên là thập phần xứng, tối tăm bên trong, hết thảy tự có việc bận trùng vương thân phận cùng ngũ lôi trưởng truyền thừa, tuy nhiên lại để cho cơ lụa mỏng cảm thán không thôi, nhưng chính thức làm nàng hưng phấn dị thường đích, nhưng lại thẻ che bên trong ghi lại, khu trùng thuật cùng, đào linh quyết cùng với hoa đào đại trận bày trận phương pháp. Đào linh quyết là linh trùng tông chủ tu công pháp, đến một thuộc tính, tự thành hệ thống. Chỉ có tu luyện, đào linh quyết, về sau, mới có thể năng lực vận dụng khu trùng thuật. Tương đối mà nói, tại linh trùng tông, đào linh quyết cùng khu trùng thuật mới thật sự là chủ truyền thừa, ngũ lôi trưởng cùng hoa đào đại trận chỉ là phụ thuộc công pháp. Nếu không, cái này truyền thừa sẽ không gọi linh trùng tông, mà nên vậy xưng là ngũ lôi tông hoặc là hoa đào tông liễu tương đương. Đối với một mực tìm kiếm bạo liệt trùng, học cấp tốc thuật, cơ lụa mỏng mà nói, đào linh quyết cùng khu trùng thuật mới được là nàng nhất chú ý trọng điểm. Theo đào thiên thu tại thẻ tre bên trong ghi lại, linh trùng tông khu trùng thuật uy lực rất mạnh, đặc biệt là đem đào linh quyết tu luyện tới kim đan kỳ về sau, phối hợp vài loại linh trùng cùng một chỗ tác chiến dù cho tu vi chỉ ở kim đan sơ kỳ cũng có thể dùng lực kim đan hậu kỳ tu sĩ không rơi vào thế hạ phong thậm chí còn nếu như có thể bồi dưỡng được trong truyền thuyết vài loại siêu cấp linh trùng ví dụ như lưng sắt con bạo ngựa bạo liệt trùng máu đào tầm liệt hỏa trùng vân vân từ từ như vậy dùng kim đan kỳ tu vi vượt cấp khiêu chiến nguyên anh kỳ tu sĩ thậm chí diệt sát đối thủ cũng có thể tại thẻ tre ở phía trong đã được như nguyện mà chứng kiến, bạo liệt trùng cùng bồi dưỡng phương pháp, cơ lụa mỏng cực kỳ thỏa mãn. Căn cứ đào thiên thu thuyết pháp, tô nam bọn hắn dùng người sống làm ký chủ đến bồi dưỡng bạo liệt trùng, chẳng những là ngộ nhập lạc lối, hơn nữa là điển hình bằng môn tả đạo, căn bản là không có biện pháp bồi dưỡng được chính thức bạo liệt trùng đến. Dựa theo linh trùng tông bồi dưỡng pháp môn, thành thuộc thể bạo liệt trùng uy lực to lớn, quả thực không gì sánh kịp, tuyệt đối là siêu cấp lớn sát khí một thành thuộc thể bạo liệt trùng cũng đủ để diệt sát cùng mình cùng giai tu sĩ. Nhiều vài lời mà nói, so với chính mình một lượng hai, giai tu sĩ, đều chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Mà máu đào tầm, liệt hỏa trùng những này côn trùng, có thể tại thẻ che trung hòa bạo liệt trùng đánh đồng, có thể thấy được uy lực cũng tuyệt không nhỏ. Lưng sắt còn bạo ngựa bài danh, thậm chí vẫn còn tại bạo liệt trùng phía trên, lại không biết uy lực thì hãng rất cao minh. Đào thiên thu tại thẻ tre bên trong, Trịnh trọng chuyện lạ mà nâng lên lưng sắt con bọ ngựa, đem loại này linh trùng xưng là phong hành giả. Nghe nói loại này bọ ngựa đặc điểm lớn nhất chính là qua như gió, động tác cực kỳ nhanh nhẹn. Tăng thêm lượng hai có thể so với nhất phong duệ pháp bảo chân trước, cận thân vật lột, cơ hồ chiếm hết tiên cơ. Thường thường đối thủ còn không có kịp phản ứng, cũng đã bị lưng sắt con bọ ngựa đơn giản diệt sát. Nhất là thành thục thể lưng sắt con bọ ngựa, đang ép chắc trong hoàn cảnh, đối với bất cứ địch nhân nào mà nói, đều là trung cực ác mộng. Tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng cơ hồ lập tức liền nghĩ đến những kia vây công hàng rào bọ ngựa, chẳng lẽ cùng với cái này lưng sắt con bọ ngựa có quan hệ. Trừ lần đó ra, đào thiên thu thẻ che bên trong, còn nhớ trở lấy rất nhiều văn sở vị văn, mới nghe lần đầu thượng cổ kỳ trùng, cái này kỳ trùng, ngay đào thiên thu cũng chỉ là nghe nói, chưa bao giờ chính thức tiếp xúc qua. chương 727, Bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng. Cùng cơ lụa mỏng bất đồng, tiêu phàm chú ý trọng điểm, đặt ở thiên mục trùng phía trên. Cần biết, thiên mục trùng chính là tu luyện, thiên nhãn thần thông, mấu chốt, tiêu phàm thiên nhãn thần thông chậm chạp không thể càng tiến một bước, ngược lại trở thành nào đó gân gà loại pháp thuật, cũng là bởi vì, hắn theo đoán vượng chỗ đó, chỉ lấy được một đôi thiên mục trùng, luyện hóa về sau, không có có càng nhiều thiên mục trùng, làm thuốc, chỉ dựa vào pháp quyết tu luyện, tiến độ kỳ chậm vô cùng. Trong khoảng thời gian này, tiêu phàm bề bộn nhiều việc tu luyện, tinh viêm quyết, còn muốn chế phù, luyện đan, bề bộn cái phi thường cao hứng, trên thực tế đã đem thiên nhãn thần thông tu luyện ngừng lại. Dù sao theo tu vi tinh tiến, tiêu phàm thần niệm chi lực càng thêm cường đại, thiên nhãn thần thông vài có lẽ đã không có tác dụng gì liếu tương đương. Ai ngờ tại đào thiên thu thẻ che bên trong, lại thấy được thiên mục trùng. Bất quá lại để cho tiêu phàm mở rộng tầm mắt chính là, tại, linh trùng tông, thiên mục trùng rõ ràng gần kề là cao cấp linh trùng đồ ăn mà thôi. Theo thẻ tre ghi lại, thiên mục trùng ưu điểm lớn nhất chính là năng lực sinh sản siêu cường, chỉ cần có cũng đủ, linh minh quả, cho ăn, thiên mục trùng có thể đại lượng sinh sôi nảy nở, là cao cấp linh trùng cung cấp cũng đủ đồ ăn. Thôn vệ thiên mục trùng về sau cao cấp linh trùng, cũng đồng dạng hội trở nên tai thính mắt tinh, thị lực phi phàm. Đối với lưng sắt con bọ ngựa loại này am hiểu rất nhanh đánh lén linh trùng mà nói, thiên mục trùng lại càng nhất đẳng món chính. Nhìn đến đây về sau, tiêu phàm lúc này mới chợt hiểu hiểu ra, vì cái gì sức sinh sản siêu cường thiên mục trùng tại đoán vượng trong tay vô pháp sinh sôi nảy nở, một mực chính là tội nghiệp một đôi mà thôi, nguyên lai cùng, linh minh quả có quan hệ. Không có linh minh quả cho ăn, thiên mục trùng tự vô pháp sinh sôi nảy nở hậu đại. Mà linh minh quả, tiêu phàm nhớ rõ rất rõ ràng, chính mình linh dược viên ở phía trong, thì có một cây, trồng tại gấp 10 lần khu, là linh dược viên ở phía trong bình thường nhất linh thảo, 50 năm khoảng chừng gì đó, có thể thành thục, ngắt lấy đại lượng trái cây. Trường kỳ ăn lời mà nói, có thể cho tu sĩ cảm quan càng thêm linh mẫn. Hôm nay linh dược viên ở phía trong cái kia một cây linh minh quả, đã muốn chừng ngàn năm dược linh. Tiêu phàm trong khoảng thời gian này, không có việc gì tự hái một quả đến ăn, tươi mới nhiều chất lỏng, mùi vị không tệ. Về phần cảm quan phải chăng càng thêm linh mẫn, tạm thời còn không có cảm giác, có thể là ăn thời gian không đủ dài. Loại linh thảo này, kỳ thật tốt nhất dược linh ngay tại trăm năm khoảng chừng gì đó, vượt qua một trăm năm, dược tính cũng sẽ không tiến thêm một bước tăng trưởng. Đã thiên mục trùng cần loại này linh quả cho ăn, lại là mặt khác cao cấp linh trùng đồ ăn, như vậy không ngại tại gấp trăm lần khu nhiều loại thực vài cọc, dù sao gấp trăm lần khu cũng không có thiếu đất trống, chỉ cần nửa năm thời gian, có thể đạt tới 50 năm dược linh, sau đó đại lượng phối trí dược hoàn, nuôi nấng thiên mục trùng. Chẳng những cũng đủ cao cấp linh trùng dùng ăn, cũng không có thiếu còn lại, cung cấp tiêu phẩm tu luyện thiên nhãn thần thông. Xem chừng thiên mục trùng có thể dùng đến tu luyện thiên nhãn thần thông như vậy công pháp, cũng là rơi vào tay Nam Dương về sau, mới từ một vị hàng đầu sư ngẫu nhiên phát hiện. Đào thiên thu năm đó, nhưng lại không biết có chuyện như vậy, trong mắt hắn, thiên mục trùng là cao cấp linh trùng đồ ăn. Như thế nào dùng linh minh quả phối trí thức ăn gia súc, như thế nào nuôi nấng thiên mục trùng cùng mặt khác linh trùng, khu trùng thuật thượng đều ghi chép đắc rõ ràng, điểm này ngược lại không cần quan tâm, sớm đã khắc sâu tại tiêu phàm trong óc. Tiêu phàm lập tức theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra một cái bình ngọc đến, mở ra, bên trong là ba khỏa xanh biếc dược hoàn, tản ra nồng đậm một linh khí. Tiêu phàm cầm bốc lên trong đó một khỏa, cẩn thận giám định một phen, nhẹ gật đầu. Dựa theo đào thiên thu ghi lại, loại này dược hoàn chỉ dùng để đến tinh tiến kim đan kỳ tu vi đích, coi như là kim đan hậu kỳ tu sĩ dùng, cũng có một chút hiệu quả. Đương nhiên, kim đan sơ kỳ dùng hiệu quả, xa so kim đan hậu kỳ dùng hiệu quả muốn mạnh hơn nhiều. Tiêu phàm hiện nay là kim đan trung kỳ tu vi, cái này đan dược dược hiệu đảo là vừa vặn phù hợp. Còn có một loại hiệu quả cùng loại đan dược, là chuyên môn cho trúc cơ kỳ tu sĩ dùng, tăng tiến tu vi đích. Chữ vật vòng tay ở phía trong không có phát hiện, đào thiên thu tỏa hóa trước kia, đã là kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ. Chữ vật vòng tay ở phía trong không có bảo tồn trúc cơ kỳ tu sĩ dùng đan dược, một chút cũng không kỳ quái. bất quá cái này khó không được tiêu phàm. thẻ che bên trong sớm đã ghi lại hai chủng đan dược luyện chế phương pháp, luyện đan chủ yếu tài liệu, hắn linh dược viên ở phía trong đều rất đầy đủ. đại đa số linh dược dược tính phi phàm, hắn đại khái có thể vì cơ lụa mỏng luyện vài lô đan dược đi ra, đủ có thể khiến cơ lụa mỏng một mực dùng đến chút cơ hậu kỳ đại thành cảnh giới. đan dược bên ngoài, tiêu phàm tại chữ vật vòng tay ở phía trong tìm được một kiện màu xanh biếc áo hai dây. Cái này màu xanh biếc áo hai dây, vào tay cực kỳ nhu hòa, trơn vô cùng, lóng lánh lấy nhu hòa màu xanh biếc sáng bóng, phi thường tinh xảo xinh đẹp. Cái này là bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng rồi. Cơ lụa mỏng vuốt ve xanh biếc áo hai dây, trong miệng sách sách xương kỳ. Đào thiên thu tại thẻ tre bên trong, tốn không ít văn chương miêu tả cái này, bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng. Cái này giáp mềm mỏng, dùng trưởng thành máu đào tầm tơ tầm hỗn hợp ô kim tia tí ti, bệnh mà thành, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, là linh trùng tông truyền thừa trí bảo một trong. Trường thành máu đào tầm, nguyên vốn là đào thiên thu cực lực tôn sùng vài loại có thể hiệp trợ chủ nhân diệt sát rất cao dài tu sĩ cao cấp linh trùng một trong. Nghe nói muốn đào tạo mấy trăm năm đã ngoài, máu đào tầm mới có thể năng lực dần dần thành thục, nhà tơ trang tơ thành kén. Dùng trường thành máu đào tầm tơ tầm hỗn hợp ô kim tia tí ti đến bệnh hộ giáp, tự nhiên không giống người thường. Tại, linh trùng tông, bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng, là gần với trùng vương bình bát chén ăn của sư Trấn Tông Chi Bảo. Tiêu phàm run mở giáp mềm mỏng, đặt tại cơ lụa mỏng trên người, mỉm cười bắt đầu đánh giá, nói ra không tệ, rất tốt xem đích. Cơ lụa mỏng tự nhiên cười nói, cũng rất kiên định mà lắc đầu, nói ra không, cái này giáp mềm mỏng phải mặc ở trên người của ngươi. Ngươi phải biết rằng, ngươi an toàn, mọi người chúng ta mới an toàn mới từ chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra giáp mềm mỏng, tiêu phàm đã nghĩ phải mặc tại trên người của nàng, đã muốn lại để cho cơ lụa mỏng rất thỏa mãn. Nữ hài tử chính là như vậy tâm tính, chỉ cần trong lòng nam nhân có nàng, những thứ khác đều không để ý. Tiêu phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xuyên thẳng. Tu vi của hắn, tại phía xa cơ lụa mỏng phía trên, luận đến tự bảo vệ mình năng lực, đương nhiên là cơ lụa mỏng so ra kém hắn. Cái này giáp mềm mỏng, tại cơ lụa mỏng trên người so tại trên người hắn càng thêm có thể phát huy tác dụng. Cơ lụa mỏng cười cười, nói ra tiêu phàm, nếu không như vậy đi, giáp mềm mỏng ngươi mặc thường, cái kia kiện bình bát chén ăn của sư cho ta mượn dùng một thời gian ngắn. Nói xong, hướng hài cốt bên người màu vàng nhạt bình bát chén ăn của sư chỉ một chút. Căn cứ đào thiên thu miêu tả, cái kia bình bát chén ăn của sư không thể nghi ngờ chính là, linh trùng tông, chấn tông chi bảo, trùng vương bình bát chén ăn của sư là thu thập đem ra sử dụng linh trùng pháp bảo. Trùng vương bình bát chén ăn của sư là đến một bảo vật, đối với các loại kỳ trùng đều có một chút khắc chế hiệu quả. Có cái này, trùng vương bình bát chén ăn của sư, vô luận là thu thập linh trùng có lẽ hay là đem ra sử dụng linh trùng, đều giúp ích không nhỏ. Tiêu phàm cười nói, chỉ cần ngươi ưa thích, vậy sẽ là của ngươi, nói cái gì có cho mượn hay không. Hắn và cơ lụa mỏng quan hệ tuy nhiên chưa phát triển đến một bước cuối cùng, nhưng hai người sớm đã đồng ý cùng cầu trường sinh cái này như vậy đủ rồi. Đối với nữ nhân của mình, tiêu phàm cho tới bây giờ cũng không nhỏ mọn. Cơ lụa mỏng thực sự không khách khí, cử động tay khẽ vẫy, cái kia kiện màu vàng nhạt, trùng vương bình bát chén ăn của sư liền bay vụt mà đến, đã rơi vào nàng thon thon tay ngọc bên trong. Từ bên ngoài nhìn vào, điều này thật sự là cực kỳ cổ xưa một cái bình bát chén ăn của sư, không có chút nào chỗ đặc biệt, thậm chí còn sụp đổ mất một cái nho nhỏ lỗ hồng. Cơ lụa mỏng đem bình bát chén ăn của sư phóng tại mắt của mình hạ, đôi mắt đẹp đảo mắt, hướng bình bát chén ăn của sư bên trong nhìn lại. Bỗng nhiên trong lúc đó, một tiếng buồn bực, hừ, khuôn mặt có chút tái đi, vội vàng đem bình bát chén ăn của sư rời đi đi, tựa hồ ăn thiệt thòi nhỏ. Tiêu phàm thấy thế, lập tức đem bình bát chén ăn của sư nhận lấy, thần niệm chi lực đi đến bên trong tìm tòi, chỉ thấy vốn là bình thường bình bát chén ăn của sư cuối cùng, bỗng nhiên trở nên đen kịt giống như mực, phảng phất biển cả loại thâm thúy, thần niệm chi lực thoáng cái bị dẫn dắt đi vào. May mắn tiêu phàm sớm có chuẩn bị, trên mặt bảo quang lưu chuyển, lập tức đem thần niệm chi lực chặt đứt. Cái này bình bát chén ăn của sư có thể hấp nhân thần niệm. Tiêu phàm trầm ngâm, bề ngoài giống như có thể hấp nhân thần niệm chi lực bảo vật, đỉnh càn khôn, chữ vật trong không gian, còn có một kiện, chính là cho tới nay chứa uy linh thượng nhân tàn hồn tụ hồn bát, cũng là linh cảm tông truyền thừa bảo vật. Xem ra những này bình bát chén ăn của sư, hình dáng pháp bảo pháp khí, đều có loại này kỳ lạ thần thông. Cơ lụa mỏng lại càng cao hơn hứng, nói ra, nếu là chấn tông chi bảo, luôn cùng vài phần không giống người thường đích. Nói đúng, cái này bình bát chén ăn của sư không sẽ chủ động hấp thụ người thần niệm chi lực, chỉ cần không đi dẫn đến hắn là được. Tiêu phàm mỉm cười nói, đem bình bát chén ăn của sư giao cho cơ lụa mỏng. Sau đó, tiêu phàm theo chữ vật vòng tay trong lấy ra một thanh bảy dài 8 tấc màu đen giao găm, cũng là đào thiên thu năm đó chưa từng tiến giai kim đan kỳ lúc tùy thân mang theo một kiện binh khí, chính thích hợp chúc cơ kỳ tu sĩ sử dụng, tiêu phàm đem giao găm cũng giao cho cơ lụa mỏng. Trừ lần đó ra, chữ vật vòng tay ở phía trong còn có vài chục khỏa trung giai linh thạch cùng hơn một ngàn khỏa cấp thấp linh thạch, dùng một thuộc tính linh thạch chiếm đa số đồng dạng đều là kim đan hậu kỳ tu sĩ, đào thiên thu thân ra, xa xa không bằng Sarutobi y xương thịnh soạn như vậy. Xem ra có lẽ hay là tông môn lớn nhỏ có khác. Yêu đào tông là hùng bá đông đảo đại tông môn, Sarutobi y xương cũng không phải là tông chủ, mà là Hattori giới xử trí đệ tử. Linh trùng tông tránh cư miêu cương, nhất mạch đơn truyền, tự nhiên so ra kém yêu đào tông tu sĩ như vậy xa hoa. Xem xét xem xong rồi chữ vật vòng tay ở phía trong mấy cái gì đó, tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng lại mọi nơi tìm kiếm, rất nhanh ngay tại hơi nghiêng tìm được rồi cái khác tương liên động phủ. Cái này động phủ tương đối nhỏ, hẳn là đào thiên thu năm đó trùng thất, dùng để đào tạo linh trùng đích. Bất quá đã nhiều năm như vậy, trùng thất trong, cũng là không không đáng đáng, đáng đích, không có có đồ vật gì đó. Tiêu phàm hai người tại trùng trong phòng cẩn thận tìm kiếm, mới tại trùng thất một góc tìm được rồi vài đối với lâm vào hôn mê bên trong thiên mục trùng. Tiêu phàm lập tức rất là mừng rỡ, liên tục không ngừng mà đem những này thiên mục trùng cẩn thận từng ly từng tí mà chuyển qua linh thú hoàn trong đợi dùng linh minh quả phối trí ra đồ ăn về sau lại đại quy mô chăn nuôi những này linh trùng tốt rồi lập tức tiêu phàm lại đang xó góc khác ở phía trong tìm được lượng đồng dạng lâm vào hôn mê máu đào tầm ấu trùng cũng đem rời nhập linh thú hoàn trong cùng nhau lấy đi cuối cùng hai người lại đang trùng thất một góc tìm được rồi khổng lồ bọ ngựa cởi ra xác rất nhiều côn trùng đều có thoát xác thói quen bọ ngựa có phải là có như vậy tập tính, tiêu phàm liền không được biết rồi. Bất quá tại đây chỉ có di thuế, nhưng không có nhìn thấy bọ ngựa bản thể, xem ra bọ ngựa là chạy ra ngoài. Về phần bọ ngựa là như thế nào từ nơi này có pháp trận phòng hộ trong sơn động chạy đi đích, trong khoảng thời gian ngắn, lại ở đâu tìm được nguyên nhân. Bất quá hiện tại đã muốn có thể cơ bản khẳng định, chạy bên ngoài những kia chen chúc tới bọ ngựa, cùng tại đây chạy trốn bọ ngựa đại có liên quan. Chương 728, Hoa đào ảo trận. Cẩn thận tìm tòi qua trùng vương động, xác định không. Nửa mặt khác bỏ sót, Tiêu Phàm nói ra, "Lụa mỏng, chúng ta đắc đem cái này tiểu đào hoa trận phá vỡ." Tại Đào Thiên Thu thẻ che bên trong, đối với trùng vương động cái này phòng hộ pháp trận, cũng có một chút miêu tả, đã kêu tiểu đào hoa trận, là gian ngoài cái kia hoa đào đại trận tinh xảo bản, không phải phiên bản đơn giản hóa. Hai cái phòng hộ pháp trận trọng điểm điểm phải không cùng đích. Hoa đào đại trận trọng điểm điểm là phòng hộ, đối với hết thảy xâm phạm chi địch, đều có được cường đại lực sát thương. Tiểu đào hoa trận tác chính là càng thêm chú trọng ảo thuật cùng không gian cấm chế vận dụng, chủ yếu là không cho phép ngoại nhân tiến vào trùng vương động. Bởi vì trùng vương động ngay tại hoa đào trong trại, nếu như cái này tiểu đào hoa trận cũng chú trọng tại đối với địch nhân cường đại lực sát thương, làm không tốt sẽ ngộ thương đến hàng rào ở phía trong người. Nhưng mà đối với như thế nào bày trận, như thế nào phá trận, Đào Thiên thu thẻ tre ở phía trong nhưng lại nói không tỉ mỉ, cũng không biết là xuất phát từ loại nào cân nhắc. Cơ lụa mỏng hai hàng lông mày có chút sơ lên, mang theo trưng cậu ý. Đã cũng đã tiến nhập trùng vương động, nhận được rồi hết thảy muốn có được đồ vật gì đó, cái kia còn có cần gì phải đến phá giải cái này tiểu đào hoa trận. Tiêu Phàm liền giải thích nói, cái này hoa đào ảo trận uy lực không thể tầm thường so sánh, hơn nữa còn mang theo không gian cấm chế. Nếu như dùng để ngụy trang động phủ hoặc là mặt khác chỗ, khẳng định phi thường đắc lực. Cơ lụa mỏng hỏi, ngươi là muốn đem cái này pháp trận rời đi. Xác thực có ý đó. Hoa đào đại trận chuyển không đi, tất cả đầu trận tuyến đều nằm sâu dưới lòng đất, là vĩnh cửu tính phòng ngự pháp trận. Nhưng cái này hoa đào ảo trận, nhưng có thể mang đi, này đây trận kỳ cùng trận bàn tạm thời bố trí đích. Chỉ cần phá vỡ cái này pháp trận, lấy đi trận kỳ trận bàn, hơi chút làm quen một chút có thể tùy thân mang theo, bất luận ở nơi nào đều có thể bố trí đi ra. Điểm này, cơ lụa mỏng ngược lại có thể giải thích, nàng tại trên trận pháp tạo nghệ cũng không thấp. Là tối trọng yếu nhất một điểm là, chúng ta muốn đối phó những kia bạo ngựa, cái này hoa đào ảo trận tựu cần dùng đến liễu tương đương. Cơ lụa mỏng hai mắt sáng ngời. Tiêu Phàm nói rất có đạo lý, nếu như tại bên ngoài công kích hàng rào cái kia chút hít bạo ngựa, cùng từ nơi này chạy đi bạo ngựa có quan hệ. Cái này ảo trận quả thật có thể phái thượng công dụng. Muốn là của chúng ta phỏng đoán đúng vậy lời mà nói, từ nơi này chạy trốn đích, nên vậy chính là lương sát con bọ ngựa. Đương nhiên, khả năng còn không có hoàn toàn thành thục. Loại này bọ ngựa đặc điểm lớn nhất chính là qua như gió, đột nhanh chóng cực nhanh. Nếu như không đem chúng giam cầm tại nhỏ hẹp khu vực trong, rất khó chảo được. Cơ lụa mỏng có chút hưng phấn mà nói ra người muốn bắt sống chúng. Đó là đương nhiên nếu thật là lưng sát con bọ ngựa cho dù là chưa thành thục đích vậy cũng là đồ tốt có như vậy lợi hại bọ ngựa làm giúp đỡ nhưng là không được sức chiến đấu lăng không tựu gia tăng không ít tiêu phàm khẽ cười nói dựa theo đào thiên thu ghi lại hoàn toàn thành thục thể lưng sát con bọ ngựa sống mái một đôi đúng vậy có thể diệt sát nguyên anh kỳ tu sĩ hung hãn kỳ trùng nếu như đem ra sử dụng chủ nhân của bọn nó cũng có nguyên anh kỳ tu vi lời mà nói tăng thêm lưng sắt con bọ ngựa thân mình cũng tiến hóa đến nguyên anh kỳ, sức chiến đấu còn nghĩ càng thêm đáng sợ. Tốt như vậy giúp đỡ, tới nơi nào để tìm. Tiêu phàm khẳng định không nỡ cứ như vậy đem chúng diệt sát rơi. Tiêu phàm, làm như vậy không phải quá mạo hiểm rồi. Chúng ta cũng không biết cái này bọ ngựa rốt cuộc tiến hóa đến loại cảnh giới nào, vạn vừa đã tiếp cận thành thuộc thể, chẳng phải là sẽ rất phiền toái. Người cũng biết, càng là chật trội không gian, qua như gió lưng sắt bọ ngựa, càng là đại chiếm tiện nghi, đối với chúng ta rất bất lợi. Cơ lụa mỏng nhíu mày nói ra. Cho dù tiêu phàm lĩnh ngộ phong độn thuật, nhưng tại phương diện này, như trước không thể cùng trời sinh thì có loại này thuấn di bản lĩnh kỳ trùng đánh đồng. Phải biết rằng loại này bọ ngựa là có thể vượt cấp khiêu chiến đáng sợ linh trùng. Nếu rơi vào tay hắn vội vàng không kịp chuẩn bị đất truy cập tử, ai cũng không chịu đựng nổi. Hơn nữa, đào tiền bối cũng đã nói, linh trùng một khi tiến hóa đến tam giai đã ngoài, sẽ rất khó một lần nữa nhận chủ liếu tương đương. Nguyên chủ nhân một khi tử vong, linh trùng hội cùng theo một lúc tử hoặc là quay về sơn giá, vĩnh viễn không hề bị người đem ra sử dụng. Cơ lụa mỏng tiếp tục tự thuật lấy tương quan khó khăn. Dựa theo đào thiên thu ghi lại, linh trùng tông cho tất cả linh trùng đều phân ra đẳng cấp, này đây nhân loại tu sĩ cùng bậc để làm tham khảo đích. Nhất giai linh trùng là đê đẳng nhất đích, chỉ tương đương với nhân loại tu sĩ luyện khí kỳ. Ví dụ như thiên mục trùng, Đại đa số dưới tình huống, Vĩnh Viễn chỉ có thể là nhất giai linh trùng. Cần đặc biệt cơ duyên xảo hợp, hoặc là dùng đại lượng linh dược thúc mới có thể tấn cấp là cấp 2 linh trùng. Nhưng mà một khi thiên mục trùng tiến giai thành công, trở thành cấp 2 linh trùng, mắt sáng kỳ hiệu sẽ tăng lên gấp bội, đối với tu luyện thiên nhãn thần thông có trợ giúp thật lớn. Cấp 2 linh trùng, tác chính là tương đương với nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ. Tam giai linh trùng, vậy thì tương đương với kim đan kỳ tu sĩ tung tính toán tại nhân loại tu sĩ quần thể ở bên trong, kim đan kỳ tu sĩ cũng có thể nói đẳng cấp cao tu sĩ liếu tương đương. Đào tạo linh trùng, giống nhau muốn tại ấu trùng thời đại liền nhỏ máu nhận chủ, gieo xuống nguyên thần cấm chế, mới tính toán tốt nhất. Linh trùng một khi đột phá đến cấp 2, lại muốn nhận chủ, độ khó muốn lớn. Đến tam giai đã ngoài, nếu như là hoang dại linh trùng, cái kia còn có nhận chủ khả năng, nếu như là trước kia tự có chủ nhân linh trùng, muốn biến mất chủ nhân ban đầu lưu lại nguyên thần cấm chế, đổi một cái tân chủ nhân, cơ hồ chính là cuồng giải tưởng tượng, trên cơ bản tuyệt không khả năng. Hơn nữa cái kia bọ ngựa nếu thật là tiến hóa đến tam giai, tung tính toán không có có chủ nhân đem ra sử dụng, cũng đã cực khó đối phó, tiêu phàm bản thân cũng bất quá là kim đan kỳ tu sĩ, mặc dù là kim đan trung kỳ, nhưng một chút như vậy cùng bậc thượng ưu thế, đối với kỳ trùng cơ bản không hề có tác dụng. Lấy một địch hai, Tiêu Phàm cho dù có kim đan hậu kỳ cảnh giới, đều chưa hẳn thấy có nắm chắc có thể vững vàng thu phục chiếm được tam giai bọ ngựa. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, ta minh bạch lo lắng của ngươi, nhưng là cái này bọ ngựa nhất định phải nắm bắt. Có thể sống bắt nhận chủ tốt nhất, thật sự làm không được, vậy thì diệt sát. Nếu không, hoa đào trại cũng chỉ có thể chỉnh thể di chuyển liễu tương đương. Hơn nữa, lưu lại như vậy bọ ngựa tại miêu cương, đợi một thời gian, cả miêu cương đều không an toàn, cơ lụa mỏng hai hàng lông mày nhíu chặt, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tiêu phàm lập tức lại vừa cười vừa nói, cũng không cần quá lo lắng, chúng ta hiện tại có trùng vương bình bát chén ăn của sư còn có khu trùng thuật. Chỉ cần có thể đem cái này hoa đào ảo trận trận kỳ cùng trận bàn tùy thân mang theo, đối phó linh trí không mở côn trùng, phần thắng vẫn còn rất cao đích. Cơ lụa mỏng cũng là cầm được thì cũng buông được tính tình, nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra tốt, cần tuân tiêu chân nhân pháp chỉ, Tiêu phàm ha ha nở nụ cười, lập tức cùng cơ lụa mỏng cùng một chỗ, nghiên cứu tiểu đào hoa trận cách phá giải. Tuy nhiên đào thiên thu thẻ tre ở phía trong cũng không ghi lại kỹ càng bày trận cùng phá trận chi đạo, nhưng ở trong trận phá trận, tổng so tại ngoài trận phá trận muốn dễ dàng hơn nhiều. Dùng tiêu phàm cơ lụa mỏng tại trên trận pháp bất phàm tạo nghệ, tăng thêm hắc lân tương trợ, bài trừ cái này ảo trận, chỉ là vấn đề thời gian. Ước chừng hai canh giờ đi qua, một mực chờ ở Trùng Vương động cách đó không xa yến Tây Lâu Đào Tuyết Phong Đào Yểu bọn người, đều có chút tâm thần có chút không tập trung rồi, lo lắng Tiêu Phàm cơ lụa mỏng tại Trùng Vương trong động xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ là không có tìm được Triệu Hoán, ai cũng không dám tùy ý tới gần. Đang lúc đoàn người hai mặt nhìn nhau, do dự mà muốn hay không đi qua xem đến tột cùng lúc, dưới chân đại địa, bỗng nhiên ầm ầm, địa chấn vang lên, thậm chí bắt đầu không ngừng lay động, phảng phất muốn địa chấn tựa như Đào Tuyết Phong không khỏi quá sợ hãi, thủ đoạn bắt lấy con gái tay, nhìn qua Yến Tây Lâu, cấp cấp nói ra, Tây Lâu, chuyện gì xảy ra á hát. Yến Tây Lâu lắc đầu, cũng đầy mặt lo nghĩ, hai mắt gắt gao nhìn thẳng cách đó không xa trùng vương hang hốc khẩu, toàn thân cơ thể căng thẳng, vận sức chờ phát động, tùy thời chuẩn bị tiến lên, hướng tiêu phàm cơ lụa mỏng cung cấp trợ giúp. Liên ở phía sau, oanh, mà một tiếng vang thật lớn, cả trùng vương động chỗ lõm nơi mãnh liệt muốn nổ tung lên, một cổ bụi đất phóng lên trời không tốt yến tây lâu hô nhỏ một tiếng dưới chân khẽ trống thân thể muốn đi phía trước bắn ra rồi lại mãnh liệt dừng lại chỉ thấy hoàng vù vù thổ long bên trong vọt lên hai đạo nhân ảnh đúng vậy tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng hai vị này cũng không phải là bị nổ tung khí lãng nhấc lên đích mà là theo lòng đất bay ra tiêu phàm trước mặt bay múa lấy vài lần nhan sắc khác nhau cờ nhỏ tử hòa mấy khối ngọc bài Tiêu Phàm đánh giá những vật này, mặt mang mỉm cười, tựa hồ có chút cao hứng, giơ tay lên, trận kỳ cùng trận bàn quay tròn một hồi xoay tròn, như vậy không thấy bóng dáng, cũng là bị Tiêu Phàm thu vào màu đen chữ vật vòng tay. Đã có chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn, Tiêu Phàm rốt cuộc quyết định không hề đem đỉnh càn khôn đương làm chữ vật không gian sử dụng. Trước mắt trên cổ tay hắn đeo màu đen chữ vật vòng tay, là từ Sarutobi xương chỗ đó lấy được, Đào Thiên Thu còn sót lại chữ vật vòng tay cùng linh thú hoàn, đều giao cho cơ lụa mỏng. Tìm 2 giờ, rốt cục phá giải hoa đào ảo trận, nhất là nhận được rồi một bộ nguyên vẹn trận bàn trận kỳ, tiêu phàm rất là thỏa mãn. Phỏng trừng dùng những này trận bàn trận kỳ bố trí xuống đến ảo trận, giống nhau kim đan kỳ tu sĩ, là rất khó công phá đích, coi như là nguyên anh kỳ tu sĩ tự mình ra tay, nếu như không có phù hợp phá trận pháp bảo, đơn thuần dựa vào cậy mạnh, hoa đào ảo trận cũng có thể kiên trì một thời gian ngắn ngoại trừ hoa đào ảo trận thân mình mang theo cường đại công năng lại để cho tiêu phàm thỏa mãn bên ngoài tiêu phàm càng muốn muốn làm chính là nghiên cứu hy vọng có thể từ nơi này hoa đào ảo trận trận kỳ trận trong mâm tìm được càng nhiều về trận pháp bố trí linh cảm tiêu tiên sinh không sao a à. mắt thấy tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng bay bổng mà rơi vào đoàn người trước mặt trước sau như một bất thiện ngôn từ yến tây lâu cũng nhịn không được hỏi bắt đầu đứng dậy mặt mũi tràn đầy quan tâm vẻ tiêu phàm khoát tay áo nói ra không sao chỉ là không nghĩ tới bài trừ ảo trận về sau trùng vương động lập tức sẽ sụp đổ xem ra hoa đạo ảo trận cùng trùng vương động là hỗ trợ lẫn nhau đích phía sau đoạn văn này trên cơ bản chính là lầm bầm lầu bầu rồi cũng không còn trông cậy vào yến tây lâu có thể nghe được rõ ràng bất quá nhìn thấy tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng đều bình yên vô sự yến tây lâu liền yên tâm đợi ánh mắt của mọi người tại chuyển sau khi trở về liền kinh ngạc mà chứng kiến tại trước kia trùng vương động chỗ địa phương, xuất hiện sụp đổ, đại lượng bùn đất nham thạch, đem trùng vương thấm nhuần ngọn nguồn bao phủ liễu tương đương. Đào tuyết phong cùng đào yểu phụ tử ngoại trừ vừa bắt đầu hơi kinh hãi, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Đối với bọn hắn mà nói, trùng vương động chính là cái truyền thuyết lâu đời, ai đều chưa từng đi vào. Hôm nay bị san thành bình địa, đối với bọn họ trên thực tế cũng không có bất kỳ hại mà tiêu phàm lại thật sự là hoa đào trải toàn bộ trải ân nhân cứu mạng, đào tuyết phong tự không biết dùng chi hướng tiêu phàm hưng sư vấn tội. chương 729, lưng sắt con bạo ngựa. Xanh ngắt rừng rậm chi, sương mù nồng đậm. Tiêu phàm áo trắng bồng bềnh, tại rừng rậm trên không chậm rãi phi hành, thần niệm chi lực đem phạm vi trong vòng hơn 10 dặm tình hình đều bao trùm tại hạ. Tạm thời không có phát hiện gì thường, tựa hồ vài ngày trước cái kia phô thiên cái địa bọ ngựa đại quân, lập tức liền ẩn hình liễu tương đương. Tiêu phàm tìm vài ngày thời gian đến tìm hiểu đào thiên thu lưu lại khu trùng thuật, cùng với trùng vương bình bát chén ăn của sư, sử dụng phương thức, đối với mấy cái này cơ bản hiểu rõ tại ngực về sau, mới rời đi hoa đào trại, đi trước phụ cận rừng rậm, tìm kiếm bọ ngựa tung tích. Tự một mình hắn, ngay cơ lụa mỏng đều cũng không đi theo. Dưới mắt, ai cũng không có biện pháp xác định cái kia lượng hai chỉ từ trùng vương động đào tẩu lưng sắt con bọ ngựa rốt cuộc đã muốn tiến hóa đến vài giai. Mặc dù nói, tam giai khả năng rất nhỏ, nhưng cho dù chỉ có cấp 2, một khi tới được đỉnh phong trạng thái, như vậy ngoại trừ tiêu phàm, những người khác cơ hồ đều không có tự bảo vệ mình chi lực. Lưng sắt con bọ ngựa đột nhanh chóng như gió, tiến thối như điện đặc tính, tu vi đẳng cấp không sai biệt lắm nhân loại tu sĩ, cơ vốn không phải đối thủ. Tiêu Phàm không thể để cho cơ lụa mỏng cùng hắn cùng một chỗ bốc lên cái này phong hiểm. Hắc Lân tại linh thú hoàn nằm ngáy o o. Đây cũng là Tiêu Phàm một loại nếm thử, nhìn xem cái này linh thú hoàn rốt cuộc có gì hiệu dụng. Ai ngờ Hắc Lân đối với linh thú hoàn phi thường yêu thích, tiến đến bên trong, tựu thư thư phục phục mà ngủ say. Xem ra cái này chuyên môn xếp đặt thiết kế linh thú hoàn, thật đúng là rất hợp linh thú tâm ý. Hướng đông bắc phương hướng phi hành hơn 10 dặm về sau, tiêu phàm hai hàng lông mày có chút dương lên. Rốt cục đã nhận ra bọ ngựa tung tích. Ngay tại phải phía dưới cách đó không xa, có rõ ràng bọ ngựa khí tức, hắn có vài chục màu nâu xanh cự bọ ngựa khí tức. Những này màu nâu xanh cự bọ ngựa khí tức cùng bình thường bọ ngựa rõ ràng bất đồng, tiêu phàm đã muốn tương đối quen thuộc liễu tương đương. Ngoại trừ rộng lượng bình thường bọ ngựa tổng số thập màu nâu xanh cự bọ ngựa, tiêu phàm còn từ nơi ấy cảm ứng được hai cổ không giống người thường linh lực chấn động, đơn thuần theo linh lực chấn động đến xem, ước chừng tương đương với chút cơ hậu kỳ dạng. Tiêu phàm tâm dùng mình. Không thể nghi ngờ, cái này hai cổ không giống người thường linh lực chấn động. Chính là theo cái kia lưng sắt con bọ ngựa trên người phát ra đích. Chỉ có chút cơ hậu kỳ cảnh giới, như vậy tự còn không có tiến hóa đến tam giai linh trùng. Nếu không nghe lời. Chỉ sợ ngay tiêu phàm mình cũng muốn nhượng bộ lui binh liếu tương đương. Ít nhất là không có gì nắm chắc có thể bắt sống tam giai lưng sắt bọ ngựa. Tiêu Phàm mắt lục mang lóng lánh, hướng phải phía dưới nhìn lại. Chỉ thấy một sơn động chi, rậm rạp chẳng chỉ chật ních bọ ngựa bóng dáng, đi đến bên trong đi, tụ tập mấy chục cái đầu rõ ràng lỗi nặng bình thường bọ ngựa cự bọ ngựa, xa hơn ở phía trong thì là siêu cấp cực lớn trùng. Tiêu Phàm Thiên Nhãn thần thông, tạm thời còn ở vào sơ cấp giai đoạn, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một ít ảnh. Thấy không rõ lắm cái kia khổng lồ bọ ngựa bộ dáng, nhưng đơn thuần chiều cao cũng vượt qua hai thước. Cái này bọ ngựa, thậm chí so hắc lân hình thể còn muốn lớn hơn, tự nhiên, so hắc lân dáng người muốn tinh xảo một ít. Hắc lân đúng vậy trâu tròn ngọc sáng đầy đặn cô nương. Tiêu phàm không làm kinh động những này trùng, nhẹ nhàng theo rừng rậm trên không bay đi. Lĩnh ngộ tử ngân rực lôi bằng phong độn thuật, mặc dù chỉ là một điểm ra lông, lại cũng không phải những này linh trí không mở trùng có thể đơn giản phát giác đích. Lại hướng đông bắc phương hướng bay rồi bảy tám dặm mà tiêu phàm cái này mới chậm rãi đè xuống độn quang nhìn chung quanh địa hình rất hài lòng gật gật đầu đây là một nơi bất ngờ vách núi hơi nghiêng là cao vút trong mây ngọn núi tại trên vách núi đá hình thành một cái thoảng qua đi đến bên trong lõm thạch xào diện tích thật cũng không nhỏ tiêu phàm giơ lên giơ tay lên mấy cái trận kỳ cùng mấy khối trận bàn bắn ra nhanh chóng chui vào hư không chi không thấy bóng dáng một hồi không gian chấn động vặn vẹo qua đi chỗ này vách núi hình dạng đại biến, biến thành một chỗ sơn cốc. Mây mù lượn lờ, khán bất chân thiết liễu tương đương. Kinh trải qua, mấy ngày nữa nghiên cứu, tiêu phàm cơ bản khống chế hoa đào ảo trận bày trận phương pháp, hiện tại sử dụng, quả nhiên thuận buồm xuôi gió. Cái này ảo trận theo bên ngoài xem, cơ hồ nhìn không ra nửa điểm mánh khóe, cũng chỉ có tượng tiêu phàm như vậy có không tầm thường trận pháp tạo nghệ nhân tài có thể có chỗ phát giác. Nhưng nếu muốn phá trận mà vào, trừ phi đối phương cũng có cùng loại, đỉnh càn khôn, không gian bảo vật, hơn nữa có hắc lân đặc thù kỹ năng tương trợ, mới có vài phần nắm chắc, nếu không cũng chỉ có thể dùng cậy mạnh phá giải. Bố trí tốt ảo trận, tiêu phàm không chút hoang mang, theo chữ vật vòng tay ở phía trong lấy ra trùng vương bình bát chén ăn của sư, để đặt tại ảo trận trung tâm, lại lấy ra một khỏa mang theo mãnh liệt mùi tanh tinh hồng sắc đan dược, nhẹ nhàng bỏ vào bình bát chén ăn của sư chi. Bất quá sau một lát, một cổ cực kỳ mãnh liệt mùi tanh, tung bay mà dậy. Tiêu phàm hai hàng lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy, tựa hồ đối với này cổ mùi tanh cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Viên đan dược kia, cũng là tại đào thiên thu chữ vật vòng tay ở phía trong tìm được đích, đối với dụ dỗ bọ ngựa loại trùng có hiệu quả, nhất là lương sắt con bọ ngựa, chỉ cần nghe thấy tới này cổ mùi tanh, vô luận như thế nào đều kềm nén không được, lập tức sẽ đi tìm đến. Tiêu phàm lấy ra, thiên huyễn mặt, đeo lên, trong khoảng khắc, tự biến hóa thành một gã sắc mặt tái nhợt năm nam, khí tức cũng ẩn nặc, như có như không. Hơn nữa tàng hình tại ảo trận chi, tiêu phàm tin tưởng, cho dù lương sắt con bạo ngựa cảm giác lại nhạy cảm, cũng rất khó phát giác được sự hiện hữu của hắn. Về phần cái này hoa đào ảo trận, phải chăng có thể vây khốn lương sắt con bạo ngựa, tiêu phàm cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Theo lý, lương sắt con bọ ngựa linh trí không mở, tuyệt đối không có khả năng phá giải phức tạp như vậy ảo trận. Nhưng cái này trùng rồi lại có thể theo trùng vương động chạy đi, thật sự là làm cho người ta có chút khó có thể tác giải. Một nghĩ đến đây, Tiêu Phàm ống tay áo dương lên ánh vàng rực rỡ linh phù bay rồi đi ra ngoài, ẩn vào trùng vương bình bát chén ăn của sư bên cạnh xương mù chi. Đây là Tiêu Phàm tỉ mỉ luyện chế hai định thân phù. Định thân phù xác xuất thành công cực thấp, thời gian dài như vậy, Tiêu Phàm thì chế thành vài tấm mà thôi. Diệt sát Sarutobi Y xương, dùng xong một tấm hiện tại một hơi thả ra hai, tiêu chân nhân thật đúng là hạ đủ tiền vốn. Đương nhiên, thẳng nếu thật có thể đem lưng sát con bọ ngựa bắt sống, không chỉ nói hai định thân phù, chính là nhiều hơn nữa tiêu hao vài tấm cũng là rất có lợi nhất đích. Tiêu phàm vừa mới làm xong đây hết thảy không bao lâu, hai đạo màu dỉ xét sắc độn quang như thiểm điện bay vụt mà đến, độn nhanh chóng cực nhanh, ngay tiêu phàm đều có điểm xem thế là đủ rồi. Mắt lục mang lóng lánh, đã đem độn quang bọ ngựa thấy nhất thanh nhị sở chỉ thấy cái này bọ ngựa, thân dài hai thước đã ngoài, toàn thân màu gì xét sắc, hai mắt đỏ bừng cao cao dơ lên chân trước, đặc biệt không giống người thường, không giống như là trùng tiết chi, phản giống như là hai thanh đen nhánh đại khảm đao, lóng lánh lấy kim loại loại sáng bóng. Lần này trùng được xưng, lưng sắt còn bọ ngựa, cái này hai thanh đại khảm đao đồng dạng chân trước, nên vậy chính là hắn là tối trọng yếu nhất đặc tính một trong liễu tương đương. Bất quá tiêu phàm hiện tại tán thưởng có gia đích, nhưng lại cái này bọ ngựa đột nhanh chóng. Mặc dù chỉ là cấp 2 linh trùng, gần kề tương đương với trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng đột nhanh chóng cực nhanh, thậm chí ngay Tiêu Phàm đều chưa hẳn theo kịp. Nếu như tiến hóa đến tam giai linh trùng, chẳng phải là có thể có thể so với nguyên anh kỳ tu sĩ đột nhanh chóng. Cũng không biết thời gian dài phi đột, hay không còn có thể bảo trì tốc độ như vậy. Phòng Trừng không đại khả có thể, nếu không nghe lời, loại này kỳ trùng cũng không tránh khỏi quá nghịch thiên lưng sắt con bọ ngựa mắt hung quang lập lè, đảo mắt đã đến ảo trận trước kia, suy suy, hai tiếng, hào không ngừng lại, một đầu tựu vào xương mù chi. Tiêu phàm nhẹ nhẹ thở phào một cái. Xem ra cái này lưng sắt con bọ ngựa cứ việc hung hãn vô cùng, linh trí xác thực vẫn còn tương đối thấp, đối với tiêu phàm mà nói, đây chính là chuyện tốt. Chỉ cần thành công bắt ở cái này bọ ngựa, nhỏ máu nhận chủ có nên không rất khó khăn. Lưng sắt con bọ ngựa một đầu đâm vào ảo trận chi, lập tức tự bị lạc phương hướng chi chi gọi bậy lấy luống cuống không thôi mà quơ hai thanh đại đao hung dữ về phía lấy đối diện huyễn hóa ra đến vách núi một hồi chém lung tung chém loạt thầm nghĩ vào tới trùng vương bình bát chén ăn của sư chỗ ảo trận tâm đi hoa đào ảo trận tuy kỳ diệu nhưng bỏ ngựa chân trước thượng bổ ra tới màu gì xét sắc phong nhận thật sự phong duệ vô cùng rất nhanh liền bổ ra tầng thứ nhất cấm chế vọt vào tầng thứ hai cấm chế chi giấu ở huyễn trong trận tiêu phàm nhìn thấy một màn này lập tức giật mình. Hoa đào ảo trận tại không người chủ trì dưới tình huống, uy lực giảm đi, cái này lưng sắt con bọ ngựa tiến hóa đến cấp 2 linh trùng, rõ ràng có thể cậy vào cậy mạnh phá trận. Chẳng qua hiện nay hoa đào ảo trận có tiêu phàm tự mình chủ trì, như vậy phá trận phương thức, trên thực tế đã muốn không có khả năng có hiệu quả. Vừa mới phá vỡ tầng thứ nhất cấm chế, tiêu phàm cử động giơ tay lên, cấm chế lập tức liền lắp đầy như lúc ban đầu. Chỉ cần trận kỳ cùng trận bàn không có lọt vào phá hư, cho dù cái này bọ ngựa hao hết toàn thân khí lực, cũng khó có thể xông ra ảo trận đi. Nhìn rõ ràng tình hình này, tiêu phàm tâm đại định, xem ra cũng chưa chắc muốn vận dụng cái kia hai định thân phù, chỉ cần nương tựa theo ảo trận uy năng, có thể đem cự trùng một mực vây ở hắn, hao hết chúng khí lực, đến lúc đó tự nhiên dễ như trở bàn tay. Sau một lát, Lương sắt bọ ngựa lại phá khai rồi tầng thứ hai cấm chế, tiến vào đến tầng thứ ba cấm chế chi, khoảng cách trùng vương bình bát chén ăn của sư chỗ ảo trận tâm, kém đến không xa. Tiêu Phàm mỉm cười, cử động giơ tay lên, ảo trận thay đổi, thừa dịp trùng một chút sơ sẩy, lập tức liền đem lưng sát bạo ngựa ngăn ra. Trùng khẽ giật mình, lập tức càng thêm nổi giận, chân trước loạn vũ, phong nhận như đao, tấn công mạnh trước mặt cấm chế. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm bỗng nhiên ra hiện tại ảo trận chi, đối mặt thứ nhất đại khái qua loa bạo ngựa, khóe miệng hiện lên một tia như có như không vui vẻ. Căn cứ thưởng thức phán đoán, bọ ngựa thân thể hình đại khái qua loa đích, đều là giống cái, giống được bọ ngựa hình thể ngược lại nhỏ bé. Thiên nhiên, bọ ngựa tại giao phối về sau, vì đạt được cũng đủ dinh dưỡng sinh sôi nảy nở hậu đại, con mái bọ ngựa thậm chí hội giết chết hùng bọ ngựa, đem chính mình, vị hôn phu trở thành mỹ vị món ngon nuốt vào bụng đi. Bên người bỗng nhiên thêm một người, nổi giận con mái bọ ngựa lập tức liền sướng sở ngơ ngác một chút, cổ mãnh liệt quay lại, hung dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm. Cứ việc bọ ngựa là mắt kép, tiêu phàm như trước theo mắt của nó con mắt chỉ thấy được cực kỳ mãnh liệt hung hãn địch ý. Rất hiển nhiên, cái này bọ ngựa đem bất luận cái gì ra hiện tại hắn bên người không giống loại, đều trở thành địch nhân. Tiêu phàm tay vừa nhấc một thanh băng phách phi đao di động hiện ra, ý định thử xem cái này bị được linh trùng tông tông chủ tôn sùng kỳ trùng, rốt cuộc có gì bổn sự. Bá, tiêu phàm chưa tới kịp khu động phi đao, trước mắt bóng xám lóe lên, vốn là vẫn còn ba mấy trượng bên ngoài lưng sắt bọ ngựa, bỗng nhiên gian đã đến trước mặt, một đạo tật phong hiện lên. Tiêu phàm chấn động, dưới chân vừa động, lập tức hướng bên cạnh tránh đi. Làm cho là như thế, có lẽ hay là chậm nửa nhịp, chỉ nghe, suy, mà thoáng một tí liệt bạch thanh âm, hắn tuyết trắng đường trang đã bị kéo lên một đạo thật dài khẩu, lộ ra bên trong xanh biếc bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng. Lưng sắt bọ ngựa lưỡi dao sắc bén, tại giáp mềm mỏng thượng xẹt qua một đạo dấu vết thật sâu. chương 730, bắt giữ tiêu phàm lập tức kinh ra một thân mồ hôi lạnh không nói hai lời khoát tay một đạo linh phù bắn ra hóa thành một đoàn hỏa cầu hướng lưng sắt con bọ ngựa vọt tới đồng thời phi thân lui về phía sau một mặt huyền băng tấm chắn tại trước mặt hiển hiện cho dù như thế tiêu phàm còn lo lắng không an toàn thủ đoạn một phen viêm linh chi lưới kiếm nắm trong tay một đao chém ra liệt diễm bốc hơi sự thật chứng minh tiêu phàm cái này liên tiếp phòng ngự động tác cực kỳ tất yếu Viêm linh chi lưới kiếm vừa mới phi chém ra, tiêu phàm liền nghe được huyền băng thuẫn lá chắn vỡ vụn thanh âm. Cái này vội vàng ngưng kết ra tới huyền băng thuẫn lá chắn, có thể có nhiều hơn uy lực. Có thể thoảng qua ngăn trở thoáng một tí lưng sắt con bọ ngựa như quỷ giống như mị công kích, đã muốn rất tốt. CKIT, T, T, âm thanh bén nhọn ở bên trong, màu gì xét sắc trùng ảnh như thiểm điện lui về sau đi, bỗng nhiên đã đến mấy trượng bên ngoài. Cái này lưng sắt con bạo ngựa tốc độ quá nhanh, may mắn thế nào, một đầu tiến đụng vào viêm linh chi lưới kiếm chém ra hỏa trong lưới, cũng ăn thiệt thòi nhỏ. Tiêu phàm quan sát chính mình vỡ tan đường trang, nhìn nhìn lại mấy trượng bên ngoài dương nhanh múa vuốt, tràn đầy thô bạo cùng thù hận ý lưng sắt con bạo ngựa, khẽ gật đầu, bóng người lóe lên, biến mất tại huyễn trong trận. Tại ảo trận ở chỗ sâu trong, tiêu phàm cẩn thận kiểm tra rồi một phen, chỉ thấy cái kia kiện, bích huyết thiên tầm giáp mềm mỏng, phía trên, cho tới nay lưu lại lấy một đạo nhàn nhạt, nhạt dấu vết. Nếu như không phải cơ lụa mỏng kiên chỉ muốn đem cái này giáp mềm mỏng cho hắn mặc lên người, hôm nay nói không chừng muốn lật thuyền trong mương. Mặc dù nói lưng sắt còn bạo ngựa một kích này chưa hẳn tựu thật có thể trọng thương hắn, ra thì chịu khổ nhưng lại tất nhiên đích. Mấu chốt là hắn dưới mắt đã là kim đan trung kỳ tu vi, cái này lưng sắt còn bạo ngựa chỉ là cấp 2 linh trùng, trên người linh khí chấn động gần kề tương đương với chút cơ trung kỳ tu sĩ thậm chí đều còn chưa kịp chúc cơ hậu kỳ đại thành tu sĩ khí tức rõ ràng có thể tại mặt đối mặt chém giết bên trong làm bị thương hắn người này cao hơn một cái đại cảnh giới kim đan tu sĩ nếu như không phải tự mình kinh nghiệm tiêu phàm nói cái gì cũng không biết tin tưởng đích khó trách đào thiên thu tại hắn khu trùng thuật bên trong đem lưng sắt con bọ ngựa liệt ra tại vị trí đầu não cho rằng là trung thổ giới trước mắt còn có thể thu thập đến cường hãn nhất linh trùng đương nhiên dựa theo linh trùng tông bài danh thượng cổ kỳ trùng bên trong cũng không có thiếu so lưng sắt con bọ ngựa càng muốn lợi hại nhiều lắm. Chỉ có điều cái kia đều là nghe đồn mà thôi, cái này thế giới hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không thấy được. Bởi như vậy, tiêu phàm lại càng tâm hoan nộ phóng, tàng hình tại ảo trận trên không, nhiều hứng thú mà nhìn xem hai đầu linh trùng tại huyễn trong trận chém lung tung sông loạn. Thỉnh thoảng vung trong tay trận kỳ, sắp bị linh trùng chính là phá hư cấm chế tu bổ như lúc ban đầu hai đầu linh trùng cuối cùng không có linh trí, chỉ lo hướng trong huyễn trận tâm trùng kích, lại không biết càng là xâm nhập, ảo trận uy lực càng mạnh. Không bao lâu, lương sắt con bọ ngựa cường độ công kích liền giảm bớt không ít, bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi. Xem ra cái này hai đầu linh trùng sức chịu đựng rất không đủ, cũng hẳn là lương sắt con bọ ngựa một khuyết điểm lớn. Bất quá ngấm lại cũng rất bình thường, bởi vì cái gọi là phiêu phong không cuối cùng hướng. Mưa to không cuối cùng tịch, Lưng sắt con bọ ngựa lập tức lực công kích khủng bố như thế, nếu như còn sức chịu đựng kinh người, có thể đánh đánh lâu dài. Vậy thì quá nghịch thiên, lại để cho đối thủ của nó tình làm sao chịu nổi. Lung tung trùng kích một hồi, hai đầu linh trùng tựa hồ cũng ý thức được tình hình không đúng. Không hẹn mà cùng mà ngừng lại, sâu cái ngửa đầu phát ra một tiếng bén nhọn tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh. Rất nhanh, tiêu phàm liền nghe được như thủy triều ong ong thanh âm, dương mắt xem xét chỉ thấy một mảng lớn lục mông mông phi trùng, chấn động hai cánh, chính hướng bên này chen chúc tới, đúng vậy tiêu phàm đã từng thấy qua bọ ngựa trùng biển, dẫn đầu đúng là cái kia mấy chục màu nâu xanh cự bọ ngựa. Tiêu phàm sắc mặt hơi đổi, những này bọ ngựa tuy nhiên đẳng cấp thấp, ngoại trừ cái kia vài chục trích màu nâu xanh cự bọ ngựa miễn cưỡng xem như nhất giai linh trùng, còn lại cũng chỉ là hình thể lược đại bình thường bọ ngựa, nhưng thắng tại số lượng quá nhiều. Như vậy liều lĩnh ong đất ủng tới, không có bao nhiêu lực sát thương hoa đào ảo trận, chưa hẳn tựu ngăn cản được. Thật vất vả đem lưng sát con bọ ngựa vây ở huyễn trong trận, tiêu phàm tuyệt không cho phép chúng chạy nữa rơi. Hơn nữa, thu phục chiếm được lưng sát con bọ ngựa đồng thời, còn phải đem còn lại những này bọ ngựa trước giải quyết hết. Nếu không, cho dù hắn lấy đi lưng sát con bọ ngựa, cũng không thể cam đoan, còn lại những này nhất giai linh trùng bên trong, tựu cũng không tái xuất hiện tiến hóa đến cấp 2 thậm chí là tam giai linh trùng. Cơ hồ là tại trong khoảng khắc, tiêu phàm liền có quyết đoán, trong tay trận kỳ vung lên, ảo trận lập tức liền mở ra một cái lỗ hồng. Dẫn đầu bay đến hơn 30 màu nâu xanh cự bọ ngựa một đầu đâm đi vào. Lại dương lên trận kỳ, lỗ hồng khép lại, lập tức liền đem còn lại xanh biếc bọ ngựa chắn tại bên ngoài. Lập tức tiêu phàm cũng không để ý tới sẽ bị vây hãm vào trong trận màu nâu xanh nhất dài bọ ngựa, thân hình vừa động, theo trong xương mù dày đặc phi thân ra, 10 ngón gian lôi hổ lóng lánh, Từng đạo tinh xảo tia chớp, hút đầu nắp náo hướng về màu xanh biếc trùng biển càn quét mà đi. Lập tức mùi khét lẹt nổi lên, vô số bọ ngựa tại lôi điện phía dưới tan thành mây khói, theo hồ quang điện càn quét, sơn cốc trước vì không còn một mống, lập tức sẽ không biết có bao nhiêu bọ ngựa bị mất mạng tại lôi điện phía dưới. Những này màu xanh biếc bọ ngựa, trên cơ bản đều là lưng sát con bọ ngựa hậu đại bên trong, không có cơ hội tiến dai đến linh trùng đích. Cũng không phải mỗi một lưng sát con bọ ngựa hậu đại Đều có cơ hội tiến ra trở thành chính thức lưng sát con bọ ngựa Thật giống như thích hợp người tu chân Tại người bình thường bầy chung cũng là vạn chung không một Trải qua hoa đào trải phòng hộ đại trận đại lượng sát thương Những này bình thường bọ ngựa vốn là số lượng giảm mạnh Thập thành chung còn lại không đến hai thành Hôm nay lại bị tiêu phàm như vậy quét qua lay động Thì càng gia tăng không có còn lại bao nhiêu Lừa thưa la la đích khí thế vì một trong tự Tiêu phàm để đặt tại trùng vương bình bát chén ăn của sư bên trong dược hoàn Đối với chính thức lưng sát con bọ ngựa có hiệu quả, đối với bình thường bọ ngựa lực hấp dẫn, muốn sai rồi, mắt thấy phía trước thành lôi điện hải dương, còn lại cái này vì số không nhiều bọ ngựa cảm thấy sợ hãi, ào ào thối vào trong rừng rậm, nếu không dám thỏ đầu ra. Huyễn trong trận, truyền đến lưng sát con bọ ngựa vô cùng phẫn nộ bén nhọn tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh, tiêu phàm mỉm cười, trở lại huyễn trong trận, vung vẩy trận kỳ đem bả ba mấy màu nâu xanh nhất dai bọ ngựa ngăn ra, thi triển ngũ hành cấm chế chi lực, gần nửa canh giờ, liền đem những này nhất dai bọ ngựa trào đắc sạch sẽ, đều đều thu vào linh thú hoàn bên trong. Những này màu nâu xanh nhất dai bọ ngựa, bất quá tương đương với luyện khí kỳ năm sáu tầng tu vi, tuy nhiên cũng kế thừa lưng sát con bọ ngựa tiến thối như điện thiên phú thần thông, nhưng là cùng tiêu phàm kém hai cái đại cảnh giới, tự nhiên là không hề kháng cự chi lực, bị tiêu phàm dễ như trở bàn tay hai đầu lưng sát con bọ ngựa không hẹn mà cùng cùng lúc an tĩnh lại tựa hồ cũng cảm nhận được nào đó nguy hiểm muốn khôi phục thoáng một tí thể lực lại nghĩ biện pháp lao ra cái này ảo trận đi bất quá tiêu phàm chắc chắn sẽ không cho chúng nó cơ hội như vậy lúc này hướng trùng vương bình bát chén ăn của sư bên trong rót vào pháp lực mùi tanh nổi lên lập tức liền đem mỏi mệt không chịu nổi lưng sát con bọ ngựa kích thích đắc lần nữa bạo giận lên trọn vẹn hai canh giờ trải qua tiêu phàm lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích xx hai đầu cấp hai kỳ trùng đều bị mệt mỏi gục ở chỗ này mà kẻ tiêu phàm như thế nào dùng trùng vương bình bát chén ăn của sư cùng dược vật dụ dỗ đều lại không một chút phản ứng chỉ có đỉnh đầu vòi xúc tu ngẫu nhiên rung động thoáng một tí tỏ vẻ chúng còn là vật sống tiêu phàm lúc này mới có chút vuốt cầm cầm trong tay trùng vương bình bát chén ăn của sư chậm rãi vào ảo trận tại hùng bỏ ngựa cách đó không xa hiện thân ra tuy nhiên nhìn về phía trên hùng bọ ngựa đã muốn đã tiêu hao hết cuối cùng một phần thể lực, tiêu phàm có lẽ hay là không dám xem thường, âm thầm câu thông giấu ở huyễn trong trận định thân phù. Côn trùng sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, ai cũng khó có thể đoán trước tại cực kỳ nguy hiểm dưới tình hình, những này kỳ tình hình sâu bệnh gấp sốc sức liều mạng, hội bộc phát ra hạng khủng bố lực lượng đến. Quả nhiên, tiêu phàm vừa vừa hiện thân, vốn là gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích hùng bọ ngựa, mãnh liệt nhô lên thân hình, dương lên màu gì xét sắc chân trước, Hùng dữ mà nhìn thẳng tiêu phàm. Tiêu phàm mỉm cười, tay phải thực chung hai chỉ cũng chỉ như kích, chỉ về phía trước, một đạo ngũ hành cấm chế chi lực, bắn ra. Cái kia hùng bọ ngựa trong mắt hung quang đại phóng, màu gì xét sắc thân ảnh lóe lên, hướng tiêu phàm kích xạ mà đến. Bất quá giờ phút này bọ ngựa, xác thực đã đến nỏ mạnh hết đà, tuy nhiên tại thường trong mắt người, thân pháp của nó như trước nhanh như thiểm điện, nhưng so sánh với mấy canh giờ trước kia, con mái bọ ngựa cho tiêu phàm lôi đình một kích, nhưng lại kém khá xa, thậm chí so sánh với Tiêu Phàm chính mình thi triển phong độn thuật cũng còn muốn hơn một chút liễu tương đương. Liên tục vài đạo ngũ hành cấm chế chi lực đánh ra, hùm bọ ngựa phảng phất đột nhiên xông vào sền sệt vô cùng đầm lầy mà ở bên trong, động tác thoáng cái trở nên kỳ chậm vô cùng. Nếu như hùm bọ ngựa vừa mới bị nhốt tại huyến trong trận lúc, Tiêu Phàm dùng ngũ hành cấm chế chi lực đi đối phó hắn, tự nhiên là tuyệt đối muốn chết hành vi. Nhưng hiện tại nha, tình huống đã hoàn toàn không giống với lúc trước định. Tiêu phàm quát khẽ một tiếng, lại là một đạo ngũ hành cấm chế chi lực đánh ra. Vẫn còn không ngừng giấy rụa hùng bỏ ngựa thân thể mãnh liệt một trầu, như vậy cứng lại tại giữa không chung, lại cũng khó có thể nhúc nhích. Giờ khắc này, tiêu phàm rõ ràng tại hắn phục trong mắt thấy được nào đó nhân cách hóa hoảng sợ sợ hãi ý. Tiêu phàm dương một tay lên bên trong trùng vương bình bát chén ăn của sư vèo, mà một tiếng, cái kia đã bị hoàn toàn giam cầm hùng bỏ ngựa thân thể bỗng nhiên nhỏ đi bị thu tiến bình bắt chén ăn của sư bên trong thu hết hùng bọ ngựa tiêu phàm nhẹ nhẹ thở phào một cái bị ảo trận ngăn cách tại cách đó không xa con mái bọ ngựa hiển nhiên đã muốn cảm ứng được hùng bọ ngựa bị bắt thoáng cái trở nên táo bạo bất an chi chi mà loạn kêu lên đào thiên thu khu trùng thuật ở phía trong ghi lại đắc rất rõ ràng lương sắt con bọ ngựa này đây con mái bọ ngựa làm chủ đích ngang nhau cảnh giới con mái bọ ngựa năng lực so sánh với hùng bọ ngựa lược cường Quả nhiên, tiêu phàm kế tiếp thu con mái bọ ngựa quá trình, tự xa không bằng thu hùng bọ ngựa dễ dàng như vậy. Cũng đã là nỏ mạnh hết đà con mái bọ ngựa, tình thế cấp bách sốc sức liều mạng, bộc phát ra kinh người sức chiến đấu, làm cho tiêu phàm vận dụng một tấm định thân phù, phối hợp băng phách phi đao huyền băng thần thông, mất chín nghiêu nhị hổ chi lực, mới rốt cục đem này đầu con mái bọ ngựa chế ngự, cũng thu nhập rồi trùng vương bình bát chén ăn của sư bên trong. Tiêu phàm nhìn xem bình bát chén ăn của sư bên trong hai đầu linh trùng, đưa tay bay sượt cái chán mồ hôi, thỏa mãn gật gật đầu, cử động giơ tay lên, vài mặt trận kỳ cùng trận bàn bay lên, rầm rầm một thanh âm vang lên, sơn cốc lại khôi phục thành nguyên lai bộ dáng. Cái này một chuyến tuy nhiên vất vả, lại thành công bắt được hai đầu cấp hai linh trùng cùng ba mươi mấy nhất giai bọ ngựa, được coi là thắng lợi trở về liếu tương đương. Trở lại hoa đào trại, tiêu phàm không chút do dự, tại trong trại một cái tiểu trong sơn động bố trí xuống pháp trận, tạm thời đổi thành động phủ, dựa theo đào thiên thu ghi lại tại thẻ tre bên trong khu trùng thuật, đối với tất cả bọ ngựa tiến hành nhỏ máu nhận chủ. Cái kia 30 mươi mấy nhất dài bọ ngựa nhận chủ nghi thức, tiến hành đắc có chút thuận lợi. Hai đầu cấp hai linh trùng nhận chủ nghi thức, tự có phần mất một phen công phu, chọn vẹn tìm một thiên nhất muộn thời gian, mới rốt cuộc nhận chủ thành công. Mấy ngày sau, tiêu phàm cùng cơ lụa mỏng xong xong rời đi hoa đào trải. Audio điện tử võ tấn bền. chương 731, Chiêu Hồn. Ngay tại tiêu phàm thu phục chiếm được lưng sắt con bọ ngựa thời điểm, xa xôi phương Tây, xa xôi Trung Á nào đó mà, trong sa mạc một chỗ ốc đảo. Tại đây, đã từng là tây cách dạy tổng đàn, cả sa mạc giàu có nhất sinh cơ, cũng phồn hoa nhất ốc đảo, đã muốn tương đương với một cái quy mô nhỏ thành trấn liễu tương đương. Nhưng là, mấy năm trước, tại đây lại một dạ chi gian thành một tòa thành trống không. Vài năm qua đi, ốc đảo như trước xanh ngắt, lại hiện ra thất bại xu thế. Bởi vì không có người ở, tại đây cỏ dại mọc thành bụi, nhìn về phía trên thập phần hoang vu. Phụ cận cư dân, ai cũng không dám đến nơi đây định cư, thậm chí trong sa mạc ghé qua, đều xa xa tránh đi chỗ này ốc đảo. Tại Tây Á cách dậy là vô cùng có danh vọng giáo phái, giáo chủ cho thiên tổ sư lại càng rất nhiều người tôn sùng là thiên thần nhất đại đại vu. Lại không biết nguyên nhân gì, tây cách dậy bỗng nhiên xuống dốc rồi, ngay tổng đàn đều không còn tồn tại, tất cả giáo phái bên trong trọng yếu nhân viên, một dạ chi gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ còn lại có một ít chi nhánh lưu phái nhân viên, tại đau khổ trèo chống lấy tàn cuộc. Nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như trong tương lai mấy năm, tây cách dậy đại tế ti đám bọn họ, còn không hiện ra lời mà nói, cái này đã từng cực thịnh một thời giáo phái, muốn chính thức bị xóa tên liễu tương đương. Hiện tại, đã có không ít những thứ khác giáo phái, tại xâm chiếm tây cách dạy truyền thống địa bàn, loại này xâm chiếm, do ngay từ đầu bí mật tiến hành, đến dưới mắt nửa công khai hóa, đều không có gặp được bất luận cái gì trở ngại. Tiếp qua một thời gian ngắn, tây cách dạy cao tầng còn không ra mặt ngăn cản lời mà nói, xâm chiếm tựu sẽ biến thành hoàn toàn công khai hóa, thậm chí là hợp pháp hóa. Tôn giáo quốc gia, giáo phái thế lực to lớn, là người ngoài hoàn toàn vô pháp tưởng tượng đích bất quá tạm thời còn không có bất kỳ một cái giáo phái, có can đảm công nhiên xâm chiếm tây cách dạy tổng đàn. Nhưng mà trên ốc đảo, lại không phải không có một bóng người. Tại vài tòa nhà ngày xưa Kim Bích Huy Hoàng Đại trong phòng, trong mỗi ngày bay lên lượn lở khói bếp. Đã có người ở chỗ này đặt chân mọc rể liễu tương đương. Ở tại ốc đảo bên trong rất ít người, đến từ chính ba cái bất đồng giáo phái. Đều đã từng là tây cách dậy nước phụ thuộc, mắt thấy tây cách dậy xuống dốc, cái này ba cái giáo phái cũng là đoạt địa bàn biểu hiện tích cực nhất đích. bọn hắn phái người ở đến tây cách dậy ngày xưa tổng đàn đến, không vì cái gì khác đích, tự vì biểu thị công khai bọn hắn chủ quyền. một khi mọi người công nhiên tuyên bố tây cách dậy triệt để xóa tên, chỗ này vì nhiêu ốc đảo nhất định muốn nghênh đón hắn chủ nhân mới. hiện tại không đề cập tới trước phái người tiến vào chiếm giữ, tạm thời nước tới chân mới nhảy, vậy thì không còn kịp rồi căn cứ cái này ba cái giáo phái người chủ trì an bài, đến tiếp sau còn sẽ không ngừng có giáo phái thành viên bị phái đến nơi đây trường trú. Chỉ là dưới mắt cái này vì số không nhiều nhân viên. Thật sự không có biện pháp khởi động lớn như vậy một tòa ốc đảo, cả ốc đảo nhìn về phía trên như trước phi thường hoang vu. Những này ốc đảo, tân chủ nhân ai cũng không thể tưởng được, tụ tại dưới chân của bọn hắn, lòng đất không biết bao nhiêu mét sâu nơi, cả tây cách dậy tổng đàn, như trước tại đâu vào đấy mà vận chuyển những kia ngày xưa đã từng uy chấn tứ phương Tây cách dạy đại tế ti đám bọn họ, đều trốn ở sâu dưới lòng đất, nghỉ ngơi lấy lại sức. Bọn hắn thật giống như ngồi ở một cái núi lửa hoạt động sơn khẩu. Tùy thời cũng có thể bị phun trào núi lửa triệt để bao phủ. Mà sâu trong lòng đất, xác thực cũng có một loại giống như miệng núi lửa chỗ. Tây cách dậy dưới mặt đất tổng đàn vị trí trung tâm, một cái cự đại động rộng rãi, bất quá cái này động rộng rãi. Mang theo rõ ràng diều đục dấu vết, tại thành động cùng bốn phía, đều lắp đặt chiếu sáng dùng ngọn đèn. Tại nơi này động rộng rãi chính trung tâm, có một mã não sắc thủy tinh đài cao, đài cao chung phía trên. Tắc chính là đứng thẳng một cụ trắng hiếu khung xương. Đây là một chiếc cụ mãnh thú khung xương. Nhìn về phía trên, cái này mãnh thú thân hình cũng không phải đặc biệt lớn lên. Nếu như không tính xương cùng bộ phận lời mà nói, khung xương ước chừng có hơn 2 mét trường, cao hơn một thước, cùng một đầu Siberi hổ khung xương đại khái tương đương. Này là mãnh thú khung xương cứ như vậy đứng ở thủy tinh trên đài cao, bị đèn tự quang chiếu xạ lấy, có vẻ nói không nên lời quỷ dị. Cả trong động đá vôi, cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt, nhạt viễn cổ hoang dã khí tức. Động rộng rãi hơi nghiêng, cách thủy tinh đài cao không xa chỗ, có một tòa ngồi khán đài, khán đài lan can, dùng trắng muốt mỹ ngọc điêu thành. Trên khán đài, một vị áo bào trắng lão nhân lẳng lặng yên đứng ở nơi đó vị lão nhân này tóc quan xoắn, tròm dâu hoa dâm, trên trán nếp nhăn hãm sâu, khe rãnh tung hoành, có vẻ cực kỳ già dạ yếu. đúng vậy tây cách dạy đương làm thay mặt giáo chủ cho thiên tổ sư. năm đó cho thiên tổ sư bị thương rất nặng, trải qua vài năm tĩnh dưỡng, hiện tại xem ra cũng chưa xong toàn bộ khôi phục. mặt khác vài tên áo bào trắng người túm tụng tại cho thiên tổ sư bên người, chính là cho thiên tổ sư đệ tử sa bia, abbas bọn người. sa sắc mặt âm trầm cho thấy đắc trong nội tâm có chút phẫn nộ. Hắn vừa mới nhận được báo cáo, trên mặt đất, mấy cái giáo phái lại gia tăng rồi nhiều nhân viên tiến vào chiếm giữ ốc đảo. Cái này làm cho Sabia phi thường khó chịu, lúc nào, ngay những này chó và mèo cũng có thể khi dễ tây cách dậy. Nếu không phải trở ngại sư phụ nghiêm lệnh, Sabia thật muốn trực tiếp lao ra, đem những này hỗn đản toàn bộ giết được sạch sẽ. Đương nhiên, Sabia cũng biết là làm như vậy không được đích, một khi tin tức lan truyền đi ra ngoài, bị tại phía xa phương đông chính là cái kia sát tinh biết được, tiêu phàm lập tức sẽ giết trở về, đến lúc đó, cho dù bọn hắn trốn ở thật sâu dưới mặt đất, cũng nhất định không chỗ nào che giấu, ẩn trốn. Đây mới thực sự là tai họa ngập đầu. Sa bia, cuối cùng một cây linh cốt, tế luyện xong chưa? Cho thiên tổ sư chăm chú nhìn thủy tinh trên đài cao cái kia chiếc cụ mãnh thú hải cốt, cũng không quay đầu lại mà hỏi thăm. Samir liền tranh thủ lửa giận trong lòng cưỡng ép hiếp áp lực xuống dưới, khom người tử, kính cẩn mà đáp, sư phụ, đã muốn nhanh tế luyện hoàn thành. Cuối cùng này một cây linh cốt, là sư phụ chỉ tên lại để cho ngũ sư muội tế luyện đích. Nên vậy cũng sắp đưa tiến đã tới a. À. Rất tốt. Cho thiên tổ sư khẽ gật đầu, mắt nhìn mãnh thú hải cốt, trong mắt hiện lên một vòng lửa nóng thần sắc. Sư phụ. Sabia trần trở lấy, mở miệng hỏi. Cái này viễn cổ thánh thú phân thân, thật có thể đủ triệu hoán được đi ra sao? Ngữ khí rất không nhất định. Cho thiên tổ sư liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, nếu triệu hoán không được, chúng ta đây tây cách dạy chính là diệt giáo kết cục. Phải. Sa bia sợ tới mức co rụt lại cổ, lại không dám lên tiếng. Mặc dù như thế, hắn đối với triệu hoán viễn cổ thánh thú phân thân, còn thật không có cái gì nắm chắc. Nghe nói cái này thánh thú hài cốt, tại đây thế giới dưới lòng đất đã muốn chôn hơn một nghìn năm rồi, ai biết là cái nào thời đại lưu lại một cụ mãnh thú hài cốt. Đến cùng phải hay không bọn hắn tây cách dạy thánh thú hài cốt, đây chính là ai cũng nói không rõ ràng sự tình. Hiện tại, sư phụ lại còn nói, có thể cho này là khung xương phục sinh, một lần nữa ủng có sinh mạng. Chuyện như vậy, Bia không chỉ nói trước kia chưa từng gặp qua, ngay nghe đều chưa từng nghe nói qua. Không khỏi quá thần kỳ a à. Chỉ chốc lát, một gã dáng người thướt tha áo bào trắng nữ tử, Tại vài tên đồng dạng thân mặc áo bảo trắng tùy tùng hộ vệ phía dưới, hai tay bưng lấy một đoạn trắng hiếu xương cốt, bước nhanh hướng bên này đi tới. Cái này người nữ tử che mặt, thấy không rõ lắm tướng mạo, bất quá theo nàng cái này tùy tùng túm tụng tư thế đến xem, nàng không thể nghi ngờ chính là Sabia sư muội, Tây cách dạy ngũ đại tế sư một trong. "Sư phụ." Áo bảo trắng nữ tử bước nhanh đi vào cho Thiên tổ sư trước mặt, cúi người chào. Cho Thiên tổ sư nhìn cũng không nhìn nàng liếc ánh mắt rơi thẳng vào trong tay nàng cái kia đầu hài cốt phía trên. Nhìn ra được, đây là một đầu xương sườn, trắng hiếu ánh sáng màu bên trong, lóng lánh lấy nhàn nhạt thanh quang. Hơi khoảnh, cho thiên tổ sư thỏa mãn gật gật đầu, theo áo bảo trắng nữ tử trong tay nhận lấy hài cốt, đối với sa bia bên người một vị áo bảo trắng nam tử hỏi, xa ít, huyết tế vật phẩm, đều chuẩn bị xong chưa? Người này áo bảo trắng nam tử đúng vậy cho thiên tổ sư nhị đệ tử, một mực ở lại tổng đàn xử lý giáo vụ xa ít, nghe vậy vội vàng đáp, thỉnh sư phụ yên tâm, tất cả huyết tế vật phẩm, đều chuẩn bị xong. Tất cả đều là tự nguyện đích. Cho thiên tổ sư có chút vuốt cằm, nói ra cái này cũng rất tốt. Nếu như không phải tự nguyện đích, thánh thú cảm thấy lòng của chúng ta không đủ thành, chỉ sợ tự không muốn hàng lâm thế giới của chúng ta liễu tương đương. Đây là bổn giáo phải chăng có thể vượt qua trước mắt cửa ải khó lớn nhất mấu chốt, ngàn vạn không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm, dạ bốn gã đệ tử cùng một chỗ không người đáp tốt vậy thì bắt đầu a à. cho thiên tổ sư ánh mắt tại sa ít trên mặt định dạng hoàn chỉnh vài giây đồng hồ cái này mới chậm rãi nói ra lập tức cho thiên tổ sư hai tay bưng lấy hài cốt đi ở phía trước sa bia sa ít abbas cùng áo bào trắng nữ tử sư huynh muội bốn người theo sát ở phía sau xa hơn hậu thì là tám gã đồng dạng thân mặc áo bào trắng thanh niên nam nữ mặt mũi tràn đầy ngây thơ tuổi lớn nhất cũng sẽ không vượt qua 20 tuổi, nguyên một đám hưng phấn không thôi, trong mắt tràn đầy thần sắc mong đợi, tựa hồ chính đang tiến hành lấy nào đó hạng cực kỳ thần thánh sự nghiệp. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không có bởi vì vì thân phận của mình chỉ là một chút ít sống tế phẩm mà cảm thấy sợ hãi cùng uể oải. Rất nhanh, xa bia bọn bốn người ngay tại thủy tinh đài cao bốn góc khoanh chân ngồi xuống, nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng. Cho thiên tổ sư hai tay bưng lấy cái kia xương sườn, tại mãnh thú khung xương trước kia thật sâu bái, sau đó chậm rãi tiến lên, hai tay dơ lên xương sườn, nhẹ nhàng sắp đặt tại mãnh thú khung xương bên trái ngực. Nhắc tới cũng kỳ, cái này xương sườn phía trên, cũng không có bôi lên nhựa cao su các loại. Chất kết dính, vừa mới đụng một cái đến khung xương cột sống phía trên, một hồi thanh quang hiện lên, tự một mực dính chặt rồi, giống như bị cường lực dẻo ở tựa như, không có nửa điểm lay động. Nhìn kỹ lại, cả chiếc cụ mãnh thú hài cốt, đều không có sử dụng bất luận cái gì thanh sắt băng, cứ như vậy tự động tổ hợp cùng một chỗ, kiên cố vô cùng. Cuối cùng này một cây xương sườn lắp đặt đúng chỗ, mãnh thú không xương bề ngoài mặc dù không có phát sinh cái gì biến hóa, cả khí thế đều thoáng cái tựu trở nên càng thêm quỷ dị, vẻ này hồng hoang khí tức, đập vào mặt. Xếp bằng ở mãnh thú trái phía trước xa bia trên mặt hiện lên một vòng thần sắc kinh ngạc, tựa hồ đối với mãnh thú hải cốt biến hóa, cảm thấy giật mình. Cảm giác, cái này mãnh thú hải cốt, tựa hồ có sinh mệnh khí tức giống nhau. Lắp đặt tốt cái này đầu xương sườn, cho thiên tổ sư lại hướng mãnh thú khung xương bái, chậm rãi đi đến đầu lâu đối diện mặt một chỗ vòng tròn trong, thân thủ từ một bên giáo chúng trong tay, nhận lấy một kiện hình dạng cổ quái pháp khí. Mà cái kia tám gã nam nữ trẻ tuổi, tắc chính là có đôi có cặp mà tại đài cao tứ giác đứng vững, tự đứng ở vài tên đại tế ti bên người, nguyên một đám chừng to mắt, tò mò nhìn qua cách đó không xa tản ra hoang dã khí tức mãnh thú khung xương cho thiên tổ sư tay phải, dần dần dương bắt đầu đứng dậy, đem cái kia kiện cổ quái pháp khí, sơ lên cao cao, một hồi trầm thấp chú ngữ thanh âm, tại thế giới dưới lòng đất quanh quẩn không thôi. chương 732, 10 năm trong nháy mắt vung lên gian. Thời gian thấm thoát, thập năm thời gian, nhoáng một cái tức qua. Đối với người bình thường mà nói, thập năm thời gian, cũng đủ phát sinh rất nhiều chuyện, phát sinh rất nhiều biến hóa. Nhưng đối với tại tu chân giả mà nói, thập năm thời gian, quả nhiên là trong nháy mắt phung lên. Mao Sơn Thanh Hư Quan, Linh Quan Điện trước, hai gã nam tử ngồi đối diện dịch quân cờ. Ba người ở một bên quan sát, một nam hai nữ. Ngồi ở bàn đá tay trái nam tử, mặc màu xám đạo bào, ba tròm dâu dài, ước chừng hơn 40 tuổi niên kỳ, dung mạo gầy gò, mặt mũi tràn đầy bảo quang lưu truyền, phiêu nhiên có tiên phong đạo cốt. Vị này đạo trưởng, đúng vậy mượn thể trọng sinh tuyên bố rõ ràng chân quân mảnh nhìn thật kỹ, tiên phong đạo cốt bên trong, lộ ra ti ti kiên nghị khí. Tuyên bố rõ ràng chân quân vốn là tính tình người trong. Thập năm qua đi, tuyên bố rõ ràng chân quân đã muốn hồi phục đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Ngồi ở tuyên bố rõ ràng chân quân đối diện đích thì là tiêu phàm. Mười năm tuế nguyệt, không có ở tiêu phàm trên người lưu lại bất cứ dấu vết gì, có lẽ hay là còn trẻ như vậy tuấn lãng, chỉ có điều giơ tay nhấc chân trong lúc đó, càng thêm trầm ổn trầm trọng, khí độ ung dung. Thập năm thời gian, tiêu phàm tu vi lại tinh tiến không ít, vượt qua xa lúc trước vừa mới đặt chân kim đan trung kỳ có thể so sánh. Cứ như vậy tiến độ, chỉ cần tiếp qua vài năm, có thể đạt đến tại kim đan trung kỳ đỉnh phong trạng thái, nếm thử đột phá hậu kỳ bình cảnh. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhặt lên một khỏa hắc tử, nhưng lại không vội vã rơi xuống bàn cờ thượng nhìn từ trên xuống dưới tiêu phàm, thở dài nói nói, tiêu tiểu hiếu, 10 năm không thấy, người công lực tinh tiến như lần này, Thật là làm cho người khó có thể tin a ha. Kim đan kỳ rất không so chúc cơ kỳ, lại càng không so luyện khí kỳ, pháp lực tăng trưởng, cảnh giới tăng lên, tốc độ kỳ chậm vô cùng. Giống nhau tu luyện giả, 30 tuổi trước kia có thể chúc cơ thành công, có thể coi thiên tài, 80 tuổi trước có thể ngưng kết kim đan, cũng có thể coi thiên tài, 200 tuổi trước ngưng kết nguyên anh, cái kia càng là thiên tài trung thiên tài. Đơn giản mà nói, do kim đan kỳ đến nguyên anh kỳ, tung xem như tu luyện thiên tài cũng ít nhất cần 120 năm trở lên. Mảnh phân đến kim đan kỳ, cho dù dựa theo nhất thiên tài tiến độ, do ngưng kết kim đan bắt đầu, đặt chân kim đan trung kỳ, ít nhất muốn 20 năm, tại kim đan trung kỳ tốn hao 40 năm thời gian, đột phá bình cảnh, đặt chân kim đan hậu kỳ, nói như vậy. Là 40 năm khoảng chừng gì đó, kim đan hậu kỳ đạt đến tại đại thành, ngưng kết nguyên anh thành công, không có 60 thì giờ cảnh, muốn cũng không muốn muốn. Đúng vậy hiện tại tiêu phàm chỉ tốn thập năm thời gian, cũng sắp muốn đặt chân kim đan hậu kỳ. Tuy nhiên còn cần vài năm thời gian đến tiến hành nhất định chuẩn bị, đi thêm đột phá hậu kỳ bình cảnh, nhưng như vậy tiến độ, như cũng là chưa từng có ai đích. Ngàn năm trước kia, tuyên bố rõ ràng chân quân có thể tiến giai nguyên anh kỳ, vốn là chứng minh hắn là một cái tu luyện thiên tài. Một trăm kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, có lẽ chỉ có như vậy một hai cái có cơ hội đột phá bình cảnh. Ngưng kết nguyên anh thành công, những thứ khác, phần lớn tại kim đan hậu kỳ cảnh giới bồi hồi cả đời, cho đến tỏa hóa, cũng vô pháp càng tiến một bước. Tu luyện thiên tài, tuyên bố rõ ràng chân quân thấy không ít. Lại tựa hồ như không có ai, có thể cùng tiêu phàm đánh đồng. Tiêu phàm mỉm cười nói, tiền bối, ngày đây là chê cười ta sao? Mười năm không thấy, tiền bối cũng đã hồi phục đến kim đan trung kỳ tu vi. Lúc này mới thật là thật đáng mừng. Tuyên bố rõ ràng chân quân đại giao động đầu của nó, nói ra không đúng không đúng cái này là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau ta vốn chính là nguyên anh tu sĩ dưới mắt là ở vào thời kỳ dưỡng bệnh gian không có bất kỳ bình cảnh đáng nói chỉ có tại lần nữa ngưng kết nguyên anh thời điểm mới gặp được chính thức bình cảnh nhưng ngươi tựu không giống với lúc trước giống như ngươi vậy tiến độ tu luyện lão phu thật đúng là đầu một hồi nhìn thấy đúng vậy cũng kỳ quái ta cẩn thận điều tra qua linh thể của ngươi nhưng lại tam linh căn Mặc dù là dùng thổ thuộc tính làm chủ, mặt khác phong linh căn bản cùng hỏa linh căn đều là ám thuộc tính đích, nhưng mà tam linh căn chính là tam linh căn. Loại này linh thể, thật sự chưa nói tới có nhiều tốt. Người tiến độ tu luyện so với tinh khiết linh thể còn nhanh, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu phàm cười mà không nói, nhưng trong lòng cũng thầm giật mình. Không chỉ nói tuyên bố rõ ràng chân quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, ngay chính hắn đều cảm thấy khó có thể tác giải, bởi vì hắn chính mình cũng từng dùng thần niệm nội thị thuật điều tra qua chính mình linh căn giống như tuyên bố rõ ràng chân quân nói hắn điều tra ra tới kết quả cũng là tam linh căn linh thể loại này linh thể chỉ so với tứ linh căn linh thể lược tốt một chút bình thường mà nói có thể chúc cơ thành công cuối cùng cả đời tu luyện tới chúc cơ hậu kỳ đại thành giả đan cảnh giới chính là tam linh căn tu sĩ cực hạn đột phá kết đan bình cảnh đích trong trăm không có một cần phải có mạc đại cơ duyên Bất quá lại để cho tiêu phàm giật mình chính là, chính hắn điều tra kết quả, tam linh căn thuộc tính, lại cùng tuyên bố rõ ràng chân quân nói hoàn toàn bất đồng, ngoại trừ thổ linh căn bản bên ngoài, còn có hai chủng là lôi linh căn cùng thủy linh căn, mà không phải tuyên bố rõ ràng chân quân nói phong linh căn bản cùng hỏa linh căn. Truy cứu chi tiết, tỉ mỹ, lôi linh căn cùng phong linh căn bản còn lược có chỗ giống nhau, hỏa linh căn cùng thủy linh căn nhưng lại xung khắc như nước với lửa, không phải nói hai người hoàn toàn không thể ra hiện tại cùng là một người trên người, mà là cái này hai chủng linh căn thuộc tính quả thực chính là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược, dùng tuyên bố rõ ràng chân quân kiến thức ánh mắt cùng với nguyên anh kỳ tu sĩ thần niệm chi lực, như thế nào lại nhìn lầm. Nhưng là phải tiêu phàm cũng rất xác định, chính mình cũng không có nhìn lầm. Loại này hai người tất nhiên sai thứ nhất tình hình, theo lý tuyệt không nên nên phát sinh ở hắn và tuyên bố rõ ràng chân quân trên người mới đúng. Chỉ có thể nói, tiêu phàm linh thể, thật sự là thật là quỷ dị. Ví dụ như cái nhà đầu này, nàng là tinh khiết kim thuộc tính linh thể, nàng tiến cảnh nhanh như vậy, lão phu có thể tiếp nhận. Tuyên bố rõ ràng chân quân lời nói xoay chuyển, nhìn về phía ở một bên xem quân cờ Trần Dương. Trần Dương một thân đồ thể thao, như trước giống như 10 năm trước như vậy thanh xuân kiều diễm, ăn qua chú nhan đan về sau, dung mạo của nàng trên cơ bản không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là bộ ngực tựa hồ càng cao hơn đứng thẳng vài phần, tung xem như rộng thùng thình đồ thể thao, cũng chút nào giấu không lấn át được cái này tuyệt thế, phú. Mười năm trước, Trần Dương còn là vừa vặn bước vào tu chân giới gà bắp, tại tiêu phàm cùng đàm hiên đốc xúc phía dưới, trong mỗi ngày tu luyện cái kia buồn tẻ vô vị hạo nhiên chính khí. Ngày qua ngày, năm phục một năm, năm đó gà bắp, hôm nay trên người linh lực chấn động, nhiễm nhiên đã muốn tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, so sánh với đàm hiên trúc cơ hậu kỳ tu vi, chỉ kém một đường. So sớm có trụ cột, đem cao cường nội lực chuyển hóa làm chân nguyên tân lâm uyển thiên thiên cơ lụa mỏng cũng chỉ kém nhất sai lão gia tử ngài quá khen trần dương tự nhiên cười nói nói ra không phải quá khen người cái tiểu nha đầu này xác thực là cái thiên tài cho dù trước kia tại thoi ma giới tinh khiết linh thể cũng là cực kỳ hiếm thấy đích chỉ cần vừa xuất hiện bất kỳ một cái nào tông môn hoặc là gia tộc đều với tư cách là tối trọng yếu nhất bồi dưỡng đối tượng gia tăng để bảo vệ đem tốt nhất tu luyện tài nguyên đều ưu tiên cung ứng cho bọn hắn. Chính là thập năm thời gian, ngươi có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn, xem ra tiêu tiểu Hữu tại trên người của ngươi, cũng tốn không ít tâm huyết cùng tinh lực. Trần Dương liếc Tiêu Phàm liếc, khóe miệng sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vui vẻ. Những thứ không nói khác, nàng tu luyện cần thiết đan dược, cho tới bây giờ đều chưa từng thiếu qua. Tuy nhiên nàng là tinh khiết linh thể, nhưng nếu không có Tiêu Phàm cung cấp liên tục không ngừng tăng tiến tu vi đan dược, nàng tiến cảnh cũng tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy, thập năm thời gian có thể chúc cơ thành công, đã muốn rất khó lường liễu tương đương. Đàm Hiên liền rèn sắt khi còn nóng, nói ra, lão gia tử, nếu không, ngài cho chỉ điểm một chút. Lúc trước, nàng cùng tiêu phàm, Phan Thiên Tại tuyên bố rõ ràng chân quân tại đây nghe xong hơn một tháng, tỏa đàm cái kia thật sự được ích lợi không nhỏ. Phan Thiên đã tại năm kia trùng kích kim đan kỳ thành công, trước mắt đang tại chỉ thủy quan bế quan ngồi xuống, củng cố kim đan kỳ cảnh giới. Hôm nay Trần Dương nếu là có thể có được tuyên bố rõ ràng chân quân chính miệng chỉ điểm, cái kia tự nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu đại hảo sự liếu tương đương. Tuyên bố rõ ràng chân quân sảng khoái nói tốt, chỉ cần tiêu tiểu hữu không có ý kiến, tự lại để cho tiểu nha đầu tại đây thanh hư quan ở lại một thời gian ngắn, ta phải không có thể chỉ điểm một chút nàng. Ngàn năm trước kia, vô cực môn cùng phái Mao Sơn tuy nhiên cùng thuộc chính đạo liên minh, quan hệ cũng còn chưa từng thân mật đến tình trạng như vậy. Dưới mắt tình thế cùng ngàn năm trước khác nhau rất lớn, nhưng lại không cần có quá nhiều thiên kiến bẻ phái. Tiêu Phàm ha ha cười một tiếng, nói ra tiền bối nói đùa, ta tại sao có thể có ý kiến? Có thể có được tiền bối chính miệng chỉ điểm, mặc cho ai đều là cầu còn không được. Tô Tố, ngươi nên vậy có thời gian a. À? Trần Dương cười nói, có phải là có thời gian, còn không phải chủ nhiệm một câu. Chủ nhiệm ta hướng ngài thỉnh một tháng giả, ngài phê chuẩn A. Ngồi ở chỗ này xem quân cờ người thứ ba, chính là uy nghiêm trầm trọng chính, thất nhất bảy văn phòng chủ nhiệm. Để cho tiện Trần Dương tu luyện, Đàm Hiên sớm đã đem Trần Dương điều nhập thất nhất bảy văn phòng, trực tiếp hướng chính phụ trách. Thập từ năm đó, trên cơ bản không có ai cho Trần Dương phân phối qua công tác nhiệm vụ. Đến đây Thanh Hư quan tiếp tuyên bố rõ ràng chân Quân, có lẽ hay là tiêu phàm mang theo nàng đi ra tán giải sầu đích, thuận tiện đến nơi đây nhìn xem tiêu thiên. Thập năm qua đi, tiêu gia tình huống cũng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tiêu lão gia tử đã ở 5 năm trước không nhanh mà chết, giá hạc tây đi. Tiêu gia cũng không vì lão gia tử qua đời mà trở nên suy bại, ngược lại đã lấy được tiến thêm một bước phát triển. 3 năm trước đây, tiêu trạm có thể nhập các, trở thành trọng yếu nhất cấp lãnh đạo một thành viên. Từ trước đến nay lão tiêu gia không đối phó uông gia, áp dụng cùng tiêu gia toàn diện hợp tác thái độ, lão tiêu ra danh vọng, như ngày trung thiên. Mà tiêu thiên, từ lâu rời hồng sơn chấn, con đường làm quan thượng thuận buồm xuôi gió, trước đó không lâu điều đến mao sơn chỗ thành thị, đảm nhiệm người đứng đầu. Trần tục gian sự tình, trên cơ bản đã muốn không cần tiêu phàm quan tâm. Chính thần sắc, nhưng không có nhẹ nhàng như vậy, hai hàng lông mày có chút nhăn lại, nói ra tố tố, chỉ sợ trong khoảng thời gian này, chúng ta không có như vậy nhàn nhã. Dưới mắt chính, trên người linh lực chấn động, không giống người thường, cũng có kim đan sơ kỳ tu vi. Hắn tiến giai kim đan sơ kỳ thời gian, thậm chí so Văn Thiên còn muốn sớm một năm. Này cũng cũng khó trách, có một vị nguyên anh tu sĩ ngày đêm dẫn ra điểm, tiến cảnh tự nhiên muốn nhanh một ít. Ánh mắt mọi người đều đã rơi vào trên mặt của hắn. Chính ngồi thẳng người, chậm rãi nói ra, Tổ sư, Tiêu chân nhân, ta trước đó không lâu nhận được tin tức, Mạc Bác bên kia phát hiện một tòa đại mộ một tòa đại mộ tuyên bố rõ ràng chân quân vuốt vuốt tròm dâu thần sắc có chút không cho là đúng chỗ ngồi này đại mộ có cái gì cổ quái sao có phải là có cổ quái tạm thời không được biết bất quá nghe nói chỗ ngồi này đại mộ có khả năng cùng cha ma tổ vu có quan hệ cái gì điều đó không có khả năng nghe xong lời này nghe tuyên bố rõ ràng chân quân đều ngơ ngẩn vuốt tròm dâu tay đậu ở chỗ này mở to hai mắt nhìn cha ma tổ vu Huyền Nhung tộc đời thứ nhất tổ vu, một vị trong truyền thuyết vu thần. Chương 733, 13 cấp yêu tu. Người có biết hay không, cho dù tại chúng ta cái kia niên đại, cha ma tổ vu cũng gần kề chỉ là một truyền thuyết. Tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức rất không cho là đúng nói, hơi không vui vẻ. Tung tính toán dựa theo bảo thủ nhất truyền thuyết, cha ma tổ vu tồn tại, cũng là năm 6.000 năm trước kia sự tình. Đối với ngàn năm trước kia tuyên bố rõ ràng chân quân mà nói, Chama tổ vu cũng là một cái phi thường phi thường truyền thuyết lâu đời. Tiên bối, tại các người cái kia niên đại, Chama tổ vu truyền thuyết là như thế nào? Tiêu phàm rất cẩn thận mà hỏi thăm. Hắn biết rõ chính tính cách, đã trịnh trọng chuyện lạ mà tại tuyên bố rõ ràng chân quân trước mặt nói ra tin tức này, vậy thì tuyệt đối không phải là không có lửa thì sao có khói. Tuyên bố rõ ràng chân quân nhìn tiêu phàm liếc, lạnh nhạt nói ra cùng các người truyền thuyết có chỗ bất đồng, cha ma tổ vu quả thật có người như vậy là khuyển vu môn sáng lập ra môn phái tổ sư, cũng là thời kỳ viễn cổ, khuyển nhung tộc thủ hộ đại thần. Nghe nói là linh khuyển tu luyện ngàn năm đắc đạo, hóa thành thân người, thủ đoạn sáng lập khuyển vu môn, khuyển nhung tộc chính là tại hắn che chở phía dưới, mới dần dần lớn mạnh lên. Tiêu phàm bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tình huống này, há dừng lại là cùng truyền thuyết có chỗ bất đồng mà thôi. Quả thực chính là phá vỡ cùng bọn họ hiểu rõ khuyển nhung tộc cùng với khuyển nhung vu sư lai lịch truyền thừa, kém khá xa. Cho tới nay, tiêu phàm bọn hắn cho rằng khuyển nhung chính là cái bình thường tái ngoại dân tộc, vu sư thì là văn hóa trình độ thấp lúc, đối với trong tộc tế sư cùng thầy thuốc gọi chung mà thôi. Mà hiện tại, tuyên bố rõ ràng chân quân lại nói cho bọn hắn biết, những này vu sư thực một người khác, hơn nữa một phần của một cái tu chân môn phái, gọi khuyển vu môn. Cái này khuyển vu môn sáng lập ra môn phái tổ sư, là một đầu linh khuyển. Lão gia tử, cha ma tổ Vu thật là một đầu linh khuyển. Trần Dương ăn ăn mà hỏi thăm, mặt mũi tràn đầy bán tín bán nghi thần sắc. Tuyên bố rõ ràng chân quân cười hắc hắc, nói ra, tiểu nha đầu, người chưa thấy qua thành tinh yêu quái a. À. Yêu thú tu luyện tới nhất định cùng bậc, có thể hóa thành hình người. Biến hóa yêu thú thần thông to lớn, ngay lão nhân gia ta toàn thịnh thời kỳ đều muốn nhượng bộ lui binh đích. Vị này cha ma tổ Vu, xuất từ yêu tu tại thời kỳ viễn cổ, dùng sức một mình khai sáng môn phái, hơn nữa che chở một phàm nhân dân tộc, có thể thấy được kỳ thực lực mạnh, xa không phải bình thường biến hóa yêu tu có thể so sánh đích. Có khả năng là 12 cấp thậm chí là 13 cực yêu tu. Lão gia tử, cái gì gọi là 12 cấp 13 cực yêu tu? Trần Dương mắt to trừng đắc hình cầu đích, tràn đầy ý tò mò. Đừng nhìn Trần Dương trên người linh lực chấn động đã muốn tương đương với trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng cái này hơn 10 năm đến, nàng cơ hồ một mực đều đang bế quan tu luyện, dùng kinh nghiệm giang hồ mà nói, chính là mạnh mẽ gà bắp, đối với một ít tu chân giới thưởng thức, cơ hồ đều là hoàn toàn không biết gì cả. Tuyên bố rõ ràng chân quân tựa hồ đối với Trần Dương tương đối yêu thích, cũng không ngại phiền toái, cười giải thích nói, đây là chúng ta nhân loại tu sĩ cho yêu tu một loại đơn giản phân cấp, yêu thú mình cũng có rất tu luyện nghiêm khắc hệ thống. Ví dụ như chúng ta nhân loại tu sĩ là luyện khí, trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Ngộ Linh như vậy cùng bậc, yêu tu cũng không sai biệt lắm, là khai mở linh, trúc cơ, Kim Đan, biến hóa, Nguyên Linh các loại. Cùng bậc phân chia, nhân loại tu sĩ để cho tiện, liền trực tiếp dùng con số đi phân chia yêu tu cùng bậc. Vừa tới tam cực là khai mở linh kỳ yêu thú, bất quá là vừa mới mở ra linh trí mà thôi, tương đương với nhân loại luyện khí kỳ tu sĩ, ngoại trừ thiên phú thần thông bên ngoài, những thứ khác thần thông đều khinh thường nhắc tới. Bốn bề giáp giới lục cấp là trúc cơ kỳ yêu thú, cùng nhân loại tu sĩ trúc cơ kỳ không sai biệt lắm, bảy đến cửu cấp thì là kim đan kỳ yêu thú. Lúc này yêu thú, tuy nhiên vẫn không thể hóa thành nhân hình, cũng đã ngưng kết yêu đan, ngoại trừ bổn mạng thần thông bên ngoài, còn có thể tu luyện ra hắn sự lợi hại của hắn thần thông. Đến kim đan kỳ yêu thú, linh trí đã mở, tăng thêm thân thể cực kỳ cường hoành, thiên phú thần thông lợi hại, tương đối mà nói, nếu so với cùng giai nhân loại tu sĩ lợi hại một ít hóa hình kỳ yêu tu, vậy thì khó lường rồi, tương đương với nhân loại nguyên anh kỳ tu sĩ, thường thường sau so cùng giai nguyên anh kỳ tu sĩ muốn lợi hại nhiều lắm, có đôi khi thậm chí có thể lấy một địch hai, cũng không rơi vào thế hạ phong. Cái kia 13 cực yêu thú, chẳng lẽ là tương đương với ngộ linh kỳ tu sĩ yêu thú? Trần Dương cực kỳ thông minh, lập tức liền đem cái này đẳng cấp khiến cho nhất thanh nhị sở. Đúng, 13 cực yêu thú, được xưng là yêu tu nguyên tiên cảnh giới, tương đương với nhân loại tu sĩ ngộ linh kỳ. Đến cảnh giới này yêu thú có thể đem ra sử dụng thiên địa nguyên khí, thần thông quảng đại chi đến. Mỗi một tên 13 cực yêu thú xuất thế, cũng sẽ ở tu chân giới nhấc lên một hồi mưa to gió lớn. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, trên mặt cơ thể nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hiện tại, các người biết rõ cha ma tổ vu đáng sợ sao? Tiêu Phàm trầm ngâm nói, tiền bối, cha ma tổ vu cũng không nhất định chính là 13 cực yêu tu a tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, xác thực không nhất định, thời kỳ thượng cổ, huyền vu môn đã từng cực thịnh một thời, chân chính có cơ hội thấy tận mắt thức qua cha ma tổ vu năng lực tu sĩ rất ít. Bất quá, cho dù cha ma tổ vu không phải 13 cực yêu tu, chỉ là 12 cấp, đó cũng là tương đương với nhân loại xây sĩ nguyên anh hậu kỳ đại thành cảnh giới. Hơn nữa, dùng yêu tu cường hãn, cha ma tổ vu tu vi chịu định viễn tại nhân loại bình thường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ phía trên. Đàm Hiên nghĩ nghĩ, nói ra tuy nhiên như thế, nhưng cha ma tổ vu dù sao tỏa hóa đã nhiều năm như vậy, cho dù năm đó tu vi của hắn cao tới đâu, cũng không đủ gây sợ. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói ra, người cho rằng tượng cha ma tổ vu như vậy khai phái tổ sư, hắn tỏa hóa chỗ, hội không có bất kỳ cấm chế sao. Hơn nữa, có quan hệ cha ma tổ vu chôn xương chỗ, năm đó tự từng tại tu chân giới nhắc lên qua một hồi sóng to gió lớn, vì tranh đoạt cái gọi là cha ma tổ vu lăng mộ tầm bảo đồ, rất nhiều tu sĩ vung tay, thương vong thảm trọng, về sau được chứng thực chỉ là một sân âm mưu, bày kế. Khuyển vu môn lại càng ra mặt bác bỏ tin đồn, nói cha ma tổ vu năm đó cũng không tỏa hóa, mà là phi thăng huyền linh thượng giới đi. Hiện tại, các ngươi lại nói tìm được hắn mộ địa, cái này hơn phân nửa không lớn đáng tin. Thực sự như vậy một chỗ mộ địa, năm đó đã bị những kia cổ tu đám bọn họ trăm phương ngàn kế móc ra rồi, còn có thể lưu cho tới hôm nay cho các ngươi nhặt cái này tiện nghi. Chính tựa hồ nghe ra tuyên bố rõ ràng chân quân ý ở ngoài lời, trầm giọng nói ra, tổ sư nói là, cái này có thể là nào đó cái bẫy. Tuyên bố rõ ràng chân quân lạnh cười nói, rất có thể. Mười năm này, đúng vậy có không ít lão bất tử ra hỏa lục tục ngo ngoe đều ló đầu ra đến liễu tương đương. Chính hai hàng lông mày có chút nhân bắt đầu đứng dậy. Tuyên bố rõ ràng chân quân nói điểm này, với tư cách thất nhất bảy văn phòng người phụ trách, nhưng hắn là phi thường tinh tường. Trong 10 năm, Thế giới các nơi phát sinh, sự kiện linh dị tăng lên gấp bội, cứ việc không ít sự kiện linh dị cũng không phải là phát sinh ở Hoa Hà quốc cảnh nội, chính cũng có thể thông qua nước ngoài đồng hành ban hiểu rõ. Đa số sự kiện linh dị không giải quyết được gì, nhưng chính vững tin, trong đó chỉ ít có 7 8 khởi cái gọi là sự kiện linh dị, nhưng thật ra là bởi vì phong ấn thượng của tu sĩ tỉnh lại dẫn dắt đích. Bất quá những này tỉnh lại của tu, tuyệt đại đa số đều ngẩn đê đề điều rất ít xuất hiện cũng không châm đối với người bình thường lung tung ra tay mà là lập tức liền kiếm mà ẩn cư, trốn đi khôi phục tu vi. Thập năm thời gian, đối với tu chân giả mà nói, không hề dài, thực sự cũng đủ khiến cái này thần thông quảng đại của tu khôi phục nhất định cảnh giới. Năm đó có năng lực đem chính mình phong ấn, vượt qua dài rằng giặc ngàn năm thời gian mà không mục nát, khẳng định không phải cấp thấp tu sĩ, ít nhất vốn là tu vi đều là kim đan hậu kỳ đã ngoài, nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không tại số ít. Tiền bối ý tứ, là lời đồn đãi này có khả năng là một vị cổ tu tiền bối cố ý thả ra tin tức, dụ dỗ mọi người tiến đến rút lui hay sao? Tuyên bố rõ ràng chân quân vuốt vuốt tròm dâu, nói ra tình huống bây giờ không rõ, loại khả năng này tính không thể bài trừ. Bất quá, tung tính toán như thế, chúng ta cũng không thể cứ như vậy ngồi yên không lý đến. Vốn ý định cùng đi với người uy linh lão ma bảo khố đi một chuyến, đã ra như vậy cái tin tức, cái kia đi trước mặt bác nhìn kỹ hẳn nói thực có âm mưu quỷ kế gì, cũng không sợ hắn. Nói đến đây, tuyên bố rõ ràng chân quân trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Bất kể thế nào nói, hắn năm đó cũng là một vị nguyên anh tu sĩ, hôm nay cũng đã khôi phục đến kim đan trung kỳ tu vi. Còn lại mấy cái bên kia phong ấn xuống lão ma, cho dù khôi phục tốc độ so với hắn nhanh hơn một ít, nhiều nhất thì ra là kim đan hậu kỳ cảnh giới. Nếu không có một lần nữa ngưng kết nguyên anh, tuyên bố rõ ràng chân quân tựu cũng không thế nào sợ hãi ngang nhau kim đan kỳ cảnh giới, đánh không lại còn có thể tránh không khỏi sao. Dùng chung thổ giới dưới mắt linh khí khôi phục tốc độ, bất kể là ai, muốn một lần nữa ngưng kết nguyên anh, ít nhất còn phải lại chờ thêm 20-30 năm, tu luyện hoàn cảnh mới có thể năng lực cơ bản khôi phục đến trước kia trình độ. Tiêu phàm mỉm cười, nói ra tiền bối nói như vậy, ta hoàn toàn tán thành, đi xem không sao. Vừa mới chính một nói đến đây chuyện này, tiêu phàm liền chiếm bài học, mặc dù là vội vàng khởi quẻ, cũng không thể suy diễn đắc thập phần tinh chuẩn, quẻ tượng thực sự biểu hiện, cực bắc chi địa xác thực đã xảy ra đại sự. Đến vu cát hung như thế nào, quẻ tượng cũng không chỉ rõ. Thiên cơ chi lực che đậy rất nặng. Càng như vậy, càng tỏ vẻ có đi trước tìm tòi tất yếu. Tuyên bố rõ ràng chân quân vừa mới khôi phục đến kim đan trung kỳ, đều không sợ hãi chút nào, tiêu phàm đã muốn nhanh muốn tiến dai đến kim đan trung kỳ đỉnh phong trạng thái, thì càng gia tăng không có gì hay sợ đích tốt, cái kia liền đi đi thôi. Tuyên bố rõ ràng chân quân cũng là vô cùng có quyết đoán người, tiện tay cầm trong tay hắc tử quang nước cờ đi lại hộp, nhẹ nhàng một vỗ bàn, đứng dậy. Trần Dương nói khẽ với tiêu phàm nói ra, nếu là cổ mộ, muốn hay không thông chi thiên thiên tỷ tỷ một tiếng. Luận đến đối với cổ mộ quen thuộc, đang ngồi mọi người, ai có thể đều so ra kém huyền thiên thiên. Nhiều như vậy năm qua, vài cái nữ hài tử đô tại chỉ thủy quan tu luyện, ngược lại ở trung đắc cực kỳ hữu hảo. Tân Lâm rất có, đại tỷ, phong phạm, mặt khác mấy nữ nhân hài, tựa hồ cũng thừa nhận nàng cái này địa vị. Yên tâm, không cần ta thông chi nàng, tại phương diện này, nàng so với chúng ta tin tức linh thông. Tiêu phàm cười một tiếng, nói ra. Lời còn chưa dứt, điện thoại của hắn liền chấn vang lên. Tuy nhiên tuyên bố rõ ràng chân quân sớm đã đem truyền âm phù cùng vạn lý phù phương pháp chế luyện truyền thụ cho bọn hắn, nhưng ở khoa học kỹ thuật văn minh tương đối phát đạt trung thổ giới, di động điện thoại tựa hồ so truyền âm phù càng thêm thuận tiện. Hơn nữa, chế tác truyền âm phù cũng đồng dạng muốn hao phí linh lực cùng tài liệu. Có lẽ hay là dùng di động điện thoại tương đối có lợi nhất. Tiêu phàm đè xuống tiếp nghe khóa, quả nhiên là uyển thiên thiên đánh tới đích, cùng hắn nói mạc bác cổ mộ suốt thế tình huống. Những năm này, uyển thiên thiên quá bận rộn tu luyện của mình, son xã, trên cơ bản giao cho đường nguyên cùng Tống Hoàn đi quản lý, nhưng là trọng yếu tin tức, đường Nguyên tống hoàn hai người có lẽ hay là hội hướng Nguyễn Thiên Thiên báo cáo. Lập tức tiêu phàm liền cùng Nguyễn Thiên Thiên hẹn rồi, trên đường tụ họp, cùng đi Mạc Bắc. chương 734, Mạc Bắc Thảo Nguyên. Tháng 8, trời cao vân đảng, đúng vậy Mạc Bắc Đại Thảo Nguyên tốt nhất mùa. Dưới bóng đêm, vào ban ngày minh mông xanh ngắt, bị đen nhánh màn đêm bao phủ, trên Thảo Nguyên giấy lên đống lửa. Một đám trang phục lộng lẫy thảo nguyên nam nữ trẻ tuổi, vây quanh đống lửa vừa múa vừa hát, hoan nghênh khách quý đến. Mạc Bắc Thảo Nguyên truyền kỳ anh hùng, Thảo Nguyên lang vương bột nhi thiếp xích cái kia đang tại thiết yến khoản đãi phương xa đến khách quý. Hồng hồng đống lửa, liếm láp lấy khối lớn màu mỡ dê bò thịt, trong không khí tràn ngập thịt nướng tiêu hương cùng ngựa mẹ rượu vị chua. Uy trấn Thảo Nguyên 13 phiêu kỵ, có 6 vị cùng Bạch Lang cùng một chỗ, tại người tiếp khách. Bạch Lang núi Thảo Nguyên đã muốn thật lâu không có náo nhiệt như vậy qua rồi đối với rất nhiều thảo nguyên dân chăn nuôi mà nói bạch lang núi thảo nguyên là mạc bắc đại thảo nguyên thần thánh nhất địa phương truyền kỳ anh hùng bạch lang tự cư ở chỗ này bạch lang núi vọng lại đầu sói lệnh bài tại rất nhiều du mục bộ lạc so sánh với chính phủ mệnh lệnh còn muốn có tác dụng vô số thảo nguyên dũng sĩ dùng có thể bị bạch lang núi điều động với tư cách suốt đời nhất đại vinh diệu bởi vì một khi bị bạch lang núi điều động tự ý nghĩa ngươi là chỗ bộ lạc cường tráng nhất dũng sĩ này bằng với là đã lấy được, phía chính phủ, chính thức tán thành, từ nay về sau, tại trong bộ lạc địa vị sẽ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, toàn cả gia tộc đều sẽ được mà thu hoạch đắc rất cao vinh dự. Có thể có được Bạch lang như thế thịnh tình khoản đãi khách quý, đúng vậy tiêu phàm, tuyên bố rõ ràng chân quân một chuyến. Lần này đi mạc bắc, tiêu phàm bọn hắn tổ một cái, đại đoàn, thành viên không ít. Vô cực môn bên này, tiêu phàm, đàm hiên, tân lâm, cơ lụa mỏng, uyển thiên thiên, Trần Dương đều đến, Văn Thiên còn đang bế quan vững chắc cảnh giới, liền lưu thủ chỉ thủy quan. Văn Tư Viễn ở sâu trong nội tâm, tự nhiên là muốn cùng trưởng giáo sư thúc cùng một chỗ, đi mạc Bắc Đại Thảo Nguyên biết một chút về, nhìn xem có thể không tìm được trong truyền thuyết cha ma tổ vu lăng mộ. Nếu thật là tìm được rồi, chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Bất quá sư phụ chính đang bế quan, Văn Tư Viễn chỉ có thể lưu lại cho sư phụ hộ pháp. Mười năm này ở bên trong, mỗi người đều đã lấy được nhảy vọt tiến bộ lên trước. tại tiêu phàm cuồn cuộn không dứt đan dược phụ trợ phía dưới, tân lâm, cơ lụa mỏng, uyển thiên thiên đều ở trước đó không lâu bước chân vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, chỉ cần tiếp qua vài năm có thể đạt tới trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, nếm thử trùng kích kim đan kỳ liễu tương đương. theo lý, trần dương tinh khiết linh thể so tân lâm bọn người càng thêm thích hợp tu luyện, tiến cảnh nên vậy so các nàng nhanh hơn một ít. mấu chốt là lúc đầu trụ cột, tân lâm. Uyển Thiên Thiên, cơ lụa mỏng ba người, đều đều là nội gia cao thủ, tại Tiêu Phàm chỉ điểm hạ, đem chân khí nội lực chuyển đổi vì pháp lực chân nguyên, khởi bước sau so Trần Dương muốn cao hơn nhiều. Có thể ở trong vòng 10 năm đuổi theo đến chỉ thua kém nhất giai tình trạng, Trần Dương đã muốn rất cố gắng. Dù sao, Tân Lâm, Uyển Thiên Thiên, cơ lụa mỏng ba người linh thể thuộc tính, cũng phi thường kiệt xuất, gần kề chỉ thua kém tinh khiết linh thể một đường. Tiêu Phàm luyện chế đại lượng tinh tiến công lực đan dược lại đem loại này linh thể gian sai biệt tiến thêm một bước rút nhỏ. Biết được cha ma tổ Vu Lăng mộ khả năng tại Mạc Bắc xuất hiện, mọi người đều không hẹn mà cùng chạy tới. Đối với tu chân giả mà nói, đây tuyệt đối thuộc về đáng giá mạo hiểm đại tạo hóa. Một gã 12 cấp thậm chí có thể là 13 cực yêu tu Lăng mộ, bên trong tùy tiện một kiện bảo vật, đối với trước mắt có lẽ hay là trúc cơ kỳ kim đan kỳ bọn hắn mà nói, giá trị to lớn, quả thực không thể đánh giá. Tuy nhiên tiêu phàm có liên tục không ngừng đan dược cung ứng, có thể tiết kiệm rất nhiều ngồi xuống điều tức thời gian, lại để cho mỗi người tiến cảnh sâu sắc nhanh hơn, nhưng ở đột phá bình cảnh thời điểm, lại còn cần tất cả bằng cơ duyên. Đơn thuần dựa vào đan dược công hiệu, là xa xa không đủ đích. Thực tế đột phá kim đan kỳ bình lớn cổ, cơ duyên lại càng cực kỳ quan trọng hơn. Ví dụ như lôi bằng nội đan chi tại tiêu phàm. Có lẽ tại cha ma tổ vu trong lăng mộ, tự có thể tìm tới thuộc về cơ duyên của các nàng phái Mao Sơn bên kia, đến người cũng không thiếu. Tuyên bố rõ ràng chân quân, chính hai vị này kim đan kỳ tu sĩ cầm đầu, còn có bốn gã trúc cơ kỳ đạo nhân tùy tướng, trong đó trúc cơ hậu kỳ hai người, trúc cơ trung kỳ hai người, coi như là trước mắt phái Mao Sơn chủ lực liễu tương đương. Mọi người trong nội tâm đánh đều là đồng dạng chủ ý. Cái gọi là cơ duyên, vốn chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đích. Nhìn chung bọn hắn cái này chi, liên quân, có kim đan trung kỳ tu sĩ một gã, kim đan sơ kỳ tu sĩ hai gá, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ 6 người, trúc cơ trung kỳ tu sĩ 3 người, thực lực được coi là có chút hùng hậu. Nếu như hơn nữa tại tiêu phàm linh thú hoàn trung nằm ngáy o, o, hắc lân cùng hai đầu lưng sát con bạo ngựa, cùng với 30 mươi mấy nhất giai sám bạo ngựa, thực lực thì càng gia tăng không thể khinh thường liếu tương đương. Trải qua 10 năm tỉ mỉ đào tạo, tiêu phàm vài có lẽ đã thực hiện thiên mục trùng, lượng sản, đại lượng linh quả luyện thành mồi liệu thúc đẩy sinh trưởng ra liên tục không ngừng thiên mục trùng. Lương sắt con bạo ngựa cùng sám bạo ngựa có sung túc đồ ăn, cảnh giới đều ở vững bước tăng lên bên trong. Bất quá linh trùng tiến dài tốc độ, xa xa so tu sĩ tiến dài tốc độ muốn chậm nhiều. Cái đó và linh trùng cực kỳ kéo dài tánh mạng có quan hệ, căn cứ linh trùng tông khu trùng thuật ghi lại, tượng lương sắt con bạo ngựa loại này linh trùng, tánh mạng dài đến vạn. Nhiều năm, nếu như không có đặc thù cơ duyên, dựa vào thời gian tích lũy chậm rãi tiến hóa, mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm mới tiến dai một lần, thập phần bình thường. Dù sao cũng không phải ai cũng có thể tưởng tiêu phàm như vậy, thổ hào thiên mục trùng cơ hồ là vô hạn lượng rộng mở cung ứng. Coi như là ngàn năm trước linh trùng tông, không có nam cực tiên ông lưu lại linh dược viên, cũng tuyệt đối làm không được như thế xa xỉ, chỉ có thể dùng chút ít thiên mục trùng với tư cách linh trùng món chính, tái phối dùng những thứ khác đồ ăn, linh trùng tiến dai tốc độ, tự nhiên chậm chạp đến làm cho người giận sôi. Tại vô hạn lượng thiên mục trùng nuôi nấng phía dưới, hai đầu lưng sắt con bọ ngựa đã muốn tiến hóa đến cấp 2 linh trùng đỉnh phong trạng thái, tùy thời cũng có thể đột phá đến tam cực liễu tương đương. Đồ ăn sung túc, cơ lụa mỏng chăn nuôi máu đào tầm cùng bạo liệt trùng cũng được ích lợi không nhỏ. Máu đào tầm tiến dài tốc độ cực kỳ chậm chạp, không thể so với lưng sắt con bọ ngựa nhanh bao nhiêu. Nhưng bạo liệt trùng tiến hóa lại không giống người thường. Dựa theo linh trùng tông khu trùng thuật ghi lại, bạo liệt trùng là dựa vào lẫn nhau thôn vệ đến hết thành tiến hóa đích. Cơ lụa mỏng có hơn 10 đối với bạo liệt trùng ấu trùng nơi tay, đại lượng thiên mục trùng cho ăn về sau, bạo liệt trùng phát triển phi thường nhanh chóng, lẫn nhau thôn vệ về sau, cuối cùng nhất dưỡng dục ra tương đối thành thục bạo liệt trùng, giao phối đẻ trứng, thoáng cái tự dưỡng dục ra mấy trăm bạo liệt trùng ấu trùng đến. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, hôm nay cơ lụa mỏng đỉnh đầu, đã có hơn vạn bạo liệt trùng, tuy nhiên có lẽ hay là ấu trùng, cơ lụa mỏng tin tưởng, chỉ cần lại trải qua một vòng thôn phệ, linh trùng có thể tiến giai liễu tương đương. Cấp 2 bạo liệt trùng, cho dù còn cản không nổi cấp 2 lưng sắt con bạo ngựa, uy lực cũng sẽ cực kỳ khủng bố liễu tương đương. Hơn 10 thậm chí 20 cấp 2 bạo liệt trùng đồng loạt bạo tạc nổ tung, không chỉ nói chúc cơ hậu kỳ tu sĩ, coi như là kim đan kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi, bị một kích diệt sát khả năng rất cao. Trừ lần đó ra, thường cách một đoạn thời gian luyện hóa một đôi thiên mục trùng, tiêu phàm thiên nhãn thần thông cũng tiến cảnh cực nhanh. Chẳng những mục lực đại tăng, có thể tại cực kỳ hắc ám trong hoàn cảnh vận dụng tự nhiên, thậm chí còn bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng đưa ra hắn không thể tưởng tượng nổi thần thông đến. Có xét thấy lần này, tiêu phàm đối với linh dược viên quản lý càng ngày càng đề bụng. Đem một ít nhiều nhất chỉ có ngàn năm dược tính linh thảo linh dược toàn bộ thu hoạch, bào chế về sau, cất chứa tại linh dược viên trung đồ dự bị sau đó đem những này linh dược hạt giống tiếp tục trồng xuống dưới. Trải qua thập năm thời gian siêu tập, tiêu phàm lại vì linh dược viên gia tăng rồi mấy chục vị linh dược. Trước mắt linh dược viên linh dược linh thảo đã muốn gia tăng đến gần 300 cây. Tuy nhiên cùng nam cực sách thuốc bên trong ghi lại hơn hai vạn vị linh dược kém khá xa, bất qua đối với một cái, tư gia dược viên, mà nói, như vậy quy mô đã đầy đủ kinh người liếu tương đương. Tiêu phàm cẩn thận tính toán qua, dùng linh dược viên quy mô, cho dù mỗi dạng linh dược linh thảo gieo trồng một cây, trước mắt hắn có thể sử dụng đệ nhất tiến thứ hai tiến linh dược viên tối đa cũng chỉ có thể trồng hơn ngàn cây linh dược. Cũng may linh dược viên có nhân công hiệu, hắn có thể thay phiên gieo trồng bất đồng linh dược. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn đắc tìm được nhiều như vậy linh dược hạt giống. Lần này trước phó Mạc Bắc, tiêu phàm ngay từ đầu cũng không có tính toán kinh động bạch lang. Dù sao tu chân giả cùng phổ người bình thường thế giới, đã có khác nhau rất lớn tuyên bố rõ ràng chân quân đã nói với hắn, càng là đẳng cấp cao tu sĩ, càng là sẽ không dễ dàng cùng phàm nhân trong lúc đó phát sinh cái gì cùng xuất hiện. Nhưng ra ngoài ý định chính là, bọn hắn chưa đuổi tới mạc bắc, cái kia hướng chính cung cấp tin tức thảo nguyên đồng hành, tổ thần bí mất tích. Chính dùng tất cả biện pháp cũng liên lạc không được hắn. Bất quá trước đó, hắn đã đem cha ma tổ vu lăng mộ khả năng tồn tại vị trí, chia chính một phần. Dựa theo vị kia đồng hành cung cấp tư liệu, Cha ma tổ vu lăng mộ xuất hiện chỗ, cách bạch lang núi Thảo Nguyên ước chừng có hơn 200 cây em xa, ở vào một cái hồ phía dưới. Cái gọi là hồ, là người trong Thảo Nguyên đối với hồ nước xưng hô. Nhưng mà bọn hắn đuổi tới cái chỗ kia, nhưng lại minh mông đại Thảo Nguyên, không chỉ nói yên ba minh mông hồ, coi như là nước tiểu hoa cũng không trông thấy một cái. Quỷ dị chính là, chỗ đó chỉ có hay không hồ bên ngoài, còn lại hình dạng mặt đất hoàn cảnh, ngược lại cùng người nọ cung cấp tư liệu giống như đúc. Trong mắt người ngoài, khắp nơi đều không sai biệt lắm đại thảo nguyên, ngay tại chỗ mắt người ở bên trong nhưng lại rất có khác nhau đích. Kinh nghiệm phong phú dân chăn nuôi, có thể đơn giản phân biệt thảm thực vật tình huống bất đồng, hai cái không ngờ núi nhỏ bao, có cái gì bất đồng, bọn hắn cũng là vừa xem hiểu ngay. Nói cách khác, nếu như vị kia đồng hành không có nói dối lời mà nói, khi bọn hắn đuổi tới cái chỗ kia, theo lý nên vậy có một không nhỏ hồ nước. Mà hiện tại cái này hồ lại không hiểu thấu mà không thấy bóng dáng đối với loại tình huống này tiêu phàm ngược lại cấp ra một cái giải thích hợp lý đại thảo nguyên ở chỗ sâu trong quả thật có một loại hội di động hồ loại này hồ đại đa số thời điểm ẩn sâu dưới mặt đất chỉ có tại cực kỳ đặc biệt dưới tình hình mới sẽ lộ ra mặt nước sau đó một dạ chi gian lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi rốt cuộc vô tích có thể tìm ra trên thảo nguyên ngẫu nhiên sẽ có dân chăn nuôi cả nhà cùng cả đám trâu dê không hiểu thấu mà mất tích, chính là trong giấc mộng bị những này hội di động hồ cắn nuốt sạch rồi, đã trở thành vĩnh viễn mê án. Đã vị kia đồng hành nói, cha ma tổ vu lăng mộ có khả năng là tồn tại ở hồ phía dưới, hiện tại hồ không thấy, tổ vu lăng mộ cũng đã thành hoa trong kiếng trăng trong nước, khó có thể nắm lấy. Mắt thấy lâm vào khốn cảnh, cơ lụa mỏng liền đề nghị đi tìm bạch lang. Vị này đại thảo nguyên tay anh chị đầu sỏ, nên vậy so với bọn hắn càng thêm tin tưởng địa phương địa hình hình dạng mặt đất, đối với hội di động hồ, tổng cũng biết cái đại khái tình hình. chương 735, hắn một cách. Cái này một đại nhóm người bỗng nhiên tại Thảo Nguyên xuất hiện, lại để cho Bạch lang lắp bắp kinh hãi. Tình hình như vậy, trước kia có lẽ không phát sinh qua. Khách người đã đến Bạch lang núi, Thảo Nguyên lang vương vậy mà hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa đến còn không là một người, là một đám người, mười mấy, Bạch lang tại trên thảo nguyên cường đại hệ thống tình báo, hoàn toàn không nhạy liếu tương đương. Với tư cách một gã tung hoành ngàn dặm thảo nguyên kiêu hùng, hơn 20 năm gần đây, một mực hùng bá mạc bắc, Bạch lang là tự nhiên mình sinh tồn chi đạo, xa không phải dũng mãnh thiện chiến có thể làm được đích. Hàng đầu đúng là thành lập khởi chính mình đầy đủ hoàn mỹ hệ thống tình báo, ngàn dặm trên đại thảo nguyên một có cái gì gió thổi cỏ lay, lập tức đã có người trước tiên đem tin tức phản hồi cho Bạch lang núi, sớm làm tốt hết thảy ứng đối chuẩn bị nếu không, chỉ sợ nhiều năm trước kia, đã bị mạc bắc phía chính phủ tiêu diệt rất nhiều hồi. Mặc kệ bạch lang cỡ nào được thảo nguyên dân chăn nuôi sùng bái, mạc bắc phía chính phủ đều rất khó dễ dàng tha thứ một cái pháp bên ngoài chỉ quyền ra hiện tại chính mình quốc thổ phía trên. Đương nhiên, trải qua nhiều năm như vậy kinh doanh, Bạch Lang đã sớm tại Mạc Bắc phía chính phủ có được chính mình người phát ngôn, đem pháp bên ngoài chỉ quyền thiết thiết thực thực mà thành lập bắt đầu đứng dậy. Nhưng còn lần này, tiêu phàm cơ lụa mỏng bọn người cứ như vậy ra hiện tại Bạch Lang núi Thảo Nguyên, chạm ở trước mặt của hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp. Bất quá Bạch Lang rốt cuộc không hổ là Bạch Lang, là cầm được thì cũng buông được hảo hán tử, lúc này đem hệ thống tình báo không nhạy sự tình vứt qua một bên, tổ chức thịnh đại nhất yến hội, hoan nghênh khách quý đến. Nhiều năm trước kia, tiêu phàm bọn người đã tiến nhập tích cốc trạng thái, bất quá cũng đều bị Bạch Lang nhiệt tình nhận thấy động, ào ào tại trên đại thảo nguyên khoanh chân ngồi xuống, Ăn miếng thịt bự uống chén rượu lớn, cùng những này hào sảng thảo nguyên nhi nữ nâng ly cạn chén. Nhất là tuyên bố rõ ràng chân quân, đối với Bạch Lang tính tình rất là tán thưởng, cảm thấy rất đúng khẩu vị của hắn, bưng lên bát nước lớn, liên tiếp cùng Bạch Lang làm ba chén ngựa mẹ rượu. Đáng tiếc Bạch Lang trong cơ thể cũng không có phát hiện linh căn, nếu không nghe lời, vị này ngàn năm lão quái vật nói không chừng thật sự hội động tâm thu Bạch Lang làm đồ đệ. Bất quá hào sảng thảo nguyên lang vương ngẫu nhiên hội hiển lộ ra một chút không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng hướng xa xa một tòa độc lập lều nhỏ trông đi qua, tựa hồ đối với này tòa lều nhỏ đặc biệt chú ý. Tiêu phàm bọn người hạng cơ cảnh, bạch lang loại này dị thường, tự nhiên giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn. Chỉ là dưới mắt chính náo nhiệt, ai cũng không tiện mở miệng tương tuần. Bóng đêm dần dần sâu, tiêu phàm bưng một ly ngựa mẹ rượu, chậm rãi phẩm lấy, bỗng nhiên thần sắc vừa động, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, ngồi ở cách đó không xa tuyên bố rõ ràng chân quân cũng đồng thời ngẩng đầu. Trong trẻo nhưng lạnh lùng trong bầu trời đêm, một đạo độn quang tự bầu trời xẹt qua, độn nhanh chóng cực nhanh. Tiêu phàm có thể rõ ràng mà cảm nhận được, vừa rồi có người dùng thần niệm chi lực hướng tại đây điều tra, không hề nghi ngờ, đây là người tu chân giả. Hơn nữa thần niệm chi lực cực kỳ cường đại, không tại tuyên bố rõ ràng chân quân phía dưới, cho tiêu phàm không nhỏ cảm giác áp bách. Riêng lấy thần niệm chi lực để phán đoán, người này rất có thể là một gã nguyên anh kỳ tu sĩ. Ít nhất trước kia là đích. Những này ngàn năm trước tự hành phong ấn lão quái vật, tỉnh lại về sau cứ việc còn phải cần một khoảng thời gian đến khôi phục trước kia tu vi cảnh giới, nhưng thần niệm chi lực cường đại, nhưng lại không bị hạn chế đích. Đây cũng là phán đoán bọn hắn năm đó tu vi trọng yếu nhất tiêu chí một trong. Thấy tiêu phàm cơ hồ cùng mình đồng thời phát giác được dị thường, tuyên bố rõ ràng chân quân âm thầm gật đầu. Quả nhiên không hổ là vô cực truyền nhân, mặc dù chỉ là vắng chi truyền thừa, thần niệm chi lực cũng xa so cùng giai tu sĩ phải cường đại hơn nhiều. Đây cũng là vô cực môn công pháp đặc điểm, hoặc là nói, là bộ phận tu tập thuật pháp tu chân truyền thừa cộng đồng đặc điểm. Xem bói quẻ tưởng, suy diễn thiên cơ, đều cùng cường đại hơn người thần thức chi lực cùng một nhịp thở, thần thức chi lực càng mạnh, tại thuật pháp thượng tạo nghệ mới có thể nâng cao một bước. Cái gọi là xem bói suy diễn, kỳ thật chính là cưỡng ép hiếp nhìn trộm thiên cơ, bắt lính ngộ tối tăm chung cái kia một tia, tiết lộ, cơ mật. Loại này huyến hoặc khó hiểu suy tính, không có cường đại thần thức chi lực, lại làm sao có thể lính ngộ đến chuẩn xác gợi ý. Vì vậy, ngàn năm trước kia, nhiều cái tinh thông xem bói suy diễn môn phái tu chân, kỳ chủ xây công pháp cơ hồ đều có cường hóa thần thức chi lực kỳ hiệu, nhất là vô cực môn chủ tu công pháp, lại càng chú trọng đối với thần niệm chi lực bồi dưỡng. Ngang nhau dài tu sĩ, vô cực truyền nhân có lẽ không phải thần thông cao nhất, nhưng bình thường đều là thần niệm chi lực mạnh nhất đích. Hơn nữa loại này tăng phúc, theo tu vi tăng trưởng, sẽ kéo dài mở rộng. Năm đó vô cực môn trưởng giáo thái hứng chân nhân, tự lấy nguyên anh hậu kỳ tu vi, thần niệm chi lực thẳng bức ngộ linh kỳ tu sĩ. Tiên bối, ngài thấy thế nào? Khơi khoảnh, tuyên bố rõ ràng chân quân trong lỗ tai vang lên tiêu phàm truyền âm thanh âm. Tuyên bố rõ ràng chân quân mỉm cười, nói ra, nhận được tin tức đích, khẳng định không chỉ chúng ta những người khác muốn tới thì tới đi, loại chuyện này, chú ý cái cơ duyên. Nhiều người ít người không phải mấu chốt, mấu chốt là phải trước tìm được cái kia nơi lăng mộ. Tiêu phàm nhẹ gật đầu, tuyên bố rõ ràng chân quân cách nhìn, ngược lại cùng hắn cơ bản nhất trí. Không có thể có ai một mình tiến nhập lăng mộ, tự nhất định có thể có chỗ thu hoạch. Tiểu Hữu bên kia trong trứng bồng, có chút khác thường. Tuyên bố rõ ràng chân quân lập tức lại nhắc nhở tiêu phàm một câu luận thần niệm chi lực, tuyên bố rõ ràng chân quân tự nhiên là người liên can bên trong cường đại nhất đích. Vô cực môn truyền thừa công pháp lại thần diệu vạn đoan, cảnh giới thượng tuyệt đối tranh lệch, cũng vô pháp đơn giản lấp đầy. Tiêu phàm có thể phát giác bên kia trong lều vải khác thường, tuyên bố rõ ràng chân quân lại càng thấy rõ. Bất quá Bạch Lang là tiêu phàm bằng hiếu, tuyên bố rõ ràng chân quân đối với Bạch Lang ấn tượng cũng phi thường chuyện tốt, tự nhiên muốn cho Bạch Lang lưu vài phần mặt mũi, do tiêu phàm đi cùng Bạch lang câu thông tương đối thỏa đáng. Ta biết rõ. Tiêu phàm nhẹ giọng đáp. Trên ánh trăng trung thiên, đống lửa tiệc tối cuối cùng kết thúc, nhiệt tình hiếu khách thảo nguyên nhi nữ, dẫn dắt lấy khách quý đi kim bích huy hoàng đại trướng bồng chung nghỉ tạm. Tuy nhiên thời đại sớm đã tiến bộ lên trước không ít dân chăn nuôi cũng đã ở lại vĩnh cửu tính xi măng kết cấu phòng ốc, bột nhi thiếp xích cái kia nhưng như cũ bảo trì phong cách cổ xưa du mục dân tộc tập tục, ở tại đại trướng bồng ở phía trong dàn xếp hiếu khách người, bột nhi thiếp xích cái kia đi nhanh từ trong lều vải đi tới, đứng ở trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng, mắt nhìn bên kia lều nhỏ, thật dài thở dài, trên mặt hiện ra vẻ sầu lo. Lang vương, có cái gì cần ta hỗ trợ đấy sao? Một cái ôn hòa thanh âm, bỗng nhiên tại vang lên bên tai. Bột nhi thiếp xích cái kia cả kinh quay đầu lại, không biết lúc nào, tiêu phàm đã muốn đứng ở bên cạnh của hắn, vô thanh vô tức, thật giống như hắn một mực đều đứng ở chỗ này, chưa bao giờ từng di động qua. Tiêu tiên sinh, bột nhi thiếp xích cái kia vừa sợ lại bội, vội vàng ôm quyền. Lang vương, phía trước cái kia trong trướng bổng ở người, đối với người nhất định rất trọng yếu a. À. Đối mặt bạch lang như vậy hào sảng hán tử, tiêu phàm cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi. Bạch lang cương nghị mặt thang hơi đỏ lên, khó được lộ ra một tia ngượng ngùng ý, trầm ngâm hơi khoảnh, như là hạ quyết tâm giống như nói, tiêu tiên sinh, không phải ta không tin được ngươi, thật sự là tình huống phi thường đặc thù. Ngài là khách quý. Vị này sát phạt quả quyết thảo nguyên kiêu hùng, rõ ràng nói quanh có bắt đầu đứng dậy. Tiêu phàm sắc mặt, dần dần ngưng trọng lên, chậm rãi nói ra, lang vương, trong chướng bổng cái vị kia, khí tức thập phần cổ quái. Ta cho rằng hay là muốn kịp thời xử lý, vạn nhất khiến cho cái gì quái bệnh lưu hành, phiền toái tựu đại rồi, các người cả bộ lạc, thậm chí cả thảo nguyên đều sẽ được thụ hại. Bạch lang toàn thân chấn động, giật mình nói, tiêu tiên sinh, hắn một cách tình huống, người cũng biết rồi. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra cũng biết không có thể, nhưng một cách cổ hơi thở này, ta có thể cảm ứng được đến. Cổ hơi thở này, thật sự không nên vì nhân gian tất cả. Chỉ là những lời này, tiêu phàm không có nói rõ, miễn cho quá kích thích Bạch lang. Nhìn ra được, Bạch lang đối với vị này, hắn một cách phi thường để ý. Hắn một cách vì thảo nguyên lời nói hoa nhị ý, là Thảo Nguyên cô nương thường dùng danh tự. Được rồi, tiêu tiên sinh, mời đi theo ta. Bạch lang cũng là vô cùng có quyết đoán tính cách, đối với tiêu phàm năng lực lại cực kỳ kính phục, rốt cục cắn răng một cái, nói ra, lập tức hướng bên kia lều nhỏ bước đi đi. Bột nhi thiếp xích cái kia. Hai người vừa mới đến gần lều vải, bên trong liền truyền tới một ôn nhu nữ tử thanh âm, mang theo ba phần buồn bã uyển ý. Ta đã sớm nói với người rồi, không nên tới gần tại đây sẽ đối với ngươi rất bất lợi hắn một cách ta dẫn theo tiêu tiên sinh tới thăm ngươi bạch lang thanh âm khó được ôn nhu bắt đầu đứng dậy tiêu tiên sinh lang vương lời còn chưa dứt trong trướng bồng liền vang lên nàng kia tiếng kinh hô ngươi còn dẫn theo những người khác đến nơi đây ta tại sao không có một điểm phát giác bạch lang không khỏi sững sờ quay đầu nhìn nhìn bên người tiêu phàm liếc hắn một cách cái này là ý gì Tiêu Phàm mỉm cười, chậm rãi đem thu liếm khí tức thích phóng đi ra một điểm, nói ra, hắn một cách cô nương, ta là Bạch Lang Bằng hiếu, cố ý tới bang giúp đỡ bọn ngươi đích, thỉnh không cần khẩn trương. Tiêu Phàm tuy nhiên không thể tu luyện yêu đao tông chủ công pháp, nhưng che giấu khí tức công pháp, lại là có thể tu luyện đích hiệu quả phi thường không tệ. Ah! Trong trướng bồng lại là một tiếng thét kinh hãi, lập tức lâm vào trong trầm mặc, sau nửa ngày không âm thanh tức. Tiêu Tiên Sinh, thực xin lỗi ta phải rất nặng bệnh, không thích hợp gặp người ngoài đích. Cảm ơn hảo ý của ngươi, xin tha thứ ta không có thể cùng ngươi gặp mặt. Quang nghe thanh âm, chỉ biết cô gái này cực kỳ dịu dàng, khó trách bạch lang tốt như vậy hắn tử, cũng đều vì hắn khuynh đảo. Hắn một cách cô nương, có bệnh không có sao, có thể chỉ tốt. Tiêu phàm trầm giọng nói ra, thân thể nhoáng một cái, đã đến lều vải trước kia, thân thủ vén lên lều trại rèm vải môn. Bạch lang lắp bắp kinh hãi, vội vàng đi nhanh đi theo. Như vậy hành vân lưu thủy loại khinh thân công phu, bạch lang tung hoành giang hồ hơn 30 năm, có lẽ hay là đầu một hồi kiến thức, cùng mười mấy năm trước so sánh với, tiêu tiên sinh võ công, lại tinh tiến liễu tương đương. Nho nhỏ trong trướng bồng, ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, một gã toàn thân hắc y nữ tử, chính nghiêng đầu lại, giật mình mà nhìn qua ra hiện tại cửa ra vào tiêu phàm. Mờ nhạt dưới ánh đèn, chỉ thấy cô gái này mi mục như vẽ, thanh tú mềm mại đáng yêu, hai đầu lông mày mang theo một cổ nhàn nhạt, nhạt u buồn, làm cho người ta vừa thấy phía dưới liền kìm lòng không được địa tâm sinh thương tiếc ý. hắn một cách người không phải sợ, tiêu tiên sinh là bằng hữu của ta, hắn không có ác ý đích. bạch lang tử hồ sợ cô gái áo đen đã bị kinh hãi, vội vàng ở một bên cấp cấp mà giải thích, mặt mũi tràn đầy đều là yêu thương vẻ. tiêu phàm hai hàng lông mày lại nhẹ nhàng trao lên, nữ hài tử này thật sự quá mộng huyễn, rồi. Một mắt nhìn đi, hoàn toàn không giống như là trần tục loại người, phảng phất đến từ thế giới kia. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 735.